Quan thần, hạ tưởng. Tập 31. Xem ra, trên chính trường vẫn là kết giao càng nhiều bạn bè càng tốt, quả nhiên là nhiều bạn sẽ nhiều con đường hơn. Dù sao một cái vòng chỉ có lớn như vậy, ai cũng có mối quan hệ riêng trong đó. Chưa biết chừng đến một lúc nào đó sẽ có niềm vui bất ngờ đến. Đương nhiên là nếu đắc tội với càng nhiều người thì bất chợt lúc nào đó sẽ có sự đả kích xảy đến. Khâu Tự Phong vô tình uống nhiều hơn mấy chén, rất hứng chí nói. Tôi sắp kết hôn rồi, Tiểu Hạ, khi nào cưới thì mời cậu đến uống rượu mừng, nhất định phải đến đó, không đi là không nể mặt tôi rồi. Hạ Tưởng vội vàng bày tỏ chúc mừng. Là thiên kim nhà nào cơ ạ? Chắc chắn không phải là Mai Hiểu Lâm rồi, nếu là cô ấy thì cô ấy sẽ thông báo ngay cho mình biết. Vả lại với tình hình trước mắt, nhà họ Mai và họ Khâu không thể nào thành thông ra được. Là con gái nhà họ Phó, tên là Phó Đoá Đoá. Chẳng còn cách nào khác, vẫn là lợi ích của gia đình là lớn nhất. Cũng may là nghe nói Phó Đoá Đoá cũng ưa nhìn, tính tình ôn hòa. Dù sao thì vẫn chỉ là vợ mà thôi, cưới ai mà chẳng là cưới. Người trong chính trường như chúng ta có bao nhiêu chuyện là có thể tự mình làm chủ được. Đặc biệt là tôi, người có xuất thân từ danh gia vọng tộc lớn, trên vai phải gánh vác trọng trách kế thừa gia tộc. Tuy là hiện giờ tôi rất ấm ức, ở tỉnh Yến vẫn chưa có thành tích gì cả. Khâu Tự Phong hung hăng văng mạnh cái chén xuống đất, vẻ mặt tức giận, bất bình. Lần đầu tiên chứng kiến Khâu Tự Phong để mất bình tĩnh, phong thái như vậy, trong lòng Hạ Tưởng cũng hiểu phần nào nỗi buồn khổ của y. Thật ra đừng nhìn Khâu Tự Phong là phái thái tử đảng con nhà quan, có xuất thân từ gia tộc lớn, y thật ra không vui, không hạnh phúc chút nào. Trên vai phải gánh quá nhiều trọng trách và áp lực, đến cả hôn nhân cũng không thể tự mình làm chủ, nghĩ cũng thấy y rất đáng thương. Hạ Tưởng an ủi y. Việc không thể gấp gáp được, phải từ từ từng bước đi lên, với lại, kinh nghiệm lý lịch của anh cũng đủ rồi, bước tiếp theo có thể được thăng lên làm phó giám đốc sở rồi đó. Đúng rồi. Sắp tới có kế hoạch gì chưa? Tiếp tục ở lại thành phố Yến hay là quay về Bắc Kinh? Không được thăng lên giám đốc sở thì về Bắc Kinh quá là mất thể diện. Thật ra tôi cũng muốn rời khỏi thành phố Yến, đến thành phố khác, cửa ban tổ chức cán bộ thành ủy còn dễ, nhưng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy thì không dễ dàng gì. Nếu chỉ là điều động cán bộ trong phạm vi thành phố Yến thì chỉ cần ban tổ chức cán bộ thành ủy phê chuẩn là được rồi, nhưng nếu điều ra khỏi thành phố thì phải có sự đồng ý của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Và y mà được thăng lên phó giám đốc sở thì nhất định phải thông qua được sát hạch của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Hạ Tưởng hiểu rõ ý của Khâu Tự Phong, trong lòng hắn đang lo lắng Mai Thái Bình đang gây khó dễ từ bên trong. Bí thư Khâu muốn đi đâu? Có mục tiêu gì chưa? Ở thành phố bảo có một người là ủy viên thường vụ, phó thị trưởng, chỉ còn công tác thêm hơn nửa năm nữa là đến hạn. Là thời cơ tốt. Nếu mà có thể đi được thì cũng coi như đã rút ngắn hơn được một bước. Khâu Tự Phong nhìn Hạ Tưởng không chớp mắt, nói xong câu này dù có nhờ men rượu thì vẫn lộ ra sự không tự tin trong lòng. Tào Vĩnh Quốc là bí thư thành ủy thành phố bảo, với việc bổ nhiệm phó thị trưởng ông không có quyền quyết định nhưng vẫn còn quyền góp kiến nghị. Ý kiến của bí thư thành ủy đôi lúc cũng rất quan trọng, đặc biệt là khi cấp trên cực kỳ coi trọng chính bản thân con người bí thư thành ủy. Đồng thời, trong lòng Khâu Tự Phong đã rất rõ về mối quan hệ giữa Mai Thái Bình và Hạ Tưởng, nên mới nói y có thể đến thành phố bảo hay không đều phải nhờ vào Hạ Tưởng. Chỉ cần Hạ Tưởng giúp anh ta di rời được chướng ngại vật nặng ký nhất là Mai Thái Bình, rồi nhờ Tào Vĩnh Quốc nói giúp với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, những công việc còn lại sẽ do anh ta lo. Mấu chốt nhất chính là hai phần công việc trước mắt, trong lòng anh ta không được chắc chắn. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút là đoán được ngay tâm ý của Khâu Tự Phong. Y đến thành phố bảo chưa chắc đã chịu làm một phó thị trưởng bình thường, nhưng nếu vào được hội nghị thường vụ thì cũng như là đứng vào hàng lãnh đạo, một bước nhỏ nhưng lại bước được bước đi lớn. Dựa vào những gì Hạ Tưởng hiểu về con người Khâu Tự Phong, thì tạm thời đánh giá là kết bạn được. Tuy rằng tính cách Khâu Tự Phong cũng có mặt thiếu quyết đoán, và cũng không quá có lòng trách nhiệm, nhưng anh ta có ý chí, có thể bỏ qua thành kiến, càng có dũng khí biết sai rồi sửa lỗi nên Hạ Tưởng quyết định sẽ giúp anh ta một tay. Hơn nữa, về sau nhà họ Khâu cũng là một lực lượng không nhỏ để có thể nhờ vả. Hạ Tưởng cười nhẹ nhàng. Về phần bí thư Tào tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì, chỉ là trưởng ban Mai có nghe lời tôi nói hay không tôi cũng không chắc. Trước mặt người ngoài, Hạ Tưởng vẫn thích được gọi Tào Vĩnh Quốc là bí thư Tào.
Vừa nghe ý của Hạ Tưởng là đồng ý, hắn nói thử có nghĩa là có đến 7, 8 phần chắc chắn, Khâu Tự Phong vui mừng. Cảm ơn tiểu Hạ, việc mà thành thì tôi đã mắc nợ cậu một ân tình. Hạ Tưởng nhẹ nhàng lắc đầu nói. Giữa anh và tôi không cần phải khách sáo, nếu đã là bạn bè thì việc giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm mà. Khâu Tự Phong ngại ngùng nói. Với cậu thì có thể coi là ra tay giúp đỡ bình thường, còn với tôi thì lại là một con đường gian khổ. Mặc kệ nói gì đi nữa, từ nay về sau tôi sẽ đối xử với cậu như những người bạn thật lòng. Tạm biệt Khâu Tự Phong, Hạ Tưởng lập tức gọi điện cho Mai Hiểu Lâm. Đầu tiên là hỏi thăm cô ấy, sau đó lại hỏi Mai Thái Bình thích uống loại rượu nào, hút thuốc gì. Mai Hiểu Lâm lập tức trở nên cảnh giác, hỏi. Sao vậy, có chuyện gì muốn nhờ chú tôi giúp sao? Có phải muốn đút lót chú ấy không? Hạ Tưởng không kìm nổi bật cười. Chỉ là muốn ngồi với chú mà thôi nên tôi mới phải biết sở thích của chú ấy chứ. Một chai rượu, một bao thuốc mà cũng gọi là hối lộ, cô đừng quá mẫn cảm như thế được không? Chịu thôi, tôi chính là mẫn cảm như vậy đấy, anh có ý kiến gì không? Vẫn là cái tính khí thẳng thắn ấy, Mai Hiểu Lâm lại nói cho Hạ Tưởng biết. Chú ấy thích uống kiếm Nam Xuân, thích hút thuốc Vân Nam. Đều không phải loại tốt nhất đâu, nhưng là do thói quen khó bỏ. Còn nữa, chú ấy thích trà nhạt, không thích cà phê, không ăn cay. Thế là tốt rồi, từ những thông tin mà Mai Hiểu Lâm cung cấp, sở thích của Mai Thái Bình gần như là được moi ra hết. Xem ra thật đúng là sự đề phòng giữa người thân quen với nhau ít hơn. Nếu là Khâu Tự Phong đi hỏi có lẽ chỉ nhận lại được nốt cơm. Hạ Tưởng cũng không nói cho Mai Hiểu Lâm hắn là vì chuyện gì mới hỏi. Đây là chuyện giữa hắn và Mai Thái Bình, để hai người tự giải quyết với nhau là ổn rồi. Với lại hắn chỉ muốn nhờ Mai Thái Bình giơ cao đánh khẽ, khi nào sát hạch thì xin một lời nhận xét tốt là được, cũng không phải là muốn nhờ ông ta ra mặt đề cử Khâu Tự Phong. Ngày hôm sau, vừa mới đi làm Hạ Tưởng đã gọi điện cho Mai Thái Bình. Cháu chào trưởng ban Mai, sắp sửa đón năm mới rồi, chắc sang năm chú về Bắc Kinh rồi thì không còn ngồi cùng nhau hàn huyên được nữa, chú buổi tối có thời gian không ạ? Nếu rảnh cháu muốn ngồi với chú một buổi, vừa may cháu có chai rượu ngon, là rượu kiếm Nam Xuân năm 20, chú thấy thế nào, có muốn thử một chút không ạ? Buổi tối vì có việc nên Mai Thái Bình đã hẹn trước với người khác nhưng lại không kìm nổi sự quyến rũ trước mồi rượu ngon nên cười ha ha. Tiểu Hạ, xem như là cháu đã nắm được hết sở thích của chú rồi còn gì, chắc chắn là do Tiểu Lâm nói cho cháu biết. Được, tối nay cháu đến đón chú nhé. Trong một ngày. Phòng tin tức không có mấy việc phải xử lý, trên cơ quan ngày ngày trôi qua nhạt như nước lã, vừa mới đi làm đã tính giờ ra về rồi. Cũng may Hạ Tưởng có việc cần làm, múa bút thành văn viết một bài, báo cáo về tính cần thiết trong việc đề cao sự an toàn tin tức mạng. Phân tích tỉ mỉ từ các phương diện, việc để lộ tin tức mạng sẽ gây ra ảnh hưởng và hậu quả lớn đối với quốc gia. Ý của Hạ Tưởng chính là muốn nhắc nhở mọi người nên biết dự phòng, phải cẩn thận đề phòng sự tái diễn trước nhiều sự kiện bị để lộ. Dù sao đang trong thời kỳ phát triển cao trào, nhà nước đã phải trả quá nhiều học phí đắt đỏ cho những bài học, thậm chí còn có những hối tiếc không cách nào bù đắp nổi. Ở vị trí này rồi thì phải lo cho vị trí đấy, nếu đã đảm nhiệm chức trưởng phòng tin tức rồi thì phải có cống hiến xứng đáng. Buổi tối đến đón Mai Thái Bình, hai người cùng nhau lái xe đến Đại Trạch Môn. Đại Trạch Môn là nhà hàng chuyên làm món ăn Bắc Kinh, rất hợp với khẩu vị của Mai Thái Bình. Rượu kiếm Nam Xuân năm 20 là Hạ Tưởng lấy được từ trong bộ sưu tập của Tào Vĩnh Quốc, nói chính xác hơn là do Tào Thủ Lê lôi ra. Cô biết bố mình có thói quen cất chữ đồ, chỉ với chút công phu thì đã tìm ra được quý phẩm mà Tào Vĩnh Quốc cất chữ. Hai người tiền trảm hậu tấu, bởi đoán sau khi bố biết chuyện sẽ xót xa lắm, sẽ mắng Tào Thủ Lê con gái dại trai, đồ vật quý của bố cũng đem cho chồng mình. Thuốc Vân Nam là quà cưới được Phùng Húc Quang tặng, nói là vật báu được Mã Vạn Chính cất chữ. Mai Thái Bình là người biết nhìn hàng, vừa mới nhìn thấy rượu ngon và thuốc ngon liền kêu lên kinh ngạc. Cái cậu Tiểu Hạ này được, đồ tốt thế này đem giấu đi, không cho tôi, hơi bị keo kiệt đấy. Hạ Tưởng cười không ngừng. Cháu cũng là mới tìm thấy thôi, rượu là cháu mượn của bố, thuốc là mượn của phó chủ tịch tỉnh Mã đấy. Mai Thái Bình lập tức trở nên cảnh giác nhìn Hạ Tưởng. Rượu không phải rượu ngon, tiệc không phải tiệc vui, thuốc không phải thuốc ngon. Xem ra hôm nay tôi trúng phải kế của cậu rồi, có điều phải uống trước, hút trước rồi hẵng nói sau, giúp cậu việc hay không để sau hãy xét. Đúng là lắm trò thật,
Hạ Tường bất lực chỉ còn cách cười trừ rót rượu, châm thuốc mời, đầu tiên là không nhắc đến việc của Khâu Tự Phong mà hỏi. Trưởng Ban Mai, chú nói xem việc của Bộ Ngoại Thương rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bớt giả bộ với tôi đi. Mai Thái Bình không vui chừng mắt nhìn Hạ Tường. Trò mà Ngô Lão Tam gây ra chẳng lẽ cậu không rõ là chuyện gì sao? Chú nói này Tiểu Hạ, nếu không phải mấy hôm nay chú quá bận thì đã sớm tìm cháu nói chuyện rồi. Cháu ở lại tỉnh ủy tốt bao nhiêu, sao cứ phải đến Bắc Kinh mua cái danh hão làm gì? Các bộ và ủy ban trung ương không thích hợp với cháu, nghe lời chú đi. Cháu cứ ở lại tỉnh ủy, chúng ta nói chuyện thường xuyên, uống rượu hàn huyên có phải tốt biết bao? Lại nhấp một ngụm rượu, Mai Thái Bình nói tiếp. Bây giờ thì tốt rồi, đối xứng rồi. Năm đó Dịch Hướng Sư và Diệp Thạch Sinh hai người có tranh chấp với nhau. Bọn họ không chỉ là quan niệm chấp chính không giống nhau, đến cả cách nghĩ, cách nhìn nhận rất nhiều vấn đề quan trọng khác cũng hoàn toàn tương phản. Dịch Hướng Sư cũng thật là, cứ phải chọn ngày cháu đi làm đầu tiên thì gửi đến công hàm thuyên chuyển công tác, không phải là đang cố ý gây khó dễ với Diệp Thạch Sinh à. Lại thêm Thôi Hướng tác oai tác quái từ bên trong, giờ đã được thăng lên thành đấu tranh giữa người cầm quyền giữa tỉnh Yến và Bộ Ngoại Thương rồi. Nghe nói Phó Thủ tướng Hà còn đích thân gọi điện cho Diệp Thạch Sinh, muốn Diệp Thạch Sinh bạo dạn hơn một chút. Hạ Tưởng giật mình, sao lại kinh động đến cả Phó Thủ tướng? Sự việc bùng phát lớn quá, rồi hắn lại nghĩ, xem ra bên trên có người bất mãn với tỉnh Yến và Diệp Thạch Sinh, tìm cơ hội để dọa nạt một chút mà thôi. Cũng đúng, tỉnh Yến mấy năm gần đây về chính trị thì bảo thủ, về kinh tế thì không có khởi sắc, cuối cùng vẫn chỉ là một tỉnh bậc trung hơi xếp sau. Thành phố Yến là thành phố trực thuộc tỉnh, so với mười mấy thành phố trực thuộc tỉnh khác trên cả nước thì cũng chỉ là hơn mấy khu vực xa xa, nổi tiếng nghèo túng một chút mà thôi. Nhìn ra cả nước, thành phố Yến thậm chí còn không bằng vài thành phố cấp thị xã ở phía Nam. Quả thực giống như lời Mai Thái Bình nói, bây giờ thì tốt rồi, vì sự xen vào bất ngờ của Ngô Tài Giang, vì sự xung đột quan niệm giữa Dịch Hướng Sư và Diệp Thạch Sinh, diễn biến thành sự cảnh tỉnh của cấp trên đối với tỉnh ủy tỉnh Yến. Vượt qua suy nghĩ của tất cả mọi người, e rằng đến cả Thôi Hướng cũng không bao giờ ngờ tới sẽ xảy ra một cục diện như thế này, không biết y có cảm tưởng gì đây. Lại nghĩ đến bản thân là người trong cuộc, bây giờ lại giống như trở thành người không có việc gì. Cũng không đến nỗi tồi, vừa đúng lúc nhân cơ hội này vừa hoàn thành công tác của phòng tin tức, vừa làm tốt việc của mình, lại vừa có thể đứng một bên với thân phận là người xem trò yên lặng xem màn kịch. Thật ra việc điều đến Bộ Ngoại Thương không phải là ý của chú, mà là chủ ý của Liên Nhược Hạm. Cô ấy giấu cháu tìm tới Ngô Tài Giang. Hạ Tưởng biết chuyện này sẽ không giấu nổi Mai Thái Bình nên thẳng thừng nói ra, cũng là thể hiện thành tâm của mình. Cháu thì không sao cả, ở đâu cũng được. Có một câu không phải đã nói là, việc đi ở không có chủ ý, chỉ mong trời xanh mây cuốn. Được rồi đó, đừng lẫn chuyện tào lao vào. Với tuổi tác hiện giờ của cháu thì vẫn chưa là lúc nhẹ nhõm thư thái, chưa trải qua sóng to gió lớn, chưa cảm nhận được cái cảm giác đứng trên đỉnh cao nhìn ra thế giới dưới chân nhỏ bé thế nào thì lấy đâu ra cái kiểu nhẹ nhàng, thư thái. Thôi uống rượu đã. Mai Thái Bình quả nhiên là thích uống kiếm Nam Xuân, chẳng mấy chốc đã uống hơn một nửa. Hạ Tưởng uống với ông ta vài chén. Tình hình trước mắt, hai bên đều không chịu nhường nhau. Mai Thái Bình biết được một tin. Bí thư Diệp mở một cuộc hội nghị nhỏ, thảo luận về tình hình kinh tế tỉnh Yến, nên duy trì tình trạng hiện giờ hay là trưng cầu ý kiến tiến hành cải cách. Mai Thái Bình không lạc quan nói. Theo tôi thấy quan chức tỉnh Yến đều rất bảo thủ, chỉ muốn giữ nguyên như cũ. Thà không lập công, nói hơi khó nghe thì là tư tưởng nằm chờ qua ngày, tích kết kinh nghiệm lai lịch quá nghiêm trọng. Thật ra Cao Thành Tùng mới đầu còn có lòng muốn thúc đẩy, cải cách kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến, cũng lập được một ít thành tích đó. Nên bên trên đã nhìn tỉnh Yến với con mắt khác. Nhưng do sau này tư tưởng của ông ta quá bành trướng, bị bên trên hạ bệ cũng là điều nằm trong dự đoán. Tỉnh Yến quá gần Bắc Kinh, lập được thành tích sẽ dễ bị người ta cho rằng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của Bắc Kinh. Không lập thành tích thì lại bị mang tiếng chửi là bảo thủ, lạc hậu. Diệp Thạch Sinh cũng không dễ dàng gì. Cào nhau xong, Mai Thái Bình lắc đầu cười. Nào, uống rượu thôi, lo lắng hộ ông ta để làm gì. Tôi làm một kỳ trưởng ban tổ chức cán bộ xong thì nhảy sang tỉnh khác, không thèm ở lại cái tỉnh Yến này. Đến lúc đó đi cùng với chú, cháu thấy thế nào hả Tiểu Hạ? Hạ Tưởng không trả lời mà chỉ cười. Đề nghị trưởng ban Mai là đến tỉnh lớn phía Nam, dễ lập thành tích. Đúng rồi,
Cháu nghe nói ủy viên thành ủy thành phố bảo, phó thị trưởng Ninh nửa năm sau sẽ nghỉ hưu, bên ban tổ chức có người thích hợp để chọn chưa ạ? Tôi đã nói chẳng có tiệc nào là tiệc không cả, rượu nào chỉ có rượu thôi, cháu muốn nói giúp ai hả? Trước mặt chú có một thì nói một, sắc mặt Mai Thái Bình hơi hơi đỏ, không biết là do men rượu kích thích hay là do quá vui. Hạ Tưởng hiểu rõ lời Mai Thái Bình nói ra bề ngoài thì là ngay thẳng, nhưng lại ẩn bên trong rất nhiều tâm kế. Có điều hắn không lo Mai Thái Bình sẽ nổi giận, mà ngược lại là Mai Thái Bình đang biểu lộ ý muốn kéo bè kết phái. Hắn cùng lúc nhắc đến vấn đề ứng cử viên cho chức phó thị trưởng thành phố bảo, là muốn biểu hiện sự qua lại không có ngăn cách, tin tưởng Mai Thái Bình không phải là người hẹp hòi đến độ vì một câu nói mà bị mất hứng. Sắc mặt đỏ của ông ta vừa là một kiểu thăm dò, cũng là một kiểu thể hiện vừa đúng tầm quyền uy của quan chức. Hạ Tưởng liền thốt ra tên của Khâu Tự Phong. Là Khâu Tự Phong. Sắc mặt Mai Thái Bình liền thay đổi, chậm rãi đặt ly rượu xuống, lạnh lùng nói. Rượu khó uống quá, là rượu giả hả? Ý ông ta muốn nói, là đang chất vấn tình cảm Hạ Tưởng đối với ông ta là giả dối, dám thay Khâu Tự Phong giải quyết công việc. Hạ Tưởng cũng không cười nữa, vẻ mặt nghiêm túc nói. Trưởng ban Mai, rượu là 100% thật, nhưng có một câu nói rất hay, người uống rượu, rượu nhạt hay nồng thì chỉ mình biết. Rượu cũng vậy ạ, cùng là một loại rượu nhưng với người uống khác nhau thì mùi vị sẽ theo cảm nhận mà khác nhau. Cho dù là cùng một người uống cùng một chai rượu cũng sẽ bị tâm lý tốt xấu làm ảnh hưởng mà cảm nhận mùi vị rượu khác nhau. Chai rượu này là vật báu cất chữ của bố cháu yêu quý nó như Ngọc Bảo, bị cháu lấy ra tặng chú, có ngon hay không sẽ do chú kết luận, nhưng có phải rượu thật, rượu ngon hay không thì trong lòng cháu lại rất hiểu ạ. Mai Thái Bình vẫn giữ nguyên vẻ mặt thừ ra, nhìn Hạ Tưởng một lúc lâu rồi đột nhiên nói. Khi sát hạch chú có thể sẽ không chặn ngang gây khó Khâu Tự Phong, nhưng cháu phải bắt buộc nhượng bộ, vì chú có một điều kiện. Hạ Tưởng lo lắng, vội hỏi. Điều kiện gì hả chú? Ha ha! Khuôn mặt đang căng ra của Mai Thái Bình không thể nghiêm được nữa, bỗng chốc bật cười, y lấy tay chỉ Hạ Tưởng. Dọa được cháu sợ rồi nhé, được, hóa ra cháu cũng có lúc nhát cái, ha ha! Hạ Tưởng khẽ lau mồ hôi, Mai Thái Bình thật là biết dọa người. Diễn như thật. Dù sao ông ta cũng là người họ Mai, ở địa vị cao lâu rồi, khí thế và độ uy nghiêm được dưỡng dục đến nỗi chỉ là vô hình nhưng lại có thể tạo áp lực lớn lên người khác. Với lại, nhất cử nhất động của ông ta đúng là đang quản lý tiền đồ của không biết bao nhiêu người, nên người khác phải sợ ông ta là đương nhiên. Chương 392, Hộp Gấm và Đá Thọ Sơn. Hạ Tưởng cũng bởi do Mai Hiểu Lâm nên mới có cảm giác không xa cách với Mai Thái Bình. Nếu mà không có sự hợp tác trong thời gian dài với Mai Hiểu Lâm, hắn chắc chắn sẽ không dám đường đường chính chính ngồi trước mặt trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy nói dẫn rồi. Thân tham gia chính trường, trời lớn đất lớn, mũ quan lớn nhất. Hạ Tưởng liền cười khiêm tốn. Chú là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, trong tay quản lý vô số mũ của các quan lớn nhỏ trong tỉnh, phàm là người muốn đội mũ quan ai lại không nể sợ chú ạ. Cháu cũng chỉ là viên cán bộ bé nhỏ. Đương nhiên là sợ trưởng ban tổ chức cán bộ ạ. Lại nhớ đến điều kiện Mai Thái Bình đề ra, Hạ Tưởng vội hỏi. Trưởng ban Mai xin cứ nói là điều kiện gì đi ạ. Chú là người tốt, không nên sợ. Cháu mà sợ chú nữa thì giữa chúng ta sẽ không chung tiếng nói được nữa phải không? Mai Thái Bình trở lại trạng thái bình thường, uống liền mấy chén rượu, nói liên tục. Rượu ngon, đúng là rượu ngon. Điều kiện của chú là, tiểu Hạ. Cháu phải nói cho chú biết, hộp gấm mà Phạm Duệ Hằng tặng cháu, trong đó để đồ gì vậy? Hạ Tưởng sửng sốt, sau đó liền cười ha ha. Rốt cuộc hộp gấm mà chủ tịch tỉnh Phạm tặng có chứa đồ gì đã bị hỏi đến không dưới 100 lần rồi. Từ Mai Hiểu Lâm, Khâu Tự Phong ở huyện An đến Tần Thác Phu ở thành phố Yến cũng hỏi. Thậm chí là Vương Bằng Phi và Phương Tiến Giang cũng dùng cách trêu đùa để dò hỏi, rồi đến Cao Tấn Chu trên tỉnh, đương nhiên Tống Triều Độ, Mã Vạn Chính không hỏi. Có lẽ là do ngại. Ai ngờ đúng lúc Hạ Tưởng cho rằng Mai Thái Bình sẽ đặt điều kiện khiến hắn không thể chấp nhận được thì ông ta lại mở miệng hỏi về vấn đề này. Hạ Tưởng không thể nhịn cười hơn được nữa nên bật cười thành tiếng. Mai Thái Bình thấy Hạ Tưởng cười thì sửng sốt, hỏi. Có gì mà buồn cười thế? Lẽ nào chú lên làm trưởng ban tổ chức cán bộ rồi thì không còn lòng hiếu kỳ sao? Hạ Tưởng nhịn cười. Không phải ạ. Cháu đang nghĩ là chủ tịch tỉnh Phạm đủ thông minh thật.
chỉ tặng một chiếc hộp gấm thôi lại có thể khiến vô số người khổ sở đoán non đoán giả món quà bên trong là quà gì. Thật ra bên trong không có quà gì cả, nói ra chỉ e là nhiều người sẽ không tin thôi, là một trang giấy trắng. Giấy trắng. Mai Thái Bình xoay xoay chén rượu trong tay, ngẩn người, bỗng nhiên cười một cách đắc ý. Thông minh, không ngờ, Phạm Duệ Hằng cũng thật là thông minh, tặng tờ giấy trắng cho cậu, để cậu đi đoán tâm ý của ông ta, lại càng khiến cho vô số người đau đầu, một thủ đoạn mượn đao giết người. Tuy rằng Mai Thái Bình miêu tả không sát lắm nhưng cũng coi như là nhìn thấu được dụng tâm của Phạm Duệ Hằng. Hạ Tưởng cười. Một tờ giấy trắng không có chữ nào, có thể nói là không có giá trị gì cả, nhưng một khi viết chữ vào rồi lại như nặng nghìn cân. Bây giờ trang giấy trắng ấy vẫn trắng, chưa ai biết được chân tướng cả. Mai Thái Bình hiểu ý của Hạ Tưởng là muốn ông ta giữ bí mật, y liền gật đầu, nói. Ai ai cũng có tính tò mò. Mọi người càng hiếu kỳ thì mối quan hệ giữa cậu và chủ tịch tỉnh Phạm càng thần bí, sẽ khiến cho người ta ngờ vực đoán mò. Cứ kệ mọi người đoán linh tinh cũng được, coi như là trò vui tiêu khiển. Ngừng lại một lát, y hỏi tiếp. Sao cháu lại muốn giúp Khâu Tự Phong? Không phải là đang muốn tiếp cận nhà họ Khâu chứ? Do sự hợp tác ở huyện An cũng rất tốt ạ, sau này có khả năng sẽ trở thành người hợp tác trên chính trường. Ra tay giúp đỡ nhau. Để lại ân tình thì về sau có gặp lại cũng dễ nói chuyện ạ. Hạ Tưởng thật thà nói, hắn cảm nhận được nếu Khâu Tự Phong có thể yên tâm xây dựng sự nghiệp, lại có được sự ủng hộ của họ tộc thì sẽ không lo sẽ không có ngày chắp cánh bay lên. Nhà họ Mai và họ Khâu có lúc hợp tác, có lúc thì đối đầu nhau, tranh chấp lợi ích không ít. Nhưng đa phần các việc đều tuân theo một quy định, Khâu Tự Phong cũng đủ tư cách rồi, cậu đã thông bí thư Tào đi. Khi nào ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy trưng cầu ý kiến thành ủy thành phố bảo, tên Khâu Tự Phong sẽ được đặt lên đầu tiên. Hạ Tưởng vui mừng gật đầu. Buổi tối sau khi về nhà, Hạ Tưởng gọi điện cho Tào Vĩnh Quốc. Vừa đúng lúc Tào Vĩnh Quốc đang đau đầu vì không có ứng cử viên nào, nghe Hạ Tưởng đề cử xong ông liền vui mừng, và chấp nhận đề xuất của hắn. Buổi tối ăn cơm xong thì cô bé liền sớm chui vào chăn ấm, chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ, diễn vẻ mặt xấu nghịch ngợm với hắn. Nhỏ giọng nói. Mau đến đây đi, muốn bàn với anh một chuyện. Hạ Tưởng liền cảm thấy lạ. Đợi một chốc anh cũng chui vào chăn xong rồi bàn, có điều anh thấy bộ dạng em có vẻ gian tà, đang có ý đồ xấu phải không? Mặc dù kết hôn đã một thời gian, hai người cũng đã sớm hòa làm một rồi, khi bị Hạ Tưởng bóng gió trêu ghẹo một tí cô bé vẫn đỏ mặt. Anh không thể nghĩ nghiêm túc được à? Sao lúc nào đầu óc cũng đen tối thế, không mệt sao? Hạ Tưởng ấm ức kêu. Em xem em nằm trong chăn chỉ thò mỗi cái đầu ra, lại vẫy tay về phía anh nói là có chuyện, không phải là đang muốn quyến rũ anh sao? Lại còn không biết ngượng nói anh, là em không tự chú ý hình tượng đoan trang của mình mới đúng. Không thèm để ý tới anh nữa, là do trời lạnh em mới lên giường trước, ai mà giống anh cứ nói lên giường là có suy nghĩ đen tối. Tào Thù Lê quay người, hướng lưng về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng liền cười ha hả. Cũng đúng, cách nói lên giường trong suy nghĩ của đàn ông đã trở thành đại danh từ cho vài việc nào đó. Hắn cũng không lo lắng, vì biết bé Lê là đang trêu chọc mình, nên làm xong việc của mình xong mới lên giường nằm. Rốt cuộc là chuyện gì tốt đẹp vậy? Hạ Tưởng hỏi, vẻ mặt gian gian, sau đó bàn tay bắt đầu nghịch ngợm, không để yên một chỗ. Đừng lộn xộn, em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh. Cô bé đẩy Hạ Tưởng cái tay hư kia ra. Nghe em nói này. Phải thành thật, ngoan, nếu không thì không nói chuyện với anh nữa. Có chuyện gì cứ từ từ nói. Hạ Tưởng nghiêm túc trở lại, xem ra bé Lê là có chuyện cần bàn. Sắp đến Tết rồi, khi chúng mình về nhà, mua quà biếu gì thì tốt đây. Cô nghiêng đầu, lấy một ngón tay đặt lên trên mũi, hiện rõ là đang rất chú tâm suy nghĩ. Và nữa, mời bố mẹ chúng ta đến cùng đón năm mới được không? Dù sao đồ ăn trong nhà cũng ăn không hết. Mọi người đến thì càng đông vui. Em quyết định là được rồi, việc trong nhà anh đều là ủy hết quyền cho vợ yêu xử lý. Hạ Tưởng lười biếng, không muốn bị bận tâm. Vậy cũng được, tha cho anh đấy. Em biết anh có nhiều việc phải lo nên cứ giao cho em sẽ lo liệu. Có điều em mà sắp xếp ổn thỏa rồi thì anh phải nghiêm túc chấp hành, không được phản đối. Cô bé giơ ngón tay ra, muốn ngoắc ngón tay với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đành phải đồng ý. Rồi bỗng nhiên hỏi. Có thể đến lúc đón năm mới, Hạ An sẽ làm đám cưới đấy.
Quyết định từ bây giờ không có tác dụng đâu. Bớt việc đi, em đừng nghĩ nhiều nữa. Thật ra hắn thích cô bé mãi với hình dạng đáng yêu mãi không lớn đó, luôn đem lại cho người khác khả năng mơ màng vô bờ bến. Thấy cô ấy nói xong thì đôi mắt bắt đầu híp lại buồn ngủ. Hạ Tưởng không vui, khi lật người nói. Nói xong chuyện là giả vờ buồn ngủ, em làm người ta bực mình quá, anh muốn giận lắm đây. Em thật sự buồn ngủ rồi, tha cho em một lần đi mà, được không? Không được. Thì thôi vậy, em thỏa hiệp. Em đúng là không có nguyên tắc gì hết, sao không thể kiên trì thêm một lúc? Em sợ nếu kiên trì thêm một lúc thì ngủ mất. Em, nháy mắt là sắp hết năm rồi, trước khi đón năm mới chắc chắn sẽ không có chuyện lớn nào xảy ra đâu, có phải đến Bắc Kinh hay không? Hạ Tưởng đã không còn muốn suy nghĩ đến nữa, chỉ muốn làm tốt công việc trước mắt, đồng thời theo dõi chặt quyết định của thành phố về vấn đề sở hữu miếng đất nhà máy thép và nhà máy dược. Diệp Thạch Sinh lấy lý do nghiên cứu tình trạng kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến để mở cuộc hội nghị nhỏ, gồm ông ta và Phạm Duệ Hằng, Mã Vạn Chính, Tống Triều Độ bốn người tham gia. Quả nhiên giống như ông ta tưởng tượng, tất cả mọi người đều phản đối cải cách, đều cảm thấy tình hình trước mắt vẫn là nên lấy ổn định làm trọng, duy trì hiện trạng là được rồi. Trong vài người đó, ý kiến của Tống Triều Độ là kiên quyết nhất, chính là vị trí địa lý tỉnh Yến rất khó có thể trở thành tỉnh kinh tế lớn. Chỉ cần duy trì được tình trạng trung bình so với các tỉnh khác là được rồi. Tống Triều Độ nói một phen chọc sâu vào tim Diệp Thạch Sinh, khiến cho y cảm giác giữa mình và Tống Triều Độ lại có cách nhìn nhận nhiều vấn đề giống nhau đến kinh ngạc. Cùng lúc đó, ở thành phố Yến cũng mở một buổi hội nghị nhỏ do thị trưởng Hồ đứng ra đề nghị, chủ yếu là thảo luận về quyền sở hữu miếng đất nhà máy thép và nhà máy dược. Thành viên tham gia hội nghị gồm có Ủy viên Thường vụ Bí thư Trần Phong, thị trưởng Hồ Tăng Chu, Phó Thị trưởng Thường trực Đàm Long, Phó Thị trưởng Hà Giang Hoa. Trần Phong phát biểu đầu tiên, lôi vụ bản cam kết giữa Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ trước với tập đoàn Viễn Cảnh. Hồ Tăng Chu cũng biểu thị nên tôn trọng ý kiến của nhiệm kỳ trước, nếu không chính phủ sẽ không còn độ tin cậy nữa. Đàm Long kiên quyết phản đối, nói là phải chứng minh sự thực. Công viên rừng rậm do tập đoàn Viễn Cảnh khai phá rất thành công, không bị đền tiền như khi nói lúc đầu, ngược lại lại kiếm được khoản tiền lớn. Cộng thêm thành phố đã cấp phép xây dựng viện an dưỡng và trung tâm hội nghị trong công viên cũng coi như là bồi thường cho sự cống hiến của tập đoàn trong sự cải thiện môi trường thành phố Yến. Hiện giờ tập đoàn Viễn Cảnh đang dồn hết công sức vào việc xây dựng viện an dưỡng và trung tâm hội nghị, không nên phê duyệt thêm đất đai cho họ. Bất động sản Cát Thành mấy năm gần đây cũng đóng góp không ít việc tốt cho Ủy ban Nhân dân thành phố, xây dựng nhà thu nhập thấp, vừa kinh tế. Hay vài công trình an trí đều có bàn tay của bất động sản Cát Thành trong đó, thành phố cũng nên chiếu cố, ủng hộ cho doanh nghiệp trong tỉnh hơn. Hà Giang Hoa cũng biểu thị đồng ý với suy nghĩ như vậy. Y còn muốn thành phố ủng hộ nhiều hơn các doanh nghiệp địa phương, không nên làm nguội đi tấm lòng đóng góp vì thành phố của các doanh nghiệp tỉnh. Thành phố Yến là thành phố của người dân thành phố Yến, phải để doanh nghiệp thành phố kiến tạo những hoạt động có ý nghĩa tốt đẹp hơn. Ý kiến của bốn người đều đã nói ra hết. Nhất thời cả cuộc họp bị rơi vào trạng thái đông cứng. Trần Phong biết là Đàm Long muốn bảo vệ cho bất động sản Cát Thành, chắc chắn sẽ dùng hết sức, ông ta trầm ngâm một lúc, cười. Ý của tôi là, chúng ta mở cuộc hội ý nhỏ là để định đoạt quyền sở hữu, đỡ phải để người khác thêm bất an, và cũng làm lợi cho sự phát triển về sau của các doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân thành phố kỳ trước là thỏa thuận giữa tôi và tập đoàn Viễn Cảnh. Lúc đó vì để thu hút vốn đầu tư của tập đoàn, vì muốn họ xây dựng công viên rừng rậm nên mới để ra lấy việc khai phá đất làm điều kiện trao đổi. Có thể nói Ủy ban Nhân dân thành phố là bên chủ động. Hiện tại không thể vì thấy công viên rừng rậm làm ăn phát đạt thì có suy nghĩ tập đoàn Viễn Cảnh đã kiếm đủ vốn đầu tư bỏ ra, rồi phủ nhận thỏa thuận lúc trước. Nếu làm như vậy, tin bị truyền đi thì sau này còn có tập đoàn nào dám đến thành phố Yến đầu tư? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ánh mắt Trần Phong sáng ngời nhìn Đàm Long, nói tiếp. Tập đoàn Viễn Cảnh có thể kinh doanh công viên rừng rậm tốt như vậy là do trình độ làm kinh tế của họ cao siêu, không có mâu thuẫn gì với việc ký kết với chúng ta lúc bấy giờ. Người xưa còn có câu quân tử một lời nói một gói vàng, Ủy ban Nhân dân thành phố ta lẽ nào lại ngang nhiên xé nát tờ cam kết ban đầu, chỉ vì cái lợi ngay trước mắt mà hủy đi mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với tập đoàn Viễn Cảnh bao lâu nay. Năm đó chỉ là ký bản thảo cam kết, chứ không phải bản thỏa thuận. Đàm Long có chút e ngại Trần Phong, không dám nhìn thẳng vào Trần Phong, y nhìn sang Hà Giang Hoa.
Tôi và Phó Thị trưởng Hà đều nhất trí cho rằng, vẫn nên để bất động sản Cát Thành khai thác tốt hơn. Phó Bí Thư Thôi cũng rất quan tâm việc lớn mạnh của bất động sản Cát Thành, cũng từng đích thân gọi điện hỏi về chuyện này rồi. Lại lôi Thôi Hướng ra để bức ép người. Trần Phong hơi bực, lông mày nháy nháy đang định mở lời phản bác lại thì Hồ Tăng Chu cười nhìn Trần Phong gật đầu nhẹ, chủ động nói. Phó Bí Thư Thôi cũng gọi điện cho tôi, nhắc đến vấn đề sở hữu miếng đất nhà máy thép và nhà máy dược. Tôi trả lời Phó Bí Thư Thôi thế này, đầu tiên là phải nhìn vào thực lực, sau đó là xem xét những nhà đầu tư ngoại tỉnh đã từng có cống hiến cho thành phố Yến, cuối cùng là muốn nghe ý kiến của đại đa số người khác nữa. Qua hai điều đầu tiên, tập đoàn Viễn Cảnh không chỉ là thực lực lẫn có cống hiến cho thành phố Yến đều vượt qua bất động sản Cát Thành. Còn điều cuối cùng, cá nhân tôi cho rằng, miếng đất ấy không phải là điều gì to tát cả, không cần phải trình lên hội nghị thường vụ thảo luận nữa. Tôi là thị trưởng, tôi xin đưa ra ý kiến đầu tiên, tôi vẫn cho rằng miếng đất nên giao cho tập đoàn Viễn Cảnh thì hơn. Trần Phong hơi giật mình, từ thời gian trước Hồ Tăng Chu vốn không biểu lộ thái độ rõ ràng, không thấy ông ta có chút gì là bị dao động, đang chuẩn bị muốn bàn chuyện riêng với ông ta thì ai ngờ còn chưa kịp bàn luận gì, Hồ Tăng Chu đã đề nghị mở cuộc hội ý tạm thời. Trần Phong vẫn còn hơi chút lo lắng nếu Hồ Tăng Chu ủng hộ bất động sản Cát Thành thì y chỉ còn cách dùng đến quyền bí thư yêu cầu trình lên hội nghị thường vụ bàn luận. Không ngờ Hồ Tăng Chu lại ủng hộ tập đoàn Viễn Cảnh nhiều như vậy, Trần Phong nheo mắt lại thì lập tức nghĩ tới Hạ Tưởng. Đàm Long ngạc nhiên nhìn Hồ Tăng Chu, không thể miêu tả nổi sự kinh ngạc trong lòng hắn ta. Y nhớ lần trước Phó Bí Thư Thôi có nói qua, Hồ Tăng Chu có dấu hiệu muốn xích gần, sao lại chỉ nháy mắt đã đổi quẻ rồi. Y liếc sang Hà Giang Hoa, nghiến răng một cái, dù sao chuyện cũng đã đến nước này rồi, đâm lao thì phải theo lao nên nói. Tôi vẫn ủng hộ bất động sản Cát Thành. Ba người nhìn qua Hà Giang Hoa. Hà Giang Hoa tự biết mình thế nhỏ lời nói không trọng lượng, tuy là ủy viên thường vụ nhưng mới được vào hội nghị thường vụ, trước mắt là gần gũi với Đàm Long hơn một chút, nhưng vẫn chưa quyết định sẽ nghiêng hoàn toàn về phía Đàm Long. Giờ thấy thế cục đã mở hướng đi. Ngay cả thị trưởng cũng ủng hộ tập đoàn Viễn Cảnh rồi, y làm việc tại Ủy ban Nhân dân thành phố thì nên bước cùng nhịp bước với thị trưởng thì mới tốt cho phát triển công việc sau này, nên gật đầu nói. Nghe lời phân tích của Bí Thư Trần và thị trưởng Hồ xong, tôi thấy tập đoàn Viễn Cảnh phù hợp hơn. Đàm Long tuy đã liệu được Hà Giang Hoa sẽ đổi quẻ nhất thời, nhưng khi sự việc xảy ra thực thì vẫn không tránh khỏi sự chán nản, thoái chí. Nếu Bí Thư và thị trưởng đã bắt tay rồi, thì tự mình không cần phải gắng gượng nữa, ngay cả lúc trước Phó Bí Thư Thôi cũng không lay động được Hồ Tăng Chu, chắc chắn trong lòng thị trưởng đã tự có quyết định rồi nên chỉ còn con đường thỏa hiệp để đi mà thôi. Bốn người sau khi họp xong cuộc hội nghị nhỏ xong, trong buổi hội nghị thường vụ vụ việc quyền sở hữu miếng đất nhà máy thép và nhà máy dược cũ đã trở thành vấn đề nhỏ nhắc đến một chút mà thôi. Không ai có ý kiến phản đối, coi như là chính thức được thông qua. Hạ Tưởng nghe tin xong liền gọi điện báo cho Liên Nhược Hạm biết, Liên Nhược Hạm chỉ đáp lại lạnh nhạt một câu, rồi hỏi hắn. Anh nói xem là em nên mổ tốt hơn hay là sinh tự nhiên thì tốt hơn. Hạ Tưởng thua luôn, Liên Nhược Hạm của bây giờ hoàn toàn rơi vào trạng thái làm mẹ, việc làm ăn của công ty mạng bên Mỹ và công ty trong nước đều không còn tâm trí để ý tới, một chút cũng không bận tâm tới. Cũng may, công ty bên Mỹ có ban giám đốc, có tổng giám đốc điều hành. Tất cả đều vẫn hoạt động bình thường. Tập đoàn Viễn Cảnh có phó tổng giám đốc điều hành, có cao lão, và cách quản lý quy củ theo kiểu tập đoàn hóa cũng đang hình thành. Nhẩm tính ra thì Liên Nhược Hạm có thai được khoảng 4 tháng rồi. Hạ Tưởng liền hỏi, Tết em định đi đâu? Ở thành phố Yến là được rồi, em không muốn về Bắc Kinh. Em nghĩ hết rồi, nếu năm sau em còn ở thành phố Yến, thì em sẽ bay đến Mỹ sớm một chút để sinh bên đó. Nếu như anh có thể đến Bắc Kinh, em cũng sẽ về Bắc Kinh, sinh con tại Bắc Kinh. Dù sao thì đều theo sự sắp xếp đi lại của anh. Mặc kệ là sinh ở đâu, em hy vọng khi vào phòng sinh thì có anh ở bên. Yêu cầu nhỏ này Hạ Tưởng đã đồng ý với cô, nên chỉ khuyên cô nghỉ ngơi cho tốt, khi nào đến Tết hắn sẽ bớt thời gian đến bên cạnh cô. Cuối tuần, Tống Nhất Phàm và Tống Chiêu Độ đột ngột đến nhà họ Tào làm khách. Tống Chiêu Độ đến thăm bạn. Trên đường về vừa đúng đi qua ký túc xá của ủy ban xây dựng nhà họ Tào nên ghé vào. Tống Nhất Phàm đề xuất lên nhà ngồi, Tống Chiêu Độ nghĩ cũng có một quãng thời gian chưa ngồi riêng với Hạ Tưởng rồi nên gật đầu đồng ý. Hạ Tưởng hơi bất ngờ trước cuộc viếng thăm của bố con Tống Chiêu Độ, nhưng cũng cảm thấy vui vui.
Tào Thù Lê vội vàng pha trà rót nước mời khách, Tống Chiêu Độ ngồi nói chuyện phiếm với Hạ Tưởng một lúc, sau đó như vô tình hỏi Hạ Tưởng một câu. Lần trước chủ tịch tỉnh Phạm có tặng cậu cái hộp gấm, bên trong để đồ gì vậy? Hạ Tưởng liền nhịn cười, Tống Chiêu Độ cũng đủ nhẫn nại ghê, chuyện lâu như vậy rồi giờ mới hỏi. Có điều cái sự tò mò của con người đúng là ghê gớm thật, xem ra ông ấy luôn nhớ đến chuyện này. Hạ Tưởng liền nói thật. Tống Chiêu Độ ngây người ra một lúc, liền sau đó thì cười ha ha. Đúng là cái tên Phạm Duệ Hằng, một tờ giấy trắng lại có thể trêu cợt vô số người, đúng là có khiếu lắm. Tống Nhất Phạm ở Tào gia không yên, theo chân Tào Thù Lê lên tầng rồi xuống tầng mấy vòng rồi, bộ dạng ra vẻ nghiêm trang quay qua nói với Hạ Tưởng. Cũng được, phòng khá rộng, hình như là anh đang ở nhà bố vợ, anh không có nhà của mình sao? Tập tục phía Bắc thường là không sống ở nhà bố vợ. Hạ Tưởng bị Tống Nhất Phàm hỏi một câu bỗng ngượng ngùng. Trẻ con không hiểu chuyện thì chớ nói linh tinh, ngồi yên một chốc đi, chạy lung tung thế không mệt à? Tống Nhất Phàm chề môi, không bằng lòng làm mặt xấu. Em thích thế, anh kệ em, anh mau mau kiếm tiền mua nhà cho chị Tào ở. Sau này em mà cưới chồng, không có nhà thì em không thèm cưới. Tống Chiêu Độ cười mắng yêu Tống Nhất Phàm một câu. Chỉ có con lắm lời, ăn nói linh tinh. Chuyện trên đời tất cả đều phải dựa vào sức mình để có được, đừng cứ có suy nghĩ dựa dẫm vào người khác. Con dựa vào người ta cái này thì người ta sẽ dựa vào con cái khác. Thế giới luôn luôn công bằng. Được rồi, không nghe bố giảng đạo nữa. Tống Nhất Phàm lấy tay bịt tai lại đi vào thư phòng của Tào Vĩnh Quốc. Vừa mới bước vào đã, ồ, một tiếng. Đây là đá gì vậy, đẹp quá. Có điều khắc thành hình cây rau cải trắng thì quê mùa quá. Chẳng có sáng tạo gì cả, em nghĩ đây chắc chắn là đồ yêu thích của lão đồ cổ. Lão đồ cổ. Trong đầu Hạ Tưởng bỗng lóe lên một ý tưởng, lời nói vô tình của Tống Nhất Phàm lập tức khiến hắn thông ra. Từ trước đến nay hắn đau đầu nghĩ mãi không ra là ai đã tặng hắn món quà cổ quái này. Nghĩ hàng trăm lần rồi mà không thể giải đáp, cho đến khi Tống Nhất Phàm vô tình thốt ra ba chữ, lão đồ cổ. Không sai, chính là lão cổ. Ông lão thần bí tình cờ gặp mặt trong thời gian nằm viện tại bệnh viện tỉnh. Ngoài ông ấy ra, Hạ Tưởng đúng là không thể nghĩ ra rốt cuộc là ai có duyên với hắn, và nói chuyện hợp cả như vậy. Chắc chắn rồi, Hạ Tưởng gần như muốn kêu lên, ngoài lão cổ ra tuyệt đối không còn có người thứ hai tặng hắn món quà lạ như vậy. Nhưng vấn đề là, lão cổ đã tặng hắn quà rồi thì sao lại không xuất hiện, cũng không hỏi thăm. Lúc hắn xuất viện không có để lại cho lão cổ cách liên lạc mà. Đến cả tên tuổi thật của ông ấy hắn cũng không biết, càng không biết ông ấy giữ chức gì, giờ đang ở đâu nữa. Hạ Tưởng bất lực lắc lắc đầu, lão cổ cũng đúng là, tính khí quái lạ, hành sự cũng dị thường. Tặng món quà bọ ngựa bắt ve có chim sẻ đằng sau rình rốt cuộc là có ngụ ý gì đây? Ban đầu Hạ Tưởng muốn yên ổn đợi Tết đến, lúc sắp được nghỉ lễ một tuần, thì trên tỉnh ủy lại xảy ra một việc không lớn không nhỏ. Thôi Hướng và Mai Thái Bình đã xảy ra xung đột về việc chọn ứng cử cho vị trí phó thị trưởng thành phố Bảo. Mai Thái Bình đề cử Khâu Tự Phong vào vị trí phó thị trưởng thường vụ thành ủy thành phố Bảo, vì vị phó thị trưởng còn hơn nửa năm nữa về hưu do bệnh tình nên xin nghỉ hưu sớm, muốn về quê tĩnh dưỡng. Vì vậy việc chọn ứng cử viên cho chức phó thị trưởng thành phố Bảo đã được đẩy sớm lên. Nhưng việc Mai Thái Bình đề cử Khâu Tự Phong đã gặp phải sự phản đối mãnh liệt của Thôi Hướng. Thái độ của Thôi Hướng rất rõ ràng, lý lịch Khâu Tự Phong không đủ, thành tích không xuất sắc, nếu đề bạt làm phó thị trưởng thì còn xem xét được, nhưng một bước xét vào hội nghị thường vụ thì vượt mức lớn quá, không đáng suy xét. Mai Thái Bình cũng không lùi bước, nói là việc sát hạch của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy có độ tiêu chuẩn nghiêm khắc, ông ta cho rằng với tư cách lý lịch và thành tích của Khâu Tự Phong, tiếp nhận chức ủy viên thường vụ phó thị trưởng là thích hợp. Hai người không ai nhường ai nên lâm vào thế giằng co. Ngày thứ hai, Thôi Hướng đề cử ứng cử viên mới, là Trịnh Quan Quần, trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Yến. Khi Tào Vĩnh Quốc còn đương nhiệm phó thị trưởng thường trực thành phố Yến, Trịnh Quan Quần là phó trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau khi Cao Hải lên làm phó thị trưởng, Trịnh Quan Quần được lên làm chính, tiếp nhận vị trí trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố. Mai Thái Bình đương nhiên không biết Trịnh Quan Quần là ai nên nghiên cứu qua lý lịch của y. Phát hiện y chưa có kinh nghiệm chính trị, bị ban sát hạch của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy trực tiếp đánh trượt với lý do là lý lịch, kinh nghiệm chưa đủ. Thôi Hướng thẹn quá thành giận,
trực tiếp dùng quyền hạn của Phó Bí Thư, áp chế đề cử của Mai Thái Bình. Thôi Hướng cũng biết nhà họ Mai và họ Khâu không dễ chọc vào. Nhưng gần đây đường làm quan của y rộng mở, thuận lợi. Đầu tiên là hậu đài tại Bắc Kinh trong một lần đấu tranh chính trị chiếm được thế thượng phong, nắm được mấy chức quan chủ chốt của vài tỉnh quan trọng. Sau đó trong lần gần nhất y về Bắc Kinh báo cáo, có được một lần gặp mặt vui vẻ với nhà họ Phó, một trong bốn đại gia tộc tại Bắc Kinh. Phó Tiên Phong nhà họ Phó muốn đến thành phố Yến làm phó bí thư, là có ý tìm người đại diện tại tỉnh Yến. Đúng lúc khao khát tìm sự ủng hộ từ thế lực của một đại gia tộc lớn, Thôi Hướng đương nhiên sẽ phối hợp nhịp nhàng với nhà họ Phó, bước đầu đạt được nguyện vọng, mục đích của đôi bên. Thôi Hướng đương nhiên là kêu lên gấp nhiều lần rồi, đối với việc thất bại về miếng đất xưởng thép và nhà máy thuốc, y không còn xem trọng nữa mà là đợi sau này có cơ hội sẽ đòi lại thế cục. Phó Tiên Phong vừa đến đã được giữ vị trí phó bí thư quan trọng, lại có thêm Đàm Long hỗ trợ, tại thành phố Yến là lực lượng không thể coi nhẹ. Tuy rằng Trần Phong và Hồ Tăng Chu có khả năng sẽ liên kết với nhau, nhưng đồng minh tại tỉnh Yến của Trần Phong không nhiều, hậu đài ở Bắc Kinh cũng không phải dạng cường mạnh mọi phần. Còn Hồ Tăng Chu thì khỏi cần phải nói, vị trí tại thành phố Yến vốn đã không vững chãi, chỉ là qua ngày. Mối quan hệ của Thôi Hướng và nhà họ Phó chắc chắn sẽ phá được sự kết hợp giữa Trần Phong và Hồ Tăng Chu. Thế cục trong tỉnh cũng sẽ bị khống chế trong lòng bàn tay y. Cho tới trước mắt, Diệp Thạch Sinh cũng không biểu hiện rõ vẻ cứng rắn của mình. Tuy ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Duệ Hằng cũng có quyền uy nhất định, nhưng khi đối mặt với sự bắt tay của Mã Vạn Chính và Tống Triều Độ cũng không dám khinh thường, sau này có thể sẽ phải cầu cạnh đến y Thôi Hướng. Phạm Duệ Hằng chỉ mong được ổn định yên bình, Diệp Thạch Sinh lại bảo thủ nhưng nhát gan, những vị ủy viên thường vụ khác thì quyền hạn có hạn. So sánh qua lại tầm quan trọng của y không cần nói cũng biết. Chỉ e là không cần bao lâu nữa, những vị ủy viên ba phải, đứng trung lập sẽ dần dần nghiêng dựa vào y. Thế cục của tỉnh đang dần nghiêng về thế có lợi cho y, Thôi Hướng bắt đầu có cảm giác thỏa chí, mãn nguyện. Mặc dù đoạn thời gian trước y muốn hạ bệ Hạ Tưởng nhưng không thành bởi từ một loạt chuyện liên quan Hạ Tưởng xảy ra đã dẫn đến sự không hài lòng của Bộ Ngoại thương đối với tỉnh Yến. Có điều cũng vừa đúng với ý của y vì cuộc điện thoại Phó Thủ tướng Hà cũng là nghe được từ nguồn tin khác, cũng biết rằng Bộ Ngoại thương không hài lòng về tỉnh Yến, đã đại diện biểu thị trên Trung ương có người không bằng lòng với tình trạng hiện giờ của tỉnh Yến, và thông qua Bộ Ngoại thương thể hiện ra mặt, chỉ là một kiểu biểu đạt xúc tích mà thôi. Dù sao sự bất mãn của Trung ương với tỉnh Yến là sự bất mãn với Diệp Thạch Sinh, bất mãn với Phạm Duệ Hằng, không liên quan gì tới y. Bí thư Diệp chủ trì toàn bộ các công việc, Phạm Duệ Hằng chủ trì công việc tại Ủy ban Nhân dân tỉnh. Điều tiết và khống chế vĩ mô là trách nhiệm của nhân vật số 1 và số 2 của tỉnh. Nếu có vấn đề gì thì là trách nhiệm của bọn họ. Thôi Hướng cũng do đó mà không để ý đến việc đi hay ở lại của Hạ Tưởng nữa. Vì hiện tại y không còn cảm thấy Hạ Tưởng sẽ là sự uy hiếp đến mình nữa. Với lại thế cục gần đây đã có sự biến đổi lớn, hai cấp tỉnh và thành phố đều đang phát triển theo hướng có lợi cho y, nên y cũng không cần phải lo lắng, e dè Hạ Tưởng nữa. Đương nhiên còn một điểm là, Mã Vạn Chính và Tống Triều Độ luôn biểu hiện khiêm nhường, hoàn toàn không có nhuệ khí lẫn tinh thần tiến thủ, ngược lại là Mai Thái Bình có chút gây sự. Thôi Hướng đảm nhận quản lý đảng, quần chúng và nhân sự. Vấn đề nhân sự, đương nhiên là phải thể hiện cái quyền lực của Phó Bí Thư lại y. Cho nên trong chuyện chọn ứng cử viên cho chức Phó Thị trưởng thành phố Bảo, y một bước cũng không nhường, và cũng muốn mượn cớ này mà tỏ uy quyền, đồng thời muốn đả kích một chút cái khí thế kiêu ngạo của Mai Thái Bình. Vì Thôi Hướng có được sự bảo lãnh của nhà họ Phó, chỉ cần y dám đối kháng lại nhà họ Mai, nhà họ Phó sẽ dốc toàn lực ủng hộ y. Hơn nữa nhà họ Phó còn tiết lộ với y một tin động trời là Phó gia đang chuẩn bị tiến quân với quy mô lớn vào thị trường bán lẻ tại thành phố Yến, có ý định muốn đầu tư lớn mở trung tâm bách hóa cao cấp, lấp đầy sự khiếm khuyết thành phố Yến đang thiếu trung tâm mua sắm hạng cao cấp. Lợi ích chính trị, kinh tế phải được đi trước, có sự bảo đảm của nhà họ Phó về khoản đầu tư lớn kia rồi, Thôi Hướng biết nhà họ Phó một khi xâm nhập thành phố Yến, tỉnh Yến sẽ trở thành sân đấu của mấy đại gia tộc. Đến lúc đó y có thể trổ hết tài năng. Có nhà họ Phó làm chỗ dựa, lại có hậu đài chống lưng ở Bắc Kinh, y sẽ có thể điều khiển thế cục tỉnh Yến, thoải mái dắt người mình tại thành phố Yến, từ từ sẽ bồi dưỡng một lớp thế lực của chính mình. Rất không may là, đề cử Khâu Tự Phong làm phó thị trưởng đã trở thành nguy hiểm đầu tiên đối với y.
Nhưng điều mà Thôi Hướng không ngờ tới chính là y mới chỉ bước đầu tiếp cận với nhà họ Phó, sau khi tìm hiểu nhà họ Phó không đối đầu lắm với ba nhà đại gia tộc còn lại, cho rằng giữa bốn gia tộc này là kiểu đấu không phải địch cũng không phải bạn. Chương 393, cơn giận không thể át. Thật ra không phải, các đại gia tộc lớn sản nghiệp lớn, nên gút mắc về lợi ích cũng lắm. Ở một phương diện nào đó thì có xung đột về lợi ích, nhưng ở phương diện khác thì vẫn duy trì tình trạng hợp tác. Mà điều Thôi Hướng càng không rõ là, lúc y dùng hết sức chèn ép Khâu Tự Phong, thì trên Bắc Kinh, mối liên kết hôn nhân giữa nhà họ Phó và họ Khâu lại đang được chuẩn bị linh đình, chiêng trống dùng beng. Khâu Tự Phong nhận được điện thoại của Hạ Tưởng xong, đặt điện thoại xuống, trong lòng lửa giận dần dần nổi lên. Ban đầu Hạ Tưởng muốn giúp y san bằng đường, y cũng để gia đình chuẩn bị các việc liên quan. Không ngờ kế hoạch không nhanh bằng sự biến đổi, chức phó thị trưởng bị đánh trượt, gia đình lại đang bận chuẩn bị đám cưới, chưa kịp đánh tiếng chào hỏi khắp nơi. Bây giờ thì tốt rồi, lại bị Thôi Hướng chặn ngang cổ. Khâu Tự Phong ở Huyện An mấy năm rồi, sớm đã muốn rời khỏi nơi đây, muốn thăng bước, chỉ thiếu cơ hội tốt để sải bước nhỏ nhảy bước lớn, vừa đúng lúc tình hình Huyện An đang có thay đổi lớn, có cơ hội để lập thành tích. Không ngờ Thôi Hướng nhảy ngay ra, dám không nể mặt nhà họ Khâu và họ Mai, ông ta quá kiêu ngạo rồi chăng? Ông ta nghĩ ông ta là ai chứ? Khâu Tự Phong cảm kích trước tấm lòng của Hạ Tưởng. Thế nào là bạn bè? Bạn bè là khi đã đồng ý chuyện của mình rồi, sẽ một lòng một dạ làm hết khả năng vì mình. Cái gì là kẻ địch? Kẻ địch chính là cứ có chuyện liên quan đến mình thì sẽ trăm phương nghìn kế cản trở. Phó Bí Thư Thôi Hướng rõ ràng không có gây gổ gì với nhà họ Khâu, giờ lại đột nhiên nhảy ra, lẽ nào là muốn ra uy với nhà họ Khâu? Cùng lúc đó, Khâu Tự Phong lần đầu có cảm tình với nhà họ Mai. Mặc kệ là Mai Thái Bình có phải là vì lợi ích của ông ta mới đối nghịch với Thôi Hướng, hay là chỉ vì cá nhân y, thể diện và quan niệm của con người. Tóm lại, tất cả hành động của Mai Thái Bình đều có lợi cho Khâu Tự Phong, chính là muốn y nhận lấy ân tình của ông ta. Khâu Tự Phong cầm điện thoại, gọi về Bắc Kinh. Hai ngày sau, Diệp Thạch Sinh nhận được điện thoại của Đoàn Thương mại tỉnh Lĩnh Nam. Đoàn tham quan khảo sát công thương tỉnh Lĩnh Nam vốn đã định năm sau sẽ đến khảo sát tỉnh Yến, nhưng do nguyên nhân nào đó đã bị đẩy lùi. Khi nào mới thực hiện còn chưa biết, phải đợi thông báo của cấp trên. Đoàn khảo sát của tỉnh Lĩnh Nam đến tham quan, ít nhất cũng mang lại cho tỉnh Yến gần 1 tỷ tiền đầu tư, là khoản đầu tư lớn nhất kể từ khi Diệp Thạch Sinh nhiệm chức, là đoàn khảo sát mà y phải tìm trăm phương nghìn kế, nhờ đủ các mối quan hệ mới mời được họ. Có thể trở thành một trong những thành tích lớn nhất của y. Không ngờ sự tình đột ngột biến đổi, nói lùi là lùi, có thể nhận ra chắc chắn là ở khúc nào đó xảy ra vấn đề. Bí thư tỉnh ủy tỉnh Lĩnh Nam Hải Đức Trường và Diệp Thạch Sinh từng có thời gian học cùng lớp ở trường Đảng Trung ương, cũng có chút giao tình nên sau nhiều lần Diệp Thạch Sinh gọi điện thoại liên hệ, Hải Đức Trường mới mở miệng đồng ý. Vốn là định trước để một bộ phận của đoàn tham quan công thương đến tỉnh khác phân cho tỉnh Yến, coi như là nể mặt Diệp Thạch Sinh. Tỉnh Lĩnh Nam nhiều tiền, thế lớn, phân một phần bộ phận đã gần 1 tỷ tệ rồi, đối với tỉnh Yến mà nói cũng là một khoản đầu tư không nhỏ. Đương nhiên là Diệp Thạch Sinh vui mừng rồi, trong lòng đầy sự kỳ vọng đoàn công thương đến tham quan, chứ không ngờ tới cái mà mình đợi được lại chính là tin tức lịch trình bị đẩy lùi. Diệp Thạch Sinh lo lắng, vội cầm điện thoại gọi trực tiếp cho Hải Đức Trường. Không ngờ gọi hai lần đều không thấy người. Lần thứ ba thì đã được ông ta nghe điện thoại, nhẹ nhàng chậm rãi nói. Diệp Sinh, tôi là nể tình ông lắm rồi, ông lại chẳng nể mặt tôi chút nào. Ông muốn tôi làm người thế nào đây? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Đức Trường, ông và tôi dù gì cũng là bạn học, tính tôi thế nào ông cũng biết rõ đấy. Có lúc nào tôi làm những việc có lỗi với ông chưa? Có chuyện gì thì phải nói rõ ra, tôi thật sự là không biết đã xảy ra chuyện gì mà. Diệp Thạch Sinh vội nói, gần đây y lo việc đoàn khảo sát đến thăm, đồng thời cũng phải duy trì liên lạc với Bắc Kinh, tìm mấy chuyên gia tư vấn về việc điều chỉnh kết cấu sản xuất của tỉnh Yến. Trong lòng ông ta vẫn không yên trước cuộc điện thoại của Phó Thủ tướng Hà, luôn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Do vậy, những chuyện nhỏ xảy ra trong tỉnh ủy ông ta không để ý đến lắm. Hải Đức Trường nghe Diệp Thạch Sinh nói có vẻ không giống như đang giả vờ, liền ho một tiếng, nói. Diệp Sinh, ông là bí thư tỉnh ủy, là nhân vật số một, phải lấy cái uy quyền của nhân vật chủ chốt ra chứ, đừng có để trợ thủ quá là chơi nổi như vậy. Trên Bắc Kinh đương nhiên là hy vọng tỉnh Yến ổn định,
nhưng hàm ý ổn định là không được ảnh hưởng đến đại cục của Bắc Kinh, chứ không phải là bảo thủ và lạc hậu. Cụp, một tiếng, Hải Đức Trường không khách sáo cúp luôn điện thoại. Hải Đức Trường là ủy viên Bộ Chính trị, trước mặt ông ta Diệp Thạch Sinh không có tư cách ngồi ngang hàng. Y cầm điện thoại, sắc mặt dần trở nên đỏ lại, cuối cùng bộc phát tức giận ném mạnh cái điện thoại. Y không phải là ném Hải Đức Trường mà là đã hiểu vấn đề là từ đâu mà ra, lập tức nói với thư ký Ma Thu. Gần đây bên tỉnh ủy có việc điều chỉnh nhân sự lớn nào không? Ma Thu hơi khó hiểu, bí thư Diệp tuy cũng có quan tâm đến việc điều chỉnh cán bộ nhân sự, nhưng thường thì điều chỉnh cán bộ từ cấp sở trở xuống ông ấy không bao giờ hỏi cả, cũng không biết y đột nhiên hỏi đến vấn đề nhân sự là có ý gì. Cũng may là Ma Thu đi theo Diệp Thạch Sinh đã lâu, thấy sắc mặt, giọng điệu của y thì biết là lãnh đạo của mình đang tức giận, vội nói. Dạ, không có đề cập đến điều chỉnh cán bộ cấp sở ạ. Nếu có điều chỉnh cán bộ cấp sở tôi nhất định đã báo cáo với ngài. Chỉ có một báo cáo bí thư huyện ủy huyện An muốn được điều đến đảm nhiệm chức phó thị trưởng thường vụ thành ủy thành phố Bảo, và bị phó bí thư Thôi Hướng đẩy lui rồi ạ. Bí thư huyện ủy huyện An là ai? Muốn để Diệp Thạch Sinh nhớ hết tất cả họ tên bí thư huyện ủy các huyện quả là nằm mơ. Là Khâu Tự Phong. Ma Thu trả lời. Trưởng ban Mai báo cáo xin cho Khâu Tự Phong điều đến thành phố Bảo vào thường vụ thành ủy. Đề cử cho chức phó thị trưởng thành phố Bảo nhưng bí thư Thôi không đồng ý, mà đề cử lên Trịnh Quan Quần, người đang là trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố Yến. Nhưng trưởng ban Mai không đồng ý. Trưởng ban Mai rất cứng rắn, không chịu để Trịnh Quan Quần thông qua sát hạch nên bí thư Mai cũng áp chế phế đi ứng cử Khâu Tự Phong. Khâu Tự Phong, nhà họ Khâu tại Bắc Kinh và Hải Đức Trường lại chính là dòng chính của nhà họ Khâu. Trong phút chốc Diệp Thạch Sinh đã hiểu hết. Lập tức giận dữ đến nỗi không kìm được nói. Gọi điện cho trưởng ban Mai, bảo ông ta trực tiếp gửi tài liệu đến chỗ tôi. Trong lòng Ma Thu nghĩ bí thư Diệp trong mấy năm dưới trướng Cao Thành Tùng chưa bao giờ thấy ông ta giận dữ đến như vậy. Xem ra hôm nay đúng là phát tiết thật rồi, y không dám chậm trễ, vội vàng thông báo cho Mai Thái Bình. Mai Thái Bình rằng co với Thôi Hướng, ông không thèm sợ cái chức phó bí thư tỉnh ủy của hắn ta. Cũng không lo lắng Thôi Hướng sẽ làm gì mình, có điều y cũng chỉ làm đến bước rằng co mà thôi, chứ không dùng thủ đoạn chèn ép Thôi Hướng, đó không phải là vấn đề y lo lắng. Nếu như nhà họ Khâu cũng không làm gì nổi Thôi Hướng, thì bọn họ chẳng xứng là một trong tứ đại gia tộc tại Bắc Kinh. Tuy là đến giờ Mai Thái Bình vẫn cho là nhà họ Khâu không đủ tư cách chen chân vào giữa bốn đại gia tộc. Nhận được điện thoại của Ma Thu, Mai Thái Bình cười. Ông ta châm lửa rồi và giờ nổ pháo chính là Diệp Thạch Sinh. Xem ra nhà họ Khâu đã bắt đầu ra tay rồi. Nhà họ Khâu rất kỵ với họ Mai, có thể họ không dám làm gì mình nhưng muốn đánh chị Thôi Hướng thì không phải là chuyện khó khăn gì. Mai Thái Bình mang hồ sơ Khâu Tự Phong đến văn phòng của Diệp Thạch Sinh. Diệp Thạch Sinh cũng không kịp nói chuyện với Mai Thái Bình mà đưa tay ra cầm lấy tệp hồ sơ, chỉ xem qua vài cái, nói. Đồng chí Khâu Tự Phong có thành tích. Có kinh nghiệm, lý lịch, hoàn toàn phù hợp với các điều lệ, phù hợp với điều kiện đề bạt. Rồi lại vứt hồ sơ Trịnh Quan Quần đang cầm trong tay lên mặt bàn. Tư cách Trịnh Quan Quần thì đủ rồi, nhưng không có kinh nghiệm rèn luyện ngay tại địa phương, không thích hợp một bước đã cho vào hội nghị thường vụ. Diệp Thạch Sinh cầm tài liệu về Khâu Tự Phong xem nhanh một lần rồi nói. Việc này cứ thế mà định, nếu phó bí thư Thôi lại có ý phản đối, cứ để ông ta đích thân tìm tôi. Ban tổ chức cán bộ có thể theo trình tự thông thường mà làm, kiểm tra toàn diện đối với đồng chí Khâu Tự Phong. Từ đầu đến cuối, Mai Thái Bình chỉ cười nhạt, không nói lời nào, đợi bí thư Diệp Bạch Sinh nói ra một cách chắc chắn, ông mới tiếp lời. Vậy cứ theo lời bí thư Diệp. Câu nói chắc như đinh đóng cột này càng làm tăng uy lực của Diệp Thạch Sinh. Chẳng mấy chốc đã làm Diệp Thạch Sinh từ chưa từng tự tin nay trở lên tin tưởng hẳn. Ông ta nghĩ thầm, phó bí thư Thôi Hướng thì thế nào? Nếu nhân vật số 1 thật sự muốn quyết định một việc, còn cần phải dò xét thái độ của cấp dưới sao? Chương 394, đe dọa. Nhưng cứ nghĩ đến việc vì Thôi Hướng gây khó dễ mà đoàn khảo sát tỉnh Lĩnh Nam chưa thể hoàn thành đúng hạn, Diệp Thạch Sinh vẫn bực mình, y nói với Mai Thái Bình. Thái Bình, vui lòng đợi một chút, còn điều này nữa. Ông ta quay vào buồng trong, gọi điện cho Phạm Duệ Hằng, xoay người đồng thời ngoài nói ra bên. Tổ chức họp hội nghị thường vụ lâm thời, bàn về vấn đề đoàn khảo sát Lĩnh Nam cố tình trì hoãn chuyến thăm thành phố Yến,
Đồng thời, đề tài cần thảo luận tiếp theo là vấn đề Khâu Tự Phong. Thái Bình Anh cũng phát biểu ý kiến trong hội nghị, tiện thể thông qua luôn. Diệp Thạch Sinh chẳng dễ gì gặp được thời thế này, xem ra hắn đã chính thức tuyên chiến với Thôi Hướng rồi, Mai Thái Bình gật đầu đáp lại. Khâu Gia cũng cao tay, nắm được điểm yếu của Diệp Thạch Sinh, bắt hắn phải chùn bước, xem ra năm nay có người khó sống rồi. Hội nghị thường vụ lâm thời do Diệp Thạch Sinh đề nghị được tổ chức nhanh chóng. Hội nghị do Diệp Thạch Sinh chủ trì, vấn đề đầu tiên được đưa ra là đoàn khảo sát công thương tỉnh Lĩnh Nam lùi vô thời hạn chuyến thăm. Vừa được thông báo, cả hội nghị chợt ồ lên. Đoàn khảo sát tỉnh Lĩnh Nam là nguồn đầu tư dự án có lợi lớn mà tỉnh Yến không dễ gì mới giành được, làm sao có thể nói hoãn là hoãn lại được. Mà lại là lùi vô thời hạn, có khác gì so với hủy chứ, chẳng qua là nói dễ nghe một chút mà thôi, chỉ có điều là để giữ chút thể diện cho tỉnh Yến mà thôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Diệp Thạch Sinh không đáp lại sự hồ nghi của mọi người mà đề nghị luôn. Thường vụ thành ủy, phó thị trưởng thành phố Bảo Lâm bệnh mà về hưu, ban tổ chức cán bộ báo cáo danh sách ứng cử viên kế nhiệm, nhân tiện đây, ta thảo luận một chút. Nói xong, hắn còn tỏ ra vô tình hình hữu ý nhìn Thôi Hướng. Thôi Hướng hoàn toàn không nghĩ ra được mối liên quan giữa Khâu Tự Phong và việc đoàn khảo sát Lĩnh Nam lùi lại lịch phỏng vấn. Sau khi Thạch Bạch Sinh bỗng công bố về việc phó thị trưởng thành phố Bảo, trong lòng Thôi Hướng chợt có một dự cảm mơ hồ, hiển nhiên, Diệp Thạch Sinh và Mai Thái Bình đã thống nhất được với nhau, trực tiếp bỏ qua phó bí thư tỉnh ủy lại y. Thôi Hướng cũng không nghĩ ra việc đoàn khảo sát tỉnh Lĩnh Nam và Khâu Tự Phong có quan hệ gì. Cũng khó trách, y vừa mới tiếp xúc với thế lực của đại gia tộc, vẫn còn coi thường sức ảnh hưởng của các gia tộc lớn ấy. Không những thế, y còn không nhận thức được mối quan hệ vô cùng lợi hại phức tạp của các gia tộc lớn. Hắn đang tự mãn như thế thì làm sao có thể ý thức được chiều gió chuyển hướng đột ngột. Thôi Hướng quyết định sẽ kiên quyết phản đối việc đề bạt Khâu Tự Phong. Quả nhiên, Mai Thái Bình thông báo người được bầu chọn, chỉ có một mình Khâu Tự Phong trong đó. Thôi Hướng bỗng nhiên cực hận Mai Thái Bình, thật không coi phó bí thư này ra gì cả. Đừng có cho rằng vì đã thống nhất Diệp Thạch Sinh là bắt buộc phải thông qua hội nghị thường vụ, đừng có quên rằng, y chính là phó bí thư quản lý nhân sự đấy. Mai Thái Bình báo cáo xong, Diệp Thạch Sinh lại nói. Tiểu sử về đồng chí Khâu Tự Phong chúng tôi đã xem rồi, là một đồng chí gương mẫu, ở huyện An mấy năm, đã sớm đạt được những thành tích to lớn trong công tác, hiện nay tình hình huyện An đang phát triển khá tốt, không thể không có công lao của đồng chí Khâu Tự Phong trong đó. Tôi cho rằng, đồng chí ấy đảm nhận vị trí phó thị trưởng, thường vụ thành ủy thành phố Bảo là hoàn toàn xứng đáng. Ai cũng nhận thấy Diệp Thạch Sinh hôm nay hơi khác, thứ nhất ông nói rất dứt khoát rõ ràng, thứ hai bày tỏ thái độ ủng hộ rõ ràng. Nói xong, Diệp Thạch Sinh đưa ra cho Thôi Hướng một cái nhìn đầy hàm ý sâu xa. Phó bí thư Thôi cũng phát biểu đôi lời nhé. Thôi Hướng trong lòng cảm thấy bất mãn, liền trực tiếp phát biểu to, rõ ràng. Về việc đề bạt đồng chí Khâu Tự Phong, trước đây trưởng ban Mai đã trao đổi qua với tôi vài lần. Ý kiến của tôi là, lý lịch của đồng chí Khâu Tự Phong chưa đủ sức thuyết phục, vẫn còn thiếu kinh nghiệm từng trải về chính trị, chiến tích của đồng chí ấy bây giờ có thể xem là của lưu truyền của đồng chí Lý Đinh Sơn để lại. Còn nữa, chỉ trong một thời gian ngắn huyện An liên tiếp đề bạt hai đồng chí bí thư huyện ủy, vì thế có hay không việc gây nên cách đánh giá không tốt từ các huyện khác. Người ta cho rằng chúng ta đối xử với huyện An bằng con mắt khác. Tôi thấy không phải vội, hiện giờ chưa phải là lúc thích hợp để tái đề bạt. Diệp Thạch Sinh không tỏ thái độ gì cả. Các vị cứ thoải mái phát biểu ý kiến. Đề cử đồng chí Khâu Tự Phong là hợp lý. Tôi hoàn toàn tán thành. Điều bất ngờ là Chủ tịch Mặt trận Thống nhất Trương Sán Dương là người đầu tiên ủng hộ. Thôi Hướng liếc Trương Sán Dương, không nói gì. Bí thư Diệp. Rốt cuộc chuyện đoàn khảo sát tỉnh Lĩnh Nam là thế nào? Có thể thương thảo lại với họ được không? Chủ đề Phạm Duệ Hằng vừa nói đến là về việc đoàn khảo sát, không có thái độ gì về chuyện Khâu Tự Phong. Thái độ của Diệp Thạch Sinh đã dịu đi một chút, nói như giải thích. So với vấn đề đoàn khảo sát, thì chuyện đồng chí Khâu Tự Phong cấp bách hơn. Lịch trình phỏng vấn đoàn khảo sát, chỉ có năm sau mới định lại được. Nhưng sang năm, Phó Thị trưởng thành phố Bảo không làm việc nữa. Tốt nhất là bây giờ chúng ta bầu chọn luôn. Mặc dù Diệp Thạch Sinh nói rất tế nhị, nhưng phần lớn nhưng mọi người đều lờ mờ đoán được sợi dây nối giữa việc hoãn lại của đoàn khảo sát với việc Khâu Tự Phong được đề bạt. Thôi Hướng cau mày, chuyện gì thế này?
hắn chợt nhận thấy dường như vừa rồi Phạm Duệ Hằng và Diệp Thạch Sinh người hỏi kẻ đáp, đúng như đóng kịch vậy, chính là cố ý tiết lộ nguyên nhân vì sao cho mọi người biết. Quả nhiên Phạm Duệ Hằng nói luôn. Ý của Bí thư Diệp tức là để đồng chí Khâu Tự Phong đảm nhận trách nhiệm vị trí phó thị trưởng thành phố Bảo. Tôi biểu thị sự đồng tình với đồng chí. Trước đó Phạm Duệ Hằng đã nhận được điện thoại của Diệp Thạch Sinh, khi biết được nguyên do của việc hoãn phỏng vấn của đoàn khảo sát thì vô cùng phẫn nộ. Trước việc đề bạt Khâu Dự Phong, nghĩ tới Thôi Hướng, Diệp Thạch Sinh rất không hài lòng, cho rằng gần đây Thôi Hướng đúng là hơi quá ngạo mạn. Phải cho hắn một bài học mới được. Thôi Hướng thấy tình thế có vẻ không ổn, nếu cứ tiếp tục thảo luận, Khâu Tự Phong nhất định sẽ thắng. Hắn vội nói. Bí thư Diệp, về việc đồng chí Khâu Tự Phong, tôi và trưởng ban Mai phải bàn một chút, hội nghị thường ủy chưa cần phải biểu quyết hôm nay phải không? Diệp Thạch Sinh nhìn Thôi Hướng với ánh mắt không bằng lòng. Phó bí thư Thôi, việc đề bạt đồng chí Khâu Tự Phong, tôi và trưởng ban Mai đã trao đổi nhiều rồi, vừa rồi ông ấy cũng đồng tình đề cử Khâu Tự Phong là hợp lý. Đồng chí ấy hoàn toàn phù hợp với những tiêu chuẩn một cán bộ ứng cử, hơn nữa vừa rồi đã nói rồi phải không nào? Hội nghị thường vụ là một hội nghị dân chủ, cho phép những ý kiến không đồng ý, như vậy đi. Câu nói của Diệp Thạch Sinh như gáo nước lạnh dội vào Thôi Hướng. Thôi Hướng vô cùng ngạc nhiên, y không dám tin một Diệp Thạch Sinh vốn khá bé họng, bỗng nhiên hùng hổ muốn gây sự. Cái giọng nói ấy không lẫn vào đâu được. Đồng ý. Đồng ý. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Hình Đoan Đài và Bí thư Thành ủy thành phố Yến Trần Phong cũng lần lượt ủng hộ. Thái độ của Hình Đoan Đài là vì thấy Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng đã nháy với nhau, Khâu Tự Phong cũng từ trước đến giờ cũng không có mâu thuẫn gay gắt với ông ta ra ủng hộ cũng chính là ủng hộ Diệp Thạch Sinh. Trần Phong là người thông minh, ông ta nhận ra ngay được sự thực đằng sau màn kịch này, thêm nữa ông ta cũng không có ấn tượng tốt với Thôi Hướng, vì vậy nhất định cần phải ủng hộ Diệp Thạch Sinh. Thôi Hướng ướt một mảnh áo sau lưng, cuối cùng hắn cũng ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, lẽ nào việc đề bạt Khâu Tự Phong với việc hoãn lịch phỏng vấn thanh tra có mối quan hệ tất yếu chính là thái độ phản kích của nhà Khâu. Trước khi hắn hoàn toàn nghĩ ra thì cả hội nghị thường vụ đã lên tiếng đồng ý với việc đề bạt Khâu Tự Phong. Nói đùa, người mà bí thư tỉnh ủy ủng hộ, chủ tịch tỉnh lại tiếp sức, trưởng ban tổ chức cán bộ thì đề cử, lại không có mâu thuẫn quá lớn với mình nữa. Như vậy thì ai dám phản đối? Thêm nữa bây giờ còn có ai không nhận ra, quyền uy của bí thư Diệp cuối cùng thì cũng được thể hiện, rõ ràng phải cho Thôi Hướng bài học. Bàn về việc đề bạt Khâu Tự Phong, điều không ngờ nó lại trở thành chủ đề chính của cuộc họp thường vụ hôm nay. Là lão làng trốn quan trường mấy chục năm nay, chả có ai là không rõ chuyện gì ở đây. Có người nhìn Thôi Hướng ra vẻ cười trên sự đau khổ của người khác, chỉ thiếu chút nữa thôi là nói ra những điều không lọt tai. Mai Thái Bình quả nhiên không để mọi người thất vọng, còn nói một cách mỉa mai. Con mắt của bí thư Diệp đúng thật là rất tuyệt vời, có khả năng nhìn người. Có thể nói, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của bí thư Diệp thì càng ngày mới càng có nhiều cán bộ trẻ đảm nhiệm nhiều cương vị chủ chốt đến thế. Cũng chỉ có những ai có tài thật sự mới phát huy năng lực khi đảm nhiệm vị trí đó, có thế thì tỉnh Yến mới hy vọng có tương lai. Những câu nói của Mai Thái Bình như đấm thẳng vào mặt Thôi Hướng. Thôi Hướng mặt tái xanh, muốn trả đòn, nhưng hắn đang đứng trước tình thế đã bị đảo ngược, hắn không dám xúc phạm đến cơn giận của mọi người. Hắn đành phải vờ như không hiểu lời Mai Thái Bình, lại hỏi Diệp Thạch Sinh. Bí thư Diệp, đoàn khảo sát tỉnh Lĩnh Nam cuối cùng xảy ra nguyên do gì mà đột nhiên lại rời lịch phỏng vấn lại? Diệp Thạch Sinh tức giận nói. Từ trước tới giờ, vấn đề kinh tế luôn quan hệ mật thiết không thể tách rời khỏi chính trị. Phó bí thư Thôi. Chính tay đồng chí đã làm nên bao nhiêu việc tốt rồi lẽ nào còn không rõ nguyên do? Hả? Ông uy nghiêm đảo mắt nhìn tất cả mọi người đang ngồi một lượt. Sau này ai làm việc gì, đều cần suy nghĩ kỹ hậu quả, tính toán kỹ các nhân tố bất lợi trong đó rồi hãy quyết định. Tỉnh Yến không phải là một tỉnh kinh tế lớn. Để nhận được sự ủng hộ của các tỉnh anh em là cơ hội tốt và không dễ gì có được. Không được vì những nhận định sai của một số người hoặc là vì năng lực chính trị không đủ mà gây nên tổn thất về kinh tế nặng nề cho tỉnh Yến. Tôi cho rằng một vài đồng chí nên tự kiểm điểm nghiêm túc một chút. Sắc mặt Thôi Hướng đột nhiên đang tái chuyển hồng trở lại, chống ngực đánh thình thịch. Tôi, Bí thư Diệp, ý đồng chí là gì? Chẳng lẽ đồng chí không nhận ra đoàn khảo sát Lĩnh Nam chính là do ông cản trở sự đề bạt chính trực của đồng chí Khâu Tự Phong, nên mới hoãn lại lịch phỏng vấn?
Nếu không phải đồng chí Thái Bình đã tinh mắt nhận ra năng lực của Khâu Tự Phong, cố gắng giúp tôi đề cử đồng chí Khâu Tự Phong đảm nhận vị trí phó thị trưởng thành phố Bảo, thì chúng ta không những bỏ sót một cán bộ ưu tú, một nhân tài tốt mà còn làm mất chuyến thăm và cơ hội đầu tư vào tỉnh Yến của đoàn khảo sát tỉnh Lĩnh Nam. Cuối cùng thì Diệp Thạch Sinh cũng nói ra được những điều bất mãn trong lòng bấy lâu về Thôi Hướng, cơn giận vẫn chưa nguôi, ông vẫy tay ra hiệu. Tan họp. Diệp Thạch Sinh vung tay áo bỏ đi, để lại đám đông ngơ ngác nhìn nhau. Mỗi người một suy nghĩ, nhưng có một điều mà mọi người đều cảm thấy được là Diệp Thạch Sinh rốt cục vẫn là bí thư tỉnh ủy quyền lực nhất, là nhân vật số một, một khi đã thể hiện quyền uy là có sức uy hiếp lớn vô cùng. Sắc mặt Thôi Hướng liên tục biến đổi, mặc dù trong lòng hận đến căm hờn, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Không thể thất lễ trước mọi người, tuy vậy trong lòng hắn đang rối bời hoảng loạn. Khâu gia làm sao có được sức mạnh như thế được, nếu có sức ảnh hưởng lớn đến thế ở tỉnh Lĩnh Nam thì tại sao Khâu Tự Phong lại phải ở lại tỉnh Yến? Không hiểu được thì kệ, điều mà Thôi Hướng càng lo lắng hơn là thái độ cương quyết của Diệp Thạch Sinh. Hắn lo rằng Diệp Thạch Sinh và Khâu gia đã tiến đến gần. Có thể Diệp Thạch Sinh và Khâu gia không có quan hệ nhưng ông ta đột nhiên tỏ thái độ làm Thôi Hướng khá bất ngờ. Không phải Diệp Thạch Sinh vốn nhút nhát và ôn hòa sao? Lẽ nào vì giờ có một chút quyền lực mà dần trở nên mạnh dạn như thế sao? Thái độ cương quyết và mọi quyền lực trong tay Diệp Thạch Sinh là cái kết mà Thôi Hướng không hy vọng nhất. Hắn ngồi lại một mình trong phòng họp rất lâu, cuối cùng hắn bỗng hạ quyết tâm, đời còn dài, thất bại nhất thời không phải sợ. Qua năm nay đến Bắc Kinh vận động một phen và đàm phán tốt với phó gia, lại tiếp cận với chỗ dựa ở Bắc Kinh, thương lượng cách ứng phó từng bước tiếp theo. Còn về phần Khâu Tự Phong thì không bàn tới nữa, chức phó thị trưởng thành phố Bảo, cho dù đã bước chân vào được thường vụ thành ủy, cũng không đủ sức ảnh hưởng đến đại cục được. Chỉ có một việc làm Thôi Hướng lo lắng là Hạ Tưởng gần đây vô cùng bình tĩnh, không hề có động tĩnh gì. Chắc hẳn hắn cũng đã biết chuyện bộ ngoại thương, chẳng có nhẽ hắn không mưu đồ gì. Đối với sự chỉ trích của Diệp Thạch Sinh trước mặt mọi người hôm nay, Thôi Hướng mặc dù khá mất mặt, nhưng dẫu gì cũng ở chốn quan trường bao năm, có ai là không bị nhân vật số một khiển trách chứ? Chuyện bình thường thôi, y vẫn còn có ngày chuyển bại thành thắng. Nhưng quả thật Hạ Tưởng chả có mưu đồ gì cả vì hắn đang bận rộn lên kế hoạch cho công việc năm tới, bởi vì hắn được biết năm tới, trước Tết Hạ An sẽ cưới, qua năm lại là đám cưới Khâu Tự Phong. Hạ An ở thành phố Yến là phía Nam, Bắc Kinh lại ở phía Bắc. Sang năm hắn có vẻ không được ổn cho lắm, liên tục đi Nam rồi lại về Bắc. Sau khi xác định việc mình được điều làm thường vụ thành ủy, phó thị trưởng thành phố Bảo, Khâu Tự Phong gọi điện cho Hạ Tưởng, một là bày tỏ lòng cảm kích với Hạ Tưởng, một mực mời hắn đến Bắc Kinh tham dự tiệc cưới vào năm sau, hai là muốn tìm cơ hội, gặp Tào Vĩnh Quốc trước Tết, hy vọng Hạ Tưởng có thể sắp xếp giúp hắn. Hạ Tưởng nghĩ, mặc dù năm vừa rồi hắn rất bận, công việc quá nhiều, có nhiều khi không kham hết được, nhưng hắn vẫn đồng ý đáp ứng yêu cầu của Khâu Tự Phong. Phen này Khâu gia thể hiện được thế lực lớn, ảnh hưởng đến tận kết cấu chính trị tỉnh Yến, đồng thời còn ảnh hưởng sâu sắc đến Diệp Thạch Sinh. Sau khi Hạ Tưởng biết được mặt sau hội nghị thường ủy tỉnh ủy, hắn mới nhìn Khâu gia bằng con mắt hoàn toàn khác. Khâu gia không thiếu người tài, biết tận dụng thế lực kinh tế, lấy kinh tế để làm cầu nối với chính trị, thủ đoạn cực kỳ thông minh, so với những đối kháng chính trị đơn thuần ngày trước thì cao diệu hơn nhiều. Lợi ích chính trị là phải đặt kinh tế lên đầu, vì vậy lợi ích kinh tế ngày càng được coi trọng. Một bí thư tỉnh ủy tỉnh Lĩnh Nam có thể có sức ảnh hưởng đến mấy tỉnh vùng xa xôi phía Tây Bắc. Nhưng chả có cách nào cả, ai bảo trong tay người ta có khoản đầu tư lớn như vậy chứ? Thăng tiến chính trị thì cũng đến một giai đoạn nhất định. Đến lúc chỉ có thể dựa vào tài nguyên chính trị, thì chả ai làm được gì được ai cả, cái chốt phân thắng bại là ai trong tay có tiềm lực kinh tế nhiều hơn. Nói thẳng ra là những kẻ có nhiều tiền. Chính trị trong nước cũng như chính trị thế giới, đại ca luôn là các nước giàu nhất. Vũ lực không phải là cái quyết định, nước giàu vũ khí hạt nhân thì cũng cần thức ăn cho vào mồm, bên ngoài thì cứ tỏ ra uy hiếp người ta, nhưng chỉ là to mồm thế thôi chứ thực ra chả có gì. Vác cây gậy lớn để đi xin ăn kỳ thật cũng chẳng khác gì so với việc khúm núm đi xin ăn, chẳng có tí danh dự nào cả. Nhưng hình như tự nhiên Bộ Ngoại thương và tỉnh ủy tỉnh Yến đột nhiên không còn khúc mắc nữa. Bộ Ngoại thương không nhắc việc điều chỉnh kinh tế nữa, tỉnh Yến cũng không đưa ra chính sách mới hẳn nào về vấn đề cải cách kết cấu sản xuất. Hình như sau sự nổi sóng dữ dội lại đến sóng yên bể lặng vậy.
Tuy nhiên Hạ Tưởng lại không được lạc quan như vậy, hắn có linh cảm đây chính là dấu hiệu của cơn bão sắp ập đến, rằng đằng sau còn tiềm ẩn nguy cơ gì đó. Bởi hắn đã hỏi Liên Nhược Hạm, Ngô Tài Giang có phải là rút về không? Liên Nhược Hạm lại nói, Ngô Tài Giang đã đứng ngoài thế sự rồi, nhưng Dịch Hướng Sư có lẽ là nhận được ý đồ của cấp trên, không những không rút về mà còn tiếp tục đề xuất ý kiến về kết cấu sản xuất tỉnh Yến. Vấn đề bây giờ không phải là điều chỉnh hay không điều Hạ Tưởng mà là có người ở trên không bằng lòng với chính sách của tỉnh Yến, hoặc là bất mãn với Diệp Thạch Sinh hoặc Phạm Duệ Hằng. Hạ Tưởng không nói gì, một lần nữa hắn lại trở thành mồi lửa châm ngòi cho sự việc. Nhưng việc này, bề ngoài có vẻ là một trận chiến nhưng để ý kỹ thì chính là thời cơ đến. Chức vụ bản thân Ngô Tài Giang không cao, hiện vừa lên chức thứ trưởng Bộ Giáo dục nhưng trước mắt ông ta chỉ là phát ngôn viên nhà họ Ngô, chủ yếu là ông ta cố gắng đợi để đến lúc được nối nghiệp nhà họ Ngô, lời nói của ông ta khi ấy sẽ có trọng lượng tương đương. Hạ Tưởng cũng có lý do để tin tưởng, Liên Nhược Hạm lúc đầu tìm Ngô Tài Giang với ý định điều hắn đến Bắc Kinh. Cho dù Ngô Tài Giang suy nghĩ thế nào thì cũng có thể khẳng định là khi ấy ông ta chả trao đổi với tỉnh Yến gì cả. Sau này Dịch Hướng Sư cố ý phát ra công hàm đều người vào ngày làm việc đầu tiên, cũng là muốn làm khó dễ Diệp Thạch Sinh một chút, có lẽ cũng là đùa, có lẽ cũng là trùng hợp, nhưng tóm lại là Diệp Thạch Sinh chẳng mảy may nể mặt tí nào, ngược lại còn khơi gợi lên oán cũ giữa Dịch Thôi Hướng và Diệp Thạch Sinh. Còn về việc Bộ Ngoại thương đưa ra phê bình khéo léo về kết cấu sản nghiệp đối với tỉnh Yến, thêm nữa còn báo cáo Phó Thủ tướng phân công quản lý, sợ rằng không những là thù cá nhân, hẳn là thái độ của Diệp Thạch Sinh đã kích thích Dịch Hướng Sư làm ông ta bất mãn với tỉnh Yến và cũng không hài lòng với Diệp Thạch Sinh. Đồng thời ông cũng biết có những người cấp trên đã lâu không hài lòng đối với sự trì trệ và bảo thủ của tỉnh Yến, viện cớ như vậy để đưa ra luôn. Tiếp theo là chuyện Phó Thủ tướng Hà Gia Mặt. Phó Thủ tướng Hà Gia Mặt không nhất định phải là thái độ của Thủ tướng hoặc Quốc vụ viện. Rất nhiều khả năng là thái độ của một mình ông ta. Đương nhiên nguyên nhân sâu xa hơn thì Hạ Tưởng cũng không thể đoán được, hắn cũng chỉ phân tích qua loa như ở trên, nếu không phải liên quan đến lợi ích cá nhân hắn thì hắn cũng không thèm bỏ công bỏ sức ra để tìm hình ảnh thực tế của tầng lớp trên ở tỉnh Yến. Cũng không biết năm sau sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Hạ Tưởng đành phải cười trừ, thôi được, không nghĩ nữa, làm tốt việc trước mắt đã rồi tính sau. Quay đi quay lại vậy mà đã đến Tết. Vừa được nghỉ, Hạ Tưởng cùng Tào Thù Tuệ đến Đan Thành, hắn muốn về nhà trước để nhà bàn chuyện cưới xin cho Hạ An. Lúc đầu hắn định ra Tết thì đưa cha mẹ lên thì không ngờ cưới Hạ An vào ngày mồng 1 tháng 5 đột nhiên lại đổi lại cưới vào trước Tết. Hạ Tưởng cũng có thể thông cảm cho tâm tình của Hứa Ninh nên cũng không nói gì nhiều. Liên Nhược Hạm cũng muốn về cùng Hạ Tưởng, nhưng hắn nhất quyết không cho. Hiện tại cơ thể Liên Nhược Hạm không tiện. Có thể coi là một loại động vật được bảo vệ cấp 1 cho nên không được đi lung tinh. Hắn đưa hai bảo mẫu về chăm giữ Liên Nhược Hạm, vệ tân cũng ở bên Liên Nhược Hạm, nói sang năm sẽ không quay về, vì cũng muốn chăm sóc cô. Hạ Tưởng cũng phần nào cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Trở lại Đan Thành, nhà và toàn bộ đồ dùng cũng đã được mua về, Hạ Tưởng giúp Trương Lan giải quyết một số việc vặt. Tào Thù Lê cũng không một phút ngơi tay, Trương Lan cứ đòi phụ một tay nhưng cô ấy không nghe. Chương 395, thời cơ sắp đến. Khi cùng nhau dùng bữa tối, Tào Thù Lê đưa 100.000 tệ cho Hạ Thiên Thành. Anh Hạ Tưởng là con trai cả, mấy năm nay lại ở xa, không thường xuyên ở bên cạnh báo hiếu bố mẹ được, trong lòng rất áy náy, nhờ con cầm ít tiền đưa cho bố mẹ. Tiền không nhiều chỉ là chút thành ý của chúng con. Vừa lúc Hạ An sắp lấy chồng, nhà phải tiêu nhiều tiền, nếu chưa đủ thì cứ bảo con. Hạ Thiên Thành vội xua tay. Hạ An cưới sao có chuyện lấy tiền của Hạ Tưởng, bố còn ở đây, không được dùng đến tiền của nó. Các con vừa mới kết hôn, còn phải chi tiêu cho nhiều việc. Giữ lại cho mình đi, nhà không thiếu. Hạ An cũng vội nói. Chị dâu đừng đưa tiền ra nữa, như thế, em chả còn mặt mũi nào nhìn ai được. Xe là anh trai đưa, việc làm là anh trai tìm cho, em đã được lớn lên trong sự sung sướng đủ rồi. Đến bố mẹ em cũng không chăm sóc được thử hỏi em có tác dụng gì nữa. Chị mau cầm tiền lại đi. Tào Thù Lê cười nói. Em thay anh Hạ Tưởng chăm sóc bố mẹ. Lòng hiếu thảo không gì sánh được, anh có chút tiền đưa cho bố mẹ là đúng rồi. Mau nhận lại đi, người một nhà thì không nên đưa qua đưa lại. Tiền bây giờ cho vào tiết kiệm cũng được, coi như giữ hộ chị. Trương Lan trìu mến nhìn Tào Thù Lê thấy rằng người vợ này của Hạ Tưởng thật tốt. Dù ít tuổi hơn so với Hạ An nhưng cũng ra dáng chị dâu,
liền đồng ý nhận tiền. Mẹ thay Hạ Tưởng giữ tiền, phòng nó tiêu xài hoang phí. Thù Lê, sau này con nhớ quản nó cẩn thận hơn, đừng để nó tiêu xài phung phí, giờ còn trẻ còn kiếm được tiền, khi về già sao kiếm được nữa. Phải có tiền tiết kiệm thì mới yên tâm được. Tào Thù Lê mỉm cười nhìn Hạ Tưởng. Anh ấy à, những ưu điểm khác thì không nói, nhưng về việc không thích tiêu tiền thì là nhất rồi, quần áo trước giờ không bao giờ tự mua, lại không thích tiệc tùng, thuốc cũng ít khi hút đến. Chẳng mấy khi được Tào Thù Lê khen trước mặt, Hạ Tưởng vẫn còn cảm thấy khá mắc cỡ. Hóa ra những ưu điểm đấy cũng bị em phát hiện ra, đến anh cũng. Nghĩ lại hắn cũng rất ít khi mua quần áo, toàn để Liên Nhược Hãm mua hộ, hắn ta cũng toàn không có dịp để mua. Tính cả Tiếu Giai nữa, trong số ba người phụ nữ thì Liên Nhược Hãm là người thích mua quần áo cho hắn nhất, Tiếu Gia thích nhất là mua thắt lưng cho hắn, Tào Thu Lê hình như không nổi trội về cái gì nhất, nhưng nghĩ kỹ một chút, cô ấy là người rất cẩn thận, tỉ mỉ, đồ đạc gì cô ấy cũng mua. Người đàn ông được yêu là người đàn ông hạnh phúc, như thế này, hắn đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Đám cưới Hạ An được ấn định ngày 28 tháng Chạp, địa điểm là ở khách sạn lớn và tốt nhất thành phố Đan Thành. Khách mời là bạn bè thân thiết và hơn 100 đồng nghiệp, cùng tụ tập ở một nơi, vui vẻ náo nhiệt vô cùng. Rất nhiều bạn bè cũ ở thành phố Yến của Hạ Tưởng nghe chuyện anh em của Hạ Tưởng kết hôn đều muốn kéo đến thành phố Đan Thành tham dự hôn lễ. Hạ Tưởng nghĩ rằng sau Tết mọi người đều bận hơn nên đều từ chối. Hơn nữa một số như Lý Hồng Giang, Phùng Húc Quang đến tham dự hôn lễ, cứ khăng khăng muốn tặng quà, nhưng Hạ Tưởng không muốn nhận ân tình của họ một lần nữa, nên quyết định từ chối ý tốt đó. Đám cưới của Hạ An cũng được xem là thành công, nhiều khách, chỉ tính đồng nghiệp của Hạ An đã không ít rồi, số của Hạ An như thế cũng là tốt, người nhà Hứa Ninh vây quanh Hạ Tưởng, vẻ mặt tươi cười, nói không ngớt. Hạ Tưởng cũng không lấy làm phiền, hắn vẫn cư xử lịch sự. Giữa chừng, Hạ An đỏ mặt nói với Hạ Tưởng. Em cũng mời thị trưởng Đan, bây giờ ông ta vẫn chưa có mặt, chắc là không đến rồi. Hạ Tưởng biết Hạ An muốn thị trưởng Đan xuất hiện là để nịnh nọt ông ta, nhưng hắn không hay qua lại với thị trưởng Đan lắm, cũng ngại gọi điện cho ông ta, liền động viên Hạ An. Thị trưởng Đan có thể về nhà đón Tết rồi, không phải quan tâm đến ông ta nữa. Hơn nữa, cấp trên có đến hay không đến cũng là điều hết sức bình thường, không nên bất mãn với các vị lãnh đạo. Lời nói vừa dứt, chuông điện thoại của Hạ Tưởng reo lên, vừa nhìn qua đã biết số quen, Hạ Tưởng đang bận, nên không muốn nghe. Ánh mắt Hạ An bỗng sáng hẳn lên, liền vội vàng gọi Hạ Tưởng lại. Anh, mau nghe đi, là của thị trưởng Đan đấy. Hạ Tưởng nhận điện thoại, giọng nói rất nhiệt tình của Đan Sĩ Kỳ được phát ra từ loa. Trưởng phòng Hạ. Hôm nay là ngày đại hỷ của Hạ An, ban đầu tôi cũng sắp xếp để đến, nhưng đang tiếc là có một người bạn đến, bây giờ không đi được, thật xin lỗi. Thị trưởng Đan khách khí rồi, công việc của lãnh đạo luôn bận rộn mà, đương nhiên là phải đặt công việc lên hàng đầu. Hạ Tưởng xã giao vài câu, trong lòng cảm thấy cảm phục Đan Sĩ Kỳ thật biết cách sống. Bản thân là một thị trưởng mà vẫn có thể quan tâm đến điều nhỏ nhặt, quả là không dễ chút nào, liền tiếp. Nghe nói qua Tết. Thị trưởng Đan chuyển sang làm bí thư Đan. Xin chúc mừng vì sự thăng quan của ngài. Đan Sĩ Kỳ cười khà khà. Không giấu gì cậu, người bạn cũ mà hôm nay tôi đón tiếp chính là người sắp đến nhận chức thị trưởng thành phố Đan Thành. Ông ta là Vương Tiếu Mẫn, nguyên là trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy thành phố Chương Trình. Tôi đoán cậu cũng có được nghe nói về ông ta. Quan hệ của Vương Tiếu Mẫn và Trần Phong khá tốt. Năm đó Hạ Tưởng ở huyện Bá, ông ta đã từng được Trần Phong chỉ thị. Suýt chút nữa thì điều Hạ Tưởng vào làm ở thành ủy thành phố Chương Trình, bây giờ hóa ra là ông ta đã tiến thêm một bước, đã đến được Đan Thành làm thị trưởng. Điện thoại xong, Hạ Tưởng quay ra giải thích với Hạ An vài câu, Hạ An mới thở phào nhẹ nhõm và không cho rằng thị trưởng Đan cố tình không để mắt đến cậu ta. Không ngờ chẳng bao lâu sau, Đan Sĩ Kỳ lại gọi điện. Trưởng phòng Hạ, tôi đã gặp trưởng Ban Vương. Ông ta nghe nói em trai của cậu tổ chức đám cưới nên muốn hỏi là có tiện không nếu ông ta muốn ghé qua tham dự, tiện thể ông ta cũng muốn gặp cậu một lát. Bí thư thành ủy và thị trưởng tương lai cùng đến dự, cho dù là có bất tiện đến mấy thì cũng phải tiện, Hạ Tưởng vội vàng nói đích thân hắn sẽ đón hai vị lãnh đạo, Đan Sĩ Kỳ liền từ chối. Cậu cứ làm việc của cậu đi, tôi và trưởng Ban Vương một lát nữa là đến, đừng nói ra với ai, tránh để làm họ ngạc nhiên là tốt nhất.
Hạ Tưởng nói tình hình sự việc với Hạ An, suýt nữa là làm Hạ An giật mình ngã xuống đất. Sau khi bình tĩnh trở lại, Hạ An vô cùng vui mừng, bí thư và thị trưởng đến cùng một lúc, được phen mở mày mở mặt rồi, hắn vội vàng tìm vị giám đốc khách sạn để sắp xếp cho hắn một phòng lịch sự nhất. Vị giám đốc khách sạn có vẻ không muốn làm, y nói giờ này không thể sắp xếp được. Hạ An liền nói tuột ra sự có mặt của thị trưởng Đan để dọa hắn, vị giám đốc khách sạn nghe vậy trở nên rất căng thẳng. Không nói lại lần thứ hai, mau mau sắp xếp phòng tiện nghi tốt nhất, đồng thời kèm luôn rượu và thức ăn ngon ra. Đan Sĩ Kỳ đến khá nhanh, mười mấy phút đã có mặt. Ông ta vừa xuất hiện ở cửa, Hạ Tưởng đã vội vàng đón tiếp ông ta. Đan Sĩ Kỳ nồng nhiệt bắt tay Hạ Tưởng, sau đó chỉ sang Vương Tiếu Mẫn bên cạnh. Gặp lại bạn cũ, trưởng ban Vương nói cậu cũng đang ở thành phố Đan Thành, trong lòng cảm thấy vô cùng bức bối, nhất thiết phải gặp được cậu ngay mới được. Mấy năm không gặp, Vương Tiếu Mẫn vẫn không có gì thay đổi, vẫn là gương mặt trắng trẻo không để lộ cảm xúc gì, nếu như là người không quen biết, lần đầu tiên gặp e là sẽ không có ấn tượng tốt với Vương Tiếu Mẫn. Hạ Tưởng hiểu được cách ứng xử của Vương Tiếu Mẫn, bên ngoài là thái độ nghiêm nghị, nhưng kỳ thực ông ta rất dễ gần. Vương Tiếu Mẫn vội vàng bắt tay Hạ Tưởng, gương mặt lộ rõ nụ cười thản nhiên. Tha hương gặp cố chi, 2-3 năm không gặp mà tiểu Hạ đã trưởng thành đến độ này rồi. Đáng làm người khác phải kinh ngạc, vừa rồi tôi được bí thư Trần nói về cậu, bây giờ cậu cũng rất có tiếng tăm trong tỉnh ủy. Hạ Tưởng liền cười một cách khiêm tốn, đáp. Bí thư Trần cứ giễu tôi. Hiện tại tôi làm ở văn phòng tỉnh ủy, là trưởng phòng phòng tin tức, ngày nào cũng vậy, song phần công việc việc bận rộn, lượng lớn thời gian của tôi có thể được dùng vào việc học kiến thức lý luận. Gần đây tôi nhận thấy kiến thức về tư tưởng của tôi được nâng cao khá nhiều. Ý của hắn là cuộc sống của hắn bây giờ khá là nhàn nhã. Học tập lý luận là việc tốt, nắm tốt được cơ sở lý luận, sau này kết hợp với thực tiễn liền tạo ra hiệu quả gấp đôi. Vương Tiếu Mẫn hiển nhiên có biết một số phương hướng và tin đồn nội bộ tỉnh ủy. Nhìn chung công tác cơ sở khó mà tránh được việc thiếu hụt cơ sở lý luận. Trong lĩnh vực công tác tin tức, tốt nhất là có thể tổng hợp vô số kiến thức lý luận làm của mình, việc này sẽ giúp đỡ rất nhiều cho sự phát triển về sau. Nói đi nói lại thì cũng chính là hàm ý hãy cố gắng phấn đấu. Hạ Tưởng thấy Vương Tiếu Mẫn không khách khí với mình, biết là quan hệ của ông ta và Trần Phong vẫn được duy trì khá thân mật, hắn cũng không đến nỗi quá khách khí, liền mời Đan Sĩ Kỳ và Vương Tiếu Mẫn vào trong luôn. Khi Đan Sĩ Kỳ và Vương Tiếu Mẫn đi qua gian chính, cố gắng tránh sự chú ý của mọi người nhưng vẫn có người nhận ra là Đan Sĩ Kỳ. Cũng may là mọi người đều biết ý. Biết nguyên nhân vì sao thị trưởng Đan tránh sự chú ý của mọi người, ai dám mất mặt chủ động tiến lên để chào hỏi. Vì vậy mọi người chỉ giao lưu với nhau một lúc, đều biết việc thị trưởng Đan đích thân đến tham dự đám cưới Hạ An là nói lên rất nhiều điều rồi. Còn người đi bên cạnh thị trưởng Đan, mọi người ai nấy đều lờ mờ suy đoán. Sau cùng, có một người biết về lịch trình của thị trưởng Đan hôm nay đã để lộ một bí mật. Người đi bên cạnh, chính là thị trưởng tương lai Vương Tiếu Mẫn. Khi biết bí thư và thị trưởng tương lai đến tham dự hôn lễ của Hạ An cùng một lúc, ai nấy đều sửng sốt nhìn nhau. Trong ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị của mọi người, lại nghe nói Vương Tiếu Mẫn và Đan Sĩ Kỳ đang ở phòng riêng trên lầu thì lòng tự tôn của Hứa Ninh rất được thỏa mãn. Hạ Tưởng mời Đan Sĩ Kỳ và Vương Tiếu Mẫn ngồi, sau dăm ba câu chuyện phiếm, hắn mới biết bản thân Vương Tiếu Mẫn là người huyện khúc thành phố Đan Thành. Đang trên đường qua thành phố Đan Thành trở về nhà đón Tết thì nhận được điện thoại của Đan Sĩ Kỳ, trước đây cũng có biết nhau, liền đồng ý gặp nhau luôn. Tiện thể được biết Hạ Tưởng cũng đang ở thành phố Đan Thành, Vương Thiếu Mẫn liền đưa nhã ý muốn gặp Hạ Tưởng một chút, bởi vì ông cũng có chuyện muốn tìm Hạ Tưởng. Chương 396, người chức cao, nhìn xa trông rộng. Ấn tượng của Vương Thiếu Mẫn về Hạ Tưởng khi còn ở huyện Bá là khá tốt. Lúc đó ông ta đưa ra ý kiến muốn điều Hạ Tưởng quay trở lại thành phố Yến, mục đích là để ông ta theo dõi được nhất cử nhất động của Hạ Tưởng. Sau này huyện Bá được khai thông mở đường, du lịch phát triển, nền kinh tế chuyển sang một bước ngoặt mới, bề nổi thì là công lao của Lý Đinh Sơn nhưng người có mắt đều biết đằng sau chính là mưu kế của Hạ Tưởng, huyện có được phồn vinh như ngày hôm nay không thể không có công lao của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng sau này bị điều về thành phố Yến, ông ta cũng cắt đứt liên lạc với Trần Phong. Có nghe được chút thông tin về Hạ Tưởng. Mặc dù không nhiều và cũng không mấy chú ý đến hắn ta nhưng cứ nghe được tin gì liên quan đến Hạ Tưởng là ông ta lại để ý trong lòng.
Lần này ông ta được điều tới thành phố Đan Thành đảm nhiệm phó bí thư thành ủy, quyền thị trưởng, là một cơ hội quan trọng trong cuộc đời chính trị của ông ta. Trên cương vị thị trưởng của thành phố Đan Thành, nếu làm nên chiến tích, cộng thêm số tuổi của ông, đảm nhiệm bí thư thành ủy một kỳ, có thể trước khi nghỉ hưu, dựa trên chiếc ghế cấp phó tỉnh để làm bàn đạp leo lên chiếc ghế trong Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc dưỡng lão. Trước khi đặt chân đến thành phố Đan Thành, Vương Thiếu Mẫn đã nghiên cứu kỹ lịch sử và hiện trạng của thành phố Đan Thành và so sánh cẩn thận, tỉ mỉ thành phố Đan Thành với thành phố Yến. Ông ta phát hiện về mặt phát triển nền kinh tế những năm gần đây của thành phố Đan Thành chậm chạp và lạc hậu hơn rất nhiều so với các thành phố anh em khác. Sau khi thành lập ra tỉnh Yến không lâu, sắp xếp số thứ tự biển số xe là dựa trên thứ tự quy mô của nền kinh tế đương thời của các thành phố. Thành phố Yến xếp thứ nhất, thứ hai là thành phố Tần Đường, thứ ba là thành phố Đan Thành. Mấy chục năm sau, biển số xe của thành phố Đan Thành vẫn là đứng sau thành phố Yến thế nhưng nền kinh tế của thành phố Đan Thành lại không được liệt vào bộ tam nữa. Năm ngoái xếp hạng 5, năm nay đứng thứ 6, sang năm không biết có thể trụ lại ở con số thứ 6 không còn chưa biết thế nào, Vương Thiếu Mẫn vẫn chưa nhậm chức mà đã cảm thấy rất áp lực. Kết cấu sản xuất của thành phố Đan Thành ngày một lạc hậu, ngành bông vải, công nghiệp nhẹ cũng từng có một thời hưng thịnh nhưng bây giờ tất cả đều rất điêu linh, đang đứng bên bờ phá sản. Đương nhiên cũng không thể nhận xét là hoàn toàn không phát triển được. Tổng công ty gang thép thành phố Đan Thành được mệnh danh là một trong ba cơ sở gang thép lớn nhất cả nước, tổng tài sản lên đến hơn 500 triệu nhân dân tệ. Công nhân viên chức 20.000 người được trang bị năng lực sản xuất 5 triệu tấn một năm. Tuy là thép Đan Thành phát triển thì phát triển thế nhưng vẫn là doanh nghiệp nhà nước, hiệu suất kém, đầu tư nhiều nhưng hiệu quả thấp, gánh nặng nhân công, áp lực quá lớn. Vì vậy, ngành công nghiệp nặng cũng không phải là hy vọng và lý tưởng trong mắt Vương Thiếu Mẫn. Phải nói là thành phố Đan Thành trừ nhà máy thép Đan Thành ra thì dường như không có nền tảng công nghiệp nặng nào khác. Lại so sánh với một số xí nghiệp còn lại như nhà máy rượu và nhà máy áo lông, có thể nói, kết cấu sản xuất công nghiệp của thành phố Đan Thành rất không hợp lý. Sản xuất công nghiệp phụ gia là ngành mới và có tiềm lực thì lại không có, về cơ bản kết cấu sản xuất công nghiệp vẫn chỉ là của mười mấy năm trước. Sau khi các tỉnh phát triển phía Nam hoàn thành xong giai đoạn chuyển đổi mô hình thì thành phố Đan Thành và đại đa số các thành phố khác của tỉnh Yến vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Những việc làm của Hạ Tường ở thành phố Yến trong việc cải tạo thôn nội đô rồi việc hắn đảm nhiệm chức phó chủ tịch huyện An, làm cho huyện An trở thành một nơi thu hút đầu tư, mở rộng thêm khuôn viên, khu du lịch, khai thông đường. Đã cho thấy vốn hiểu biết về chính trị và đầu óc thương mại nhạy bén của hắn xuất sắc như thế nào. Thậm chí sau khi Vương Thiếu Mẫn nghiên cứu cẩn thận về tất cả các công việc kinh doanh được Hạ Tưởng thông qua cũng phải giật mình kinh ngạc. Tất cả các dự án, hạng mục mà Hạ Tưởng nhìn chúng đều đi đến thắng lợi và đạt được mục tiêu như đã dự tính ban đầu. Vấn đề thu hút đầu tư cũng không khó, cái khó là làm thế nào để sau khi có tài chính rồi có thể duy trì được. Hôm nay Vương Thiếu Mẫn quả thực rất muốn gặp Hạ Tưởng. Thực chất ông ta có nghe nói y là người thành phố Đan Thành nên sinh ý nghĩ vì là người Đan Thành nên hắn có thể nói cho ông biết một số thông tin về phương hướng phát triển nay mai của thành phố Đan Thành. Lúc đầu ba người chỉ nói chuyện phiếm, dần dần Vương Thiếu Mẫn mới đi vào đề tài chính, nói ra ý đồ của ông. Hạ Tưởng nghe xong, cúi đầu không nói gì. Tình hình của thành phố Đan Thành thế nào, quả thực trong bụng hắn đều biết cả rồi. Mà không chỉ có riêng thành phố Đan Thành. Ngay cả toàn bộ tỉnh Yến cũng giống như vậy, kết cấu sản xuất lạc hậu, tâm lý người dân chỉ mong ổn định, không đủ sức vươn lên, hậu quả là tỉnh Yến cứ mỗi năm lại tụt hạng trong số các tỉnh có tiếng trong cả nước. Nguyên nhân chính ở đây là nền kinh tế càng về sau càng kém lại thêm đứng trước cảnh đầu tư vào tỉnh Lĩnh Nam nên càng không thể ngóc dậy được. Quả thật ánh mắt của Khâu Gia rất độc đáo, hy sinh nhiều lợi ích lớn ở nhiều lĩnh vực khác nhau, rốt cục mục đích là để nâng đỡ cho Hải Đức Trường nắm lấy tỉnh Lĩnh Nam. Hải Đức Trường vốn dĩ đang nuôi hy vọng đảm nhiệm vị trí bộ trưởng một bộ quan trọng ở Bắc Kinh, nhưng sau khi được cụ ông Khâu Gia trực tiếp giảng giải, ông ta liền dứt khoát quyết định đến tỉnh Lĩnh Nam. Nhiều gia tộc khác vẫn chưa hoàn toàn ý thức được việc kinh tế đang dần dần trở thành lực lượng mang tính thay đổi vận mệnh chính trị, Khâu Gia đã bước trước một bước. Chính vì vậy, Hải Đức Trường nhậm chức chưa được bao lâu thì tình cờ gặp phải chuyện của Khâu Tự Phong, chỉ cần ra tay là đã coi như quyết định được thắng bại. Nếu như Hải Đức Trường đến tỉnh Lĩnh Nam từ 2 năm trước thì Khâu Tự Phong đã có thể mượn cơn gió đông từ sự phát triển kinh tế tỉnh Lĩnh Nam, từ đó có thể làm nên những thành tích đáng tự hào ở huyện An.
Mặc dù Hải Đức Trường trở thành bí thư tỉnh ủy tỉnh Lĩnh Nam và đợi hơn một năm trong Bắc Kinh, thế nhưng bây giờ nhìn lại vẫn là việc đem lại rất nhiều lợi ích. Hải Đức Trường làm bí thư tỉnh ủy chưa được bao lâu đã ra tay, lợi dụng thế mạnh về kinh tế, thay Khâu ra lật chuyển được không ít tình thế xấu. Có thể tiên đoán được việc sau khi Khâu tự phong đến thành phố Bảo, có thể có cơ hội tận dụng thế mạnh của tỉnh Lĩnh Nam hơn. Thu hút đầu tư và tài chính, cải cách những khó khăn chưa giải quyết được ở huyện An. Khi sức mạnh chính trị không làm thế nào để đạt được tầm ảnh hưởng đến hết các khu vực khác thì sức mạnh kinh tế lại có thể làm được điều đó. Ngày hôm trước, Hạ Tưởng đã tạo điều kiện cho Khâu Tự Phong gặp mặt Tào Vĩnh Quốc, đồng thời hắn cũng nói riêng với Tào Vĩnh Quốc rằng Khâu Tự Phong có thể đem nguồn đầu tư đến thành phố Bảo, thậm chí khi phân công mảng quản lý cho các lãnh đạo thành phố, có thể để Khâu Tự Phong quản lý kinh tế. Lại nói đến tình hình trước đây giống như nhà máy thép và nhà máy dược phẩm của thành phố Yến, trên lý thuyết là vượt qua cả những doanh nghiệp quy mô lớn của cả nước, nhưng trên thực tế là bị lỗ nặng. Vì do lo duy trì hình ảnh doanh nghiệp mang tầm cỡ quốc gia, vì kế sinh nhai của vài vạn công nhân mà mỗi năm nhà nước phải đền bù một khối lượng tiền khổng lồ và sử dụng tiền vay lãi của ngân hàng để hạn chế lỗ ở mức thấp nhất mới không bị phá sản. Nếu như cái gì cũng căn cứ vào quy luật thị trường thì doanh nghiệp thép và dược phẩm của thành phố Yến đã bị đóng cửa từ lâu rồi. Nhưng tình hình trong nước vẫn chỉ là tình hình trong nước, bắt buộc phải chú trọng những doanh nghiệp lớn, nếu không chẳng bao lâu dẫn đến náo loạn xã hội. Điều này Hạ Tưởng cũng có thể hiểu được, nhưng cái mà hắn không thể hiểu được là những tỉnh phát triển có thể chuyển đổi thành công được, tại sao doanh nghiệp lâu đời tại tỉnh Yến phải dựa vào số vốn ban đầu, phải dựa vào trợ giúp của ngân hàng, hay chỉ còn có một con đường là phá sản. Lẽ nào không thể đường đường chính chính để đối diện với thị trường, để đọ sức với cuộc chiến này một phen? Rõ ràng là không phải là không thể mà là không dám, là trách nhiệm không rõ ràng. Là một tỉnh có truyền thống tư tưởng khá bảo thủ cho nên người nhậm chức lãnh đạo ở doanh nghiệp lớn không phải là doanh nghiệp kinh doanh mà lại là làm quan chức. Quy đến cùng vẫn là vấn đề họ không muốn trở thành một người lãnh đạo doanh nghiệp mà là trở thành một trong số những viên quan làm cho chính phủ. Mục tiêu lớn của các vị lãnh đạo lại là thăng quan, bước lên đài cao hơn chứ chẳng phải là vắt óc suy nghĩ làm sao để đưa doanh nghiệp làm mưa làm bão trên thị trường. Doanh nghiệp có mang lại hiệu quả hay không cũng chả có mối quan hệ bắt buộc nào với việc các ông có thể thăng chứ được hay không, vậy thì ai còn lòng dạ nào mà mất công đi làm kinh doanh nữa. Nhưng dù sao đi nữa, bỏ công sức mấy năm làm việc, lại đổi một chỗ đứng tốt rồi lại được trèo lên được thêm một bậc nữa là có thể tạm thời an tâm về việc tăng lương, chế độ đãi ngộ, thậm chí sau khi hắn đi rồi thì sự sống còn của doanh nghiệp đó cũng chả còn liên quan gì đến hắn nữa. Năm đó tỉnh Yến không phải là không ra được thành phẩm tốt của các doanh nghiệp xịn. Thời kỳ những năm 90, đã từng có một nhà máy đồng hồ đeo tay nổi tiếng cả nước, khi đó doanh nghiệp này cho ra một đoạn quảng cáo, quay cảnh người ta ném chiếc đồng hồ từ máy bay trực thăng và độ cao mười mấy mét xuống đất, vậy mà chiếc đồng hồ không hề hấn gì, vẫn chạy giờ như bình thường. Đoạn quảng cáo đó đã làm chấn động một thời và tạo nên thương hiệu nổi tiếng cả nước. Cũng thời kỳ đó còn có thương hiệu TV Vũ Hoàn làm cả nước sao động, cũng là thương hiệu số một trong nước. Nguồn cung không đủ cầu, rất nhiều người phải dựa vào mối quen biết để lấy số thứ tự xếp hàng mua được một chiếc TV màu, có thể thấy được cảnh mua bán náo nhiệt lúc bấy giờ. Nhưng đáng tiếc là, thời đó đã trở thành dĩ vãng, thương hiệu đồng hồ nổi tiếng những năm 90 thì nay ngay cả xí nghiệp cũng bị người ta bán đi. Còn TV hãng Vũ Hoàn nổi tiếng cả nước ngày ấy, giờ bị đánh đồng với nhà máy Linh Phụ Kiện, trở nên bị phụ thuộc vào một thương hiệu mới nổi. Ngẫm nghĩ mà làm người ta đau lòng. Hạ Tưởng còn biết được một sự thật là, trước khi thị trường bước vào thời kỳ thịnh vượng, báo chí và tạp chí tỉnh Yến chính là ngành dẫn đầu cả nước, có một quyển tạp chí Tuổi Trẻ đã từng có số lượng phát hành lên đến hàng top trong số các tạp chí cùng loại. Còn có một loại báo loại thời chính trị ngày nay, lượng phát hành theo kỳ cũng đạt được con số 200.000 bản. Cùng lúc được cả hiệu quả về kinh tế lẫn chính trị cũng đáng làm người ta phải khâm phục. Từ đầu những năm 90, cả nước tiến vào thời kỳ đổi mới, rất nhiều tờ báo mới xuất hiện ở phía Nam, dựa vào mẫu mã mới mẻ và tiến bộ nhanh chóng chiếm thị trường. Tờ tạp chí Tuổi Trẻ của tỉnh Yến, lượng phát hành từ lúc đầu là con số 800.000 bản, không lâu sau tụt xuống còn 80.000, thậm chí cho đến nay không còn được 30.000. Điều đáng cười ở đây là, tờ tạp chí thuộc thể loại thanh niên này không ngờ chủ biên chính là ông già nay đã hơn 50 tuổi. Dựa trên tư tưởng của một người già để biên tập tờ tạp chí Tuổi Trẻ mà có được cái mạch sống của thị trường thì đúng là chuyện lạ. Nhưng chuyện về báo thời chính,
Sau khi thay một vị chủ biên, lượng phát hành lại bị giảm mỗi năm 10.000. Tính đến nay phân ngạch thị trường lượng phát hành chỉ có 80.000. Đối với một tờ báo, lượng phát hành là 80.000 về cơ bản là đã hạ xuống bên bờ sự sống và cái chết rồi. Nhưng người chủ biên lại không bao giờ cảm nhận được cái sai của ông ta là gì, hơn thế nữa còn tìm mọi cách để chiếm được vị trí ông chủ của Nhật báo tỉnh Yến. Mỗi khi nghĩ đến vấn đề khoảng cách giữa thị trường tỉnh Yến với các tỉnh phát triển khác càng ngày càng lớn, thì Hạ Tưởng đều không thể kìm nổi xót xa. Chỉ là vì hắn không ở vị trí đủ để làm gì, hắn chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, không thể ảnh hưởng đến quyết định của bất kỳ ai. Thậm chí sau này thành phố Yến khó khăn lắm mới xuất hiện xuất một tập đoàn Tứ Ngưu doanh nghiệp nổi tiếng cả nước. Tập đoàn Tứ Ngưu là một tập đoàn lớn, sản phẩm là chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa, nghiên cứu khoa học, lượng sản xuất tiêu thụ luôn dẫn đầu trong số các doanh nghiệp cùng ngành trên cả nước. Tuy nhiên bỗng có chuyện sữa bộ có chất phân UZE. Kết quả là trong một đêm, tập đoàn Tứ Ngưu trở thành cát bụi, cũng không có đường nào để trở lại thời hưng thịnh được nữa. Rất nhiều thương hiệu hạng trung thuở ban đầu cũng chịu chung cảnh tan đàn xẻ nghé. Có quá nhiều kinh nghiệm đã qua dạy cho, quá nhiều cảnh máu và nước mắt, nhưng thời Hạ Tưởng làm quan, chỉ chăm chăm vào việc xây dựng hạ tầng cơ sở mà hiếm khi nghĩ đến cái toàn cục, nghĩ đến cái chỉnh thể. Bây giờ làm việc ở văn phòng tỉnh ủy, làm việc với khối lượng lớn tin tức và tài liệu ở phòng tin tức, lại phải ngồi cùng với Vương Thiếu Mẫn, để ông thị trưởng tương lai của thành phố Đan Thành mở miệng hỏi về quan điểm của hắn đối với việc điều chỉnh kết cấu sản xuất của thành phố Đan Thành, lại liên tưởng đến việc gần đây các cấp trên ở Bắc Kinh khá bất mãn và gõ tỉnh Yến, rất nhiều điều mà hắn đã suy nghĩ từ lâu nay lại hiện lên rõ mồn một trong hắn, cái cảm giác dường như một vật gì đó để quá lâu ngày rồi nên giờ muốn được mang ra sử dụng. Quả nhiên là người làm chức cao thì có con mắt. Thế nhưng nghĩ đến thân phận của mình, rõ ràng đứng trên cương vị của một vị thị trưởng chỉ tay lãnh đạo nền kinh tế phát triển của Đan Thành là rất không thức thời. Vương Thiếu Mẫn có khi lại khách sáo, có khi lại tỏ ra gần gũi. Rốt cục ông ta cũng vẫn là một trưởng của thị, ông ta tự thỉnh giáo hắn, không hề tỏ ra có cái mác thị trưởng mà lại tỏ ra bình dị gần gũi. Nếu như chính hắn chỉ biết ba hoa và chỉ tay năm ngón tức là hắn không ý thức được tác phong tự cao tự đại của bản thân. Hạ Tưởng liền nói một cách khiêm tốn rằng, trưởng ban Vương hỏi tôi thì có khác gì hỏi phải người mù mất rồi. Tôi cao nhất mới chỉ làm cái chức phó chủ tịch thường trực huyện, bây giờ thì chỉ là trưởng phòng tin tức, không chỉ về lý lịch mà còn là trình độ đều chưa đạt được sự toàn diện, e là đã làm ngài thất vọng. Hơn nữa, ngài thị trưởng Đan cũng hiểu rất rõ về thành phố Đan Thành, hiểu hơn tôi rất nhiều, đồng thời càng có cái nhìn khái quát vấn đề hơn. Vương Tiếu Mẫn và Đan Sĩ Kỳ nhìn nhau, cười vẻ hiểu ý. Đan Sĩ Kỳ xúc động mà nói. Tiểu Hạ, nghĩ kỹ lại, tôi và Bí Thư Tào mặc dù chưa được xem là bạn thân nhưng cũng có thể nói vừa gặp mà đã nên duyên, bây giờ cũng là bằng hữu. Đối với cậu, tôi cũng đối xử như với con cháu. Với những gì cậu đã làm khi còn ở tổ cải tạo thôn nội đô của thành phố Yến, người khác có thể không hiểu rõ nhưng không thể gạt được tôi và trưởng ban Vương. Tôi và trưởng ban Vương đều tranh thủ ngày hôm nay, ngày mà em trai của cậu kết hôn để gặp mặt cậu. Có một số chuyện không nói ra nhưng mọi người đều biết rõ. Chúng tôi tới đây là vì động viên cho đám cưới, thế nhưng những cái đó lại không phải là nguyên nhân chính. Tôi cảm thấy đây là một cơ hội tốt để tất cả mọi người đều ngồi thoải mái nói chuyện với nhau không quan tâm tới thân phận. Cậu đừng nghĩ tôi là bí thư thành ủy Đan Thành, cũng đừng nghĩ trưởng ban Vương làm trưởng ban tổ chức cán bộ mà chỉ xem chúng tôi là bậc tiền bối của cậu mà thôi. Đương nhiên, là bạn bè đều được, nói thế nào tùy cậu. Miễn sao hợp với tình thế hiện tại là được. Về phương diện mềm dẻo thì Vương Tiếu Mẫn và Đan Sĩ Kỳ rõ ràng là không như nhau, mặt ông nghiêm lại, thong thả nói. Tiểu Hạ, khiêm tốn là tốt, thế nhưng cũng phải biết phân biệt người này người nọ. Quan hệ giữa cậu với Bí Thư Trần thì không cần phải nói rồi, tôi và Bí Thư Trần cũng là chỗ thân tình bao năm nay, nếu không thì chúng ta đã cũng không thể ngồi cùng nhau thế này được. Cậu có bao nhiêu câu chuyện đáng thật, tầm nhìn của cậu xa bao nhiêu? Trong tôi đều biết rất rõ, nếu không tôi cũng không thể mở miệng để nói chuyện với cậu về vấn đề cơ cấu kinh tế Đan Thành được. Sau khi tôi nhiệm chức thị trưởng, có thể sẽ thiếu chuyên gia kinh tế ở bên. Vì thế tôi mới bàn với cậu, là vì tôi đánh giá rất cao về cách nhìn nhận, đánh giá không giống ai của cậu, không chỉ thế, cậu còn đánh giá một cách chính xác tình hình thị trường. Đương nhiên, nếu cậu cảm thấy tôi là người ngoài, cậu không nói cũng không sao, tôi không ép. Lời nói của Vương Thiếu Mẫn lạnh như băng,
không có một chút biểu cảm gì. Đan sĩ Kỳ cảm thấy khá e ngại, không khí có vẻ không được sôi nổi liền ra vẻ hòa giải. Hạ Tưởng liền cười. Trưởng Ban Vương đã nói thế, tôi cũng không chối cãi, cũng không phải tôi khách khí với ngài, nhưng thực ra tôi cũng không biết bắt đầu nói thế nào. Thị trưởng Đan đã nhiệm chức được nhiều năm rồi, nên trong lòng ngài cũng biết rõ là thành phố Đan Thành, tỉnh Yến và các tỉnh thành khác đều như nhau, đều bảo thủ và thiếu tinh thần tiến thủ, lại không thể hoàn toàn đổ cho nguyên nhân ở chính sách, tính cách của người tỉnh Yến cũng không có liên quan gì ở đây. Người tỉnh Yến một lòng bảo thủ, thà rằng chấp nhận ở nhà nghèo hèn còn hơn đi ra ngoài làm thuê hay gây dựng sự nghiệp. Cho dù có thành công đi chăng nữa thì cũng chỉ là tiểu phú an cư mà thôi. Từ kiến thức hiểu biết tình hình thành phố Đan Thành của mình, Hạ Tưởng đem ra so sánh với tình hình thành phố Yến, lại phối hợp với quỹ đạo phát triển không giống nhau của Yến và Đan Thành từ ký ức của hắn để nói ra thiện ý của hắn. Bởi vì Đan Thành là nhà của hắn, hắn còn nhớ rất kỹ hướng phát triển của Đan Thành ở kiếp trước. Về cơ bản Đan Thành vẫn là nơi phát triển ổn định, không có cái gì nổi trội lắm, thế nhưng, hiệu quả nhà máy thép Đan Thành đem lại càng năm càng giảm. Cho dù cùng với sự ra đời, phát triển của ngành sản xuất ô tô trong nước và nhu cầu về sắt thép vẫn ngày càng nhiều, thế nhưng với sự trỗi dậy của hàng loạt nhà máy thép mới đã làm cho sức cạnh tranh của nhà máy thép Đan Thành giảm xuống. Nào là tuổi đời công nhân viên chức lão hóa, thiết bị sản xuất lạc hậu, thậm chí là việc quản lý cũng kém, nhưng nguyên nhân sâu xa chính là chi phí sản xuất quá cao đã gây trở ngại lớn cho thị trường nhà máy thép Đan Thành có được lợi nhuận. Trong cùng một tình hình như nhau, giá cả vật liệu của các doanh nghiệp khác rẻ hơn nhà máy thép Đan Thành phải đến khoảng 10%, vậy ai có thể làm người tiêu tiền như nước đến mức cứ bắt buộc phải mua nguyên vật liệu từ nhà máy thép Đan Thành chứ? Sau này do bão giá quặng sắt trên thế giới làm cho năng suất của nhà máy thép Đan Thành bị giảm mạnh. Bởi vì thành phố Đan Thành nằm sâu trong nội địa nên không tiện thông thương và không có điều kiện thuận lợi về vận chuyển quặng sắt bằng các thành phố duyên hải. Các nhà máy thép duyên hải thậm chí có thể chi phí ít hơn nhà máy thép Đan Thành vài trăm tệ khi vận chuyển một tấn quặng. Như vậy cũng tương đương với việc chi phí mà nhà máy thép Đan Thành phải bỏ ra cũng cao hơn so với giá bán của các doanh nghiệp khác, như thế thử hỏi làm sao mà cạnh tranh được. Sau rất nhiều kinh nghiệm xương máu, nhà máy thép Đan Thành mới bắt đầu đầu tư lượng tài chính lớn vào xây dựng tuyến đường sắt chuyên dụng nối từ thành phố Đan Thành, thẳng đến bến cảng Bột Hải ở Hoàng Ti để giải quyết tình thế cấp bách. Nhưng chịu ảnh hưởng của môi trường trong nước và tình hình thế giới, nhà máy thép Đan Thành đã thua lỗ thê thảm, nguyên khí bị tổn hại nặng nề. Chính là do có ưu thế về vận chuyển và những điều kiện thuận lợi khác của thành phố Duyên Hải, nhà máy thép An ở cảng Liên Vân nay đã phát triển mạnh, trở thành một trong số các doanh nghiệp trụ cột của ngành thép trong nước. Nhà máy thép Đan Thành chính vì thấy được nhà máy thép An đã xây dựng thành công nhà máy ở cảng Liên Vân, mới hạ quyết tâm làm tuyến đường sắt sinh mệnh, thông suốt đến cảng Hoàng Tất thành phố Duyên Hải của tỉnh Yến để giảm chi phí lớn trong các khâu vận chuyển và đạt được ưu thế về chi phí. Nhưng dẫu sao vẫn chậm hơn người ta một bước, đánh mất cơ hội chiếm được thị trường. Ví dụ như nhà máy thép Đan Thành, có mắt nhưng mà nhìn hơi thiển cận. Bụng hắn nghĩ thế nào mà bỗng nhiên thốt ra thành lời, chủ yếu là nói ra vấn đề nhức nhối đang tồn tại ở nhà máy thép Đan Thành. Kể cả Đan Sĩ Kỳ và Vương Tiếu Mẫn có chấp nhận hay không thì cũng phải nghĩ đến tâm nguyện của hắn. Hắn không mong nhìn thấy nhà máy thép của quê hương vì lại một lần nữa đi vào vết xe đổ của rất doanh nghiệp có quy mô lớn ở tỉnh Yến, chỉ vì vấn đề giá thành vận chuyển mà ngày một làm mất thị trường. Hạ Tưởng vừa nói xong, vẻ mặt Đan Sĩ Kỳ lại nghi ngờ như lúc đầu. Tiểu Hạ, mong là cậu không cố tình có lời làm người khác phải giật mình. Theo như cách nhìn nhận của tôi, hiện nay tầm ảnh hưởng nhà máy thép Đan Thành trong nước cũng không đến nỗi nào. Hiệu quả đem lại cho đến thời điểm hiện tại cũng có thể nói là được, là miếng cơm manh áo của nhiều người dân thành phố Đan Thành, làm sao cậu có thể nói là tầm nhìn của nhà máy thép Đan Thành thiển cận được. Vương Tiểu Mẫn cũng có vẻ khá bất ngờ, nhưng ông ta không khăng khăng ý kiến bao che khuyết điểm như Đan Sĩ Kỳ mà thích thú hỏi. Nói xem, thế nào mà thiển cận? Với tôi, chẳng qua là nhược điểm chung của một số các doanh nghiệp lớn. Ví dụ như quá nhiều nhân sự, người thì thừa mà việc thì thiếu. Ngoài vấn đề này ra thì thị trường nhà máy thép Đan Thành đang có vẫn được coi là khá, tôi vẫn rất lạc quan. Cậu vừa mới nói là chỉ vào nhà máy thép Đan Thành, doanh nghiệp lớn nhất Đan Thành, nên ắt hẳn là nhìn xa trông rộng và sâu sắc hơn tôi, cậu nói xem thế nào. Đan Sĩ Kỳ thì tỏ thái độ kinh ngạc còn Vương Tiếu Mẫn lại tỏ vẻ chấp nhận, khiêm tốn. Chương 397, ứng thời đúng cảnh.
Hạ Tưởng cua tay. Đâu có, không phải là tôi nhìn xa trông rộng, chẳng qua là thường dò xét thị trường, cảm thấy trong trào lưu thị trường sau này, đều được quyết định dựa vào quy luật thị trường không thể kháng cự, sự can thiệp của chính trị vào kinh tế thị trường ngày càng ít, cho đến khi một số kinh tế phi quốc hữu hoàn toàn nổi dậy, tất cả các xí nghiệp nhà nước đều phải xuống nước cùng các xí nghiệp tư nhân tranh giành thị trường. Hắn đưa mắt nhìn Đan Sĩ Kỳ thấy y vẻ mặt bình thản, biểu hiện cũng bình thường, liền lại tiếp tục nói. Hiện tại hiệu quả và lợi ích của nhà máy thép Đan Thành cũng không tồi, nhưng theo trào lưu bất động sản trong nước, nhu cầu vật liệu thép ngày càng lớn, và còn sự phát triển của công nghiệp ô tô, cũng đem đến ảnh hưởng có lợi cho thị trường vật liệu thép. Nhưng cũng vì thị trường có nhu cầu, nên mới có nhiều nhà máy thép gia nhập vào hàng ngũ cạnh tranh với nhau, nên mới dùng trăm mưu ngàn kế để giảm nhẹ vốn, nâng cao sức cạnh tranh. Về phần giảm nhẹ vốn, nhà máy thép Đan Thành không có chút ưu thế nào. Sắc mặt của Vương Tiếu Mẫn bắt đầu tỏ vẻ nghiêm nghị. Nhà máy thép Đan Thành có hơn 20.000 công nhân viên chức, mà một nhà máy thép ở thành phố Duyên Hải phía Nam chỉ có 3.000 công nhân viên chức, nhưng giá trị sản lượng lại ngang với nhà máy thép Đan Thành, là vì sao? Không chỉ vì họ có ưu thế về kỹ thuật, mà còn vì họ có ưu thế là vùng Duyên Hải, ở ngay thành phố cảng, giao thông rất phát triển. Đan Thành nằm sâu trong đất liền, vận chuyển chỉ dựa vào đường sắt, mà vận chuyển bằng đường sắt so với đường biển tuy có nhanh hơn, nhưng vận chuyển với số lượng ít, phí vận chuyển cao, tính sơ lược, giá thành làm ra một tấn thép của nhà máy thép Đan Thành cao hơn 1200 tệ so với nhà máy thép vùng Duyên Hải. Nếu sau này đưa xí nghiệp thép ra đấu thầu công khai trên cả nước, cùng có chất lượng ngang nhau, thì sẽ dựa vào ưu thế về giá cả. Cuộc chiến giá cả là cuộc chiến sống còn. Hạ Tưởng vừa dứt lời, Đan Sĩ Kỳ và Vương Thiếu Mẫn cùng lúc thay đổi sắc mặt. Bởi vì Hạ Tưởng đang nói đúng vấn đề lớn nhất mà nhà máy thép Đan Thành đang gặp phải là phí tổn quá cao. Không những phí tổn vận chuyển quá cao, mà phí tổn dưỡng lão, phí tổn về hưu của công nhân viên chức, và còn phí tổn quản lý đều cao đến đáng sợ. Vốn đầu tư so với sản xuất chênh lệch nhau rất lớn. Dựa vào tình hình hiện tại cùng với sự phân tích của Hạ Tưởng, Đan Sĩ Kỳ và Vương Thiếu Mẫn đều thấy kinh hãi. Tiểu Hạ, cậu đã phát hiện ra vấn đề, có nghĩ được cách giải quyết không? Đan Sĩ Kỳ hỏi. Nếu ngày từ đầu ông ta cảm thấy ý kiến của Hạ Tưởng nghe sởn cả tóc gáy, thì sau khi nghe Hạ Tưởng phân tích cặn kẽ, và đưa ra những số liệu thực tế thì ông ta hiểu rằng, Hạ Tưởng không hề nói suông. Người phụ trách của nhà máy thép Đan Thành cũng nhận thức được vấn đề phí tổn, và cũng đã đến thành phố Duyên Hải ở phía Nam để khảo sát, cho ra kết luận là, nếu muốn xây phân xưởng thì thời gian và tài chính không cho phép, điều quan trọng là, trước mắt lực lượng kỹ thuật của nhà máy thép Đan Thành không đủ. Cũng có thể nói là không có cách nào khác. Đan Sĩ Kỳ nhìn Hạ Tưởng với vẻ đầy kỳ vọng. Nói thật, Hạ Tưởng cũng có tình cảm đối với quê nhà, cũng hy vọng thành thị quê nhà có thể càng giàu mạnh hơn. Nếu hắn đã nói ra được chỗ khuất mắc của nhà máy thép Đan Thành, nhìn vẻ mặt của hai vị lãnh đạo cũng là thật lòng muốn được cố vấn, bèn cười, nói. Tôi chỉ phụ trách nói ra ý nghĩ của tôi thôi, tốt hay không hoặc có thực thi hay không tôi đều không chịu trách nhiệm giải thích, hai vị lãnh đạo cũng đừng mắng tôi là được, nếu không tôi cũng không dám nói. Đan Sĩ Kỳ nóng lòng. Nói mau, đừng có màu mè. Vẻ mặt Vương Thiếu Mẫn trầm xuống. Vốn là nói chuyện phiếm cá nhân. Cậu nói là chuyện của cậu, tôi nghe là chuyện của tôi. Hạ Tưởng cũng yên tâm và nói. Cảng cách thành phố Đan Thành gần nhất là cảng Hoàng Kiêu, ưu thế vận chuyển trên biển không cần phải nói hai vị lãnh đạo cũng rõ. Nếu xây một con đường sắt chuyên dụng từ thành phố Đan Thành đến cảng Hoàng Kiêu, đại khái cần hơn 10 tỷ tệ, chiều dài chỉ khoảng 370 km. Nếu xây xong, cộng chung ưu thế vận chuyển trên biển và sự nhanh chóng của đường sắt chuyên dụng, hẳn có thể trong 10 năm tới vẫn giữ được ưu thế nhất định. Đan Sĩ Kỳ và Vương Thiếu Mẫn lại nhìn nhau, và đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt của đối phương. Xây một con đường sắt nối dài đến cảng, ý nghĩ của Hạ Tưởng không những đi đầu mà còn rất liều. Xây đường sắt trước tiên phải được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê chuẩn, sau khi được phê chuẩn, lại phải báo cho Bộ Đường sắt, cuối cùng nếu được Bộ Đường sắt phê duyệt thông qua, còn có một loạt vấn đề về việc phân chia tài chính. Liên quan đến rất nhiều phòng ban, còn có một lượng lớn công việc, không phải là một việc đơn giản. Chỉ chờ Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, sợ là cũng phải một năm trở lên. Ủy ban Nhân dân tỉnh lại báo lên cho Bộ Đường sắt, nói không chừng lại kéo thêm 1-2 năm. Từ lúc duyệt cho tới khi khởi công cũng phải 3 năm sau. 3 năm.
Đan sĩ kỳ cuối cùng cũng hiểu được ý của Hạ Tưởng, bây giờ vấn đề của nhà máy thép Đan Thành đã bắt đầu lộ ra, 3 năm sau, ưu thế của các nhà máy thép khác sẽ lộ hết ra, đến lúc đó đường sắt nước xây xong thì sẽ có đủ thời gian cho nhà máy thép Đan Thành cứu vãn. Nhưng nếu chờ đến khi sự việc đã xảy ra rồi mới bắt đầu xin phép, thì cho dù mất bò mới lo làm chuồng, thì bò cũng đã mất rồi. Đan sĩ Kỳ và Vương Thiếu Mẫn nhìn nhau, hai người cùng khẽ gật đầu, hắn đã biết Vương Thiếu Mẫn cũng động lòng. Hạ Tưởng lại như không có việc gì, cầm lấy chai rượu rót đầy cho hai người, nói. Mời hai vị lãnh đạo một ly, cảm ơn hai vị lãnh đạo đã đích thân đến đây, khiến tôi vừa mừng vừa lo. Vương Thiếu Mẫn mỉm cười, tên Hạ Tưởng này, tuy có con mắt nhìn xa trông rộng, nhưng cũng rất giỏi giả mù sa mưa, lập tức ném những lời vừa nói sang một bên. Ý nghĩa rất rõ ràng, có thực thi hay không thi chờ hai vị lãnh đạo quyết định, những lời hắn vừa nói qua rồi quên mất. Thật ra trong thâm tâm của Hạ Tưởng, cũng rất hy vọng Đan Sĩ Kỳ và Vương Thiếu Mẫn có thể hợp tác quản lý tốt thành phố Đan Thành, để nhà máy thép Đan Thành có thể sớm thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Hạ Tưởng còn có một dự cảm, trong việc đối đầu của Bộ Ngoại thương và tỉnh ủy tỉnh Yến, cũng dần hiện ra một kết quả khiến người ta mong chờ. Bất kể là ý kiến của cấp hay là ý kiến của một lãnh đạo cá biệt nào đó, nói chung là không vừa ý với công việc của tỉnh Yến, nhất là kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến không hợp lý, có người hy vọng mức độ đi lên của tỉnh Yến cao hơn một chút. Có phải cũng ẩn dụ nói rằng, có người không vừa ý với Diệp Thạch Sinh hoặc Phạm Duệ Hằng? Đương nhiên, trong thời gian ngắn muốn đổi bí thư hoặc chủ tịch tỉnh cũng không thực tế, nhưng cấp trên có người cũng không thích Diệp Thạch Sinh hoặc Phạm Duệ Hằng. Cũng sẽ ép họ một lần nữa phải tự lựa chọn hàng để đứng, bắt đầu đánh giá lại tình hình của tỉnh Yến, một lần nữa thực thi những chính sách có lợi cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Yến. Do đó, Hạ Tưởng đã nhìn thấy được rất nhiều cơ hội. Nghĩ lại, trước đây có nhiều vấn đề mà trước đây chưa từng nghĩ đến hoặc rất ít chú ý, từ sau khi vào đến tỉnh ủy, từ từ cũng nghĩ đến nhiều hơn, suy tư nhiều hơn, chẳng lẽ là vì đứng cao nhìn được xa hơn. Hạ Tưởng âm thầm cười. Ai nói đến phòng thông tin là bị ruồng bỏ. Ở bất cứ đâu cũng có kỳ ngộ, quan trọng là, phải xem bạn có phải lúc nào cũng nâng cao bản thân, tạo áp lực cho chính mình. Đan Sĩ Kỳ và Vương Thiếu Mẫn đều không nói lời nào, rõ ràng là đang tiếp thu những lời hắn vừa nói, những ý tưởng của Hạ Tưởng vừa đề xuất đi sớm hơn đến 6-7 năm so với tương lai. Thời gian cụ thể hẳn không thể nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng trong tương lai lần cuối cùng về nhà, cùng người nhà trò chuyện. Người nhà vô tình nói ra việc chính thức xây dựng con đường sắt từ thành phố Đan Thành đến Hoàng Tất, từ đó Hạ Tưởng lên mạng kiểm chứng lại tin tức này, mới biết rõ chân tơ kẽ tóc việc xây dựng tuyến đường sắt chuyên dụng. Về phần Đan Sĩ Kỳ và Vương Thiếu Mẫn có con mắt nhìn trước sự việc hay không, có thể thúc đẩy việc khởi công đường sắt tiến triển nhanh hơn hay không, Hạ Tưởng cũng không bắt ép. Thứ nhất là không đứng ở vị trí của người khác thì không thể suy nghĩ hộ người khác. Thứ hai là có khi lịch sử là từ vô số tác nhân đan xen vào nhau để cùng diễn ra, hắn không thể bức ép để thay đổi cái gì, vì nếu không có các phương diện khác chung tay cố gắng, sức mạnh của một mình hắn cực kỳ bé nhỏ, không ảnh hưởng được cái gì cả. Một lát sau, Vương Thiếu Mẫn cầm ly rượu lên, nói. Nào Tiểu Hạ, vì cuộc gặp mặt của chúng ta ngày hôm nay, cạn ly. Lãnh đạo mời rượu không thể không uống, Hạ Tưởng liền cung kính uống một hơi cạn sạch. Đan Sĩ Kỳ cũng nâng chén rượu lên, cười nói. Nào, chúc cho Hạ An vợ chồng hòa thuận, răng long đầu bạc. Hạ Tưởng cung kính không bằng tuân lệnh, nói hai câu khách sáo, rồi cũng uống cạn. Uống rượu xong, Đan Sĩ Kỳ và Vương Thiếu Mẫn nhìn nhau cười, hai người đứng dậy, nói. Nếu đã đến đây, thì trốn ở trong đây làm gì? Chúng ta ra ngoài uống rượu, để quen biết mọi người. Lại phải lấy lòng, Hạ Tưởng cười thầm. Xem ra hai người họ cũng kỳ vọng ở mình, chỉ sợ là phải nể mặt trước, sau này mới có thể đề xuất yêu cầu khác. Lãnh đạo nể mặt không thể không nhận, nhưng muốn đền đáp lại thì phải trả giá nhiều hơn. Hạ An thì nở mày nở mặt, còn kẻ bị người khác đòi đưa ra ý kiến là chính mình làm anh cả cũng xứng đáng rồi. Đan Sĩ Kỳ và Vương Thiếu Mẫn vừa lộ diện, liền gây náo động. Hiện trường xôn xao tiếng chào hỏi, còn có tiếng ghế ngã do khẩn trương và kích động. Càng không cần phải nói là bị đổ rượu, làm rơi ly trà và vô số việc nhỏ khác phát sinh. Đan Sĩ Kỳ và Vương Thiếu Mẫn cũng không đến bắt tay từng người, mà chỉ vẫy tay chào mọi người. Ngay sau đó Đan Sĩ Kỳ giới thiệu với mọi người Vương Thiếu Mẫn sẽ nhậm chức thị trưởng trong nhiệm kỳ sau, càng khiến mọi người xôn xao một hồi.
tiếp sau, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hạ An. Hạ An đỏ bừng cả mặt, gần như không nói được lời nào, chỉ không ngừng nói cảm ơn Đan Sĩ Kỳ và Vương Tiếu Mẫn. Vương Tiếu Mẫn thấy đã làm đủ bài bản, liền cùng Đan Sĩ Kỳ nâng chén rượu lên, nói vài câu chúc mừng, sau đó cùng mọi người uống một ly, rồi lại quay trở về phòng nghỉ. Hạ An cùng đi vào phòng nghỉ, tỏ vẻ vô cùng cảm tạ hai vị lãnh đạo. Vương Tiếu Mẫn nhìn Hạ An vài lần, trên mặt lộ một nụ cười hiếm hoi. Hạ An thành thật hơn Hạ tưởng nhiều, thật tình tôi rất thích những đồng chí chân thành. Sĩ Kỳ, tôi vẫn chưa có một thư ký xứng đáng với chức vụ này, anh nghĩ cho Hạ An theo tôi có được không? Đan Sĩ Kỳ hiểu ý của Vương Tiếu Mẫn, cười tủm tỉm nhìn Hạ tưởng. Ý của cậu thế nào, tiểu Hạ? Mấy người họ cứ vòng vo, Vương Tiếu Mẫn hỏi Đan Sĩ Kỳ hỏi Hạ tưởng, nhưng lại chẳng ai hỏi ý của người trong cuộc là Hạ An, nhưng nhìn vẻ mặt kích động và kỳ vọng của Hạ An, thật ra có hỏi cậu ta hay không cũng không có ý nghĩa nữa. Quan trọng là ở Hạ tưởng. Hạ tưởng hiểu rõ, Vương Tiếu Mẫn cho Hạ An làm thư ký, nửa thật nửa giả, có lẽ là thật sự coi trọng sự thành thật đáng tin của Hạ An, nhưng càng hy vọng muốn kéo hắn ở bên mình. Như vậy, chính mình vì tương lai của Hạ An, thì sẽ không thể không bày mưu tính kế cho thành phố Đan Thành. Vì thế, ý nghĩ của chính mình cũng sẽ tự nhiên được truyền đến tai Vương Tiếu Mẫn. Hạ An làm thư ký cho Vương Tiếu Mẫn, chính mình cũng như làm một nửa thư ký cho Vương Tiếu Mẫn. Trong quan trường, ai cũng đều là người giỏi so đo tính toán, Hạ tưởng lắc đầu cười bất đắc dĩ. Hạ An có thể đi theo trưởng ban Vương, à không, thị trưởng Vương, là do tạo hóa của nó. Tôi đương nhiên là cầu còn không được, nhưng Hạ An là người thật thà, có khi không có nhiều ý tưởng, chỉ mong hai vị lãnh đạo đại nhân đại lượng, khoan dung và phê bình, chỉ bảo thêm. Ngụ ý là, Hạ tưởng chấp nhận điều kiện của hai vị lãnh đạo, nhưng hắn có yêu cầu là, hy vọng họ chiếu cố Hạ An nhiều một chút, đừng quá kỳ vọng vào y. Ai cũng đều từng bước học tập mà tiến bộ, không có ai là thiên tài, tôi tin là Hạ An ở bên cạnh tôi sẽ từ từ chững chạc hơn. Vương Tiếu Mẫn nhìn Hạ An với vẻ thành khẩn, còn cố ý hướng về phía Hạ An gật gật đầu, an ủi y nói. Đừng lo, Hạ An, đừng thấy tôi quá nghiêm túc, thật ra tôi cũng rất gần gũi. Hạ tưởng cười ha hả. Thị trưởng Vương mặt lạnh nhưng lòng không lạnh, tôi đã được thỉnh giáo rồi. Vương Tiếu Mẫn biết ý Hạ tưởng chỉ ông ta lấy Hạ An ra mà nói, tuy ông ta có ý muốn Hạ An làm thư ký cho ông ta, nhưng có một phần là cũng vì muốn lôi kéo Hạ tưởng. Cũng cười phá lên. Được rồi tiểu Hạ, đừng có càu nhàu nữa, nào, ngồi xuống trò chuyện, Hạ An, hôm nay cậu là chú rể, không cần tiếp chúng tôi đâu, đi tiếp mọi người đi. Hạ An vừa đi, Hạ tưởng cười ngượng. Hai vị lãnh đạo còn có gì dặn dò, xin bây giờ nói ra luôn để tôi khỏi phải nơm nớp lo sợ. Ha ha, Đan Sĩ Kỳ và Vương Thiếu Mẫn cười to, nói. Tiểu Hạ cậu giỏi lắm, chẳng nể mặt chúng tôi tí nào. Phải nói thẳng như vậy sao? Làm như là chúng tôi buộc cậu chung với Hạ An vậy. Không, tuyệt đối không, hai vị lãnh đạo đề bạt Hạ An là do coi trọng nó. Hạ tưởng làm bộ nghiêm trang nói. Làm anh của nó, tôi chắc chắn phải cảm ơn sự nâng đỡ của hai vị lãnh đạo, nhưng tôi lại không có bản lĩnh khác, chỉ có một ý tưởng còn con có thể giúp hai vị lãnh đạo có được chút gợi ý. Còn có ý tưởng nào hay, thì đừng có giấu nữa, bây giờ chúng ta đâu phải người ngoài. Phải không? Đan Sĩ Kỳ cười mãn nguyện, âm thầm giơ ngón tay cái cho Vương Tiếu Mẫn. Vương Tiếu Mẫn cười thầm. Tiểu Hạ không tốt ở chỗ cứ sợ trước sợ sau, nói chuyện thích ấp a ấp úng, không được nhanh lẹ. Vốn là cách nói của Trần Phong, Vương Tiếu Mẫn cũng học như đúc. Hạ tưởng cũng không biết làm sao, hắn thấp người bé họng, ở trước mặt lãnh đạo bàn luận viễn vông, nói nhẹ là không biết trời cao đất dày, nói nặng là phát ngôn bừa bãi. Với lại lãnh đạo mỗi người mỗi mặt, Hạ tưởng vẫn chưa hiểu hết Đan Sĩ Kỳ và Vương Thiếu Mẫn, cũng không biết rõ họ thật sự nghĩ gì, thì làm sao dám tùy tiện nói chuyện trời cao đất dày. Lãnh đạo không truy cứu trách nhiệm của mình là lãnh đạo khoan dung. Nếu truy cứu trách nhiệm thì cũng là lãnh đạo quan tâm mình, sợ mình đi sai đường. Hạ tưởng không dám nói là hắn khéo léo, nhưng ít nhất cũng phải hiểu rõ mới dám nhiều lời, dù sao cũng là đối mặt với nhân vật nhất nhì của thành phố Đan Thành. Hiện tại thấy hai người kẻ đàn người hát, tỏ vẻ không chịu bỏ qua cho mình, Hạ tưởng chỉ có nhận thua. Quan trọng là, hắn cũng nhận thấy hai vị lãnh đạo không phải làm bộ làm dáng, mà tỏ ra rất chân thành. Hạ tưởng liền hỏi.
Bí thư Đan và thị trưởng Vương có nghe nói việc Bộ Ngoại thương đánh giá về kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến chưa? Đan Sĩ Kỳ và Vương Tiếu Mẫn cùng gật đầu. Cũng có nghe nói, Bí thư Diệp không có đưa ra chỉ thị gì, cũng không đưa ra nhận định gì, xem ra cũng không quá nhìn nhận ý kiến của Bộ Ngoại thương. Vậy việc Phó Thủ tướng Hà gọi điện cho Bí thư Diệp có nghe nói qua chưa? Hạ Tưởng lại hỏi. Đan Sĩ Kỳ lắc đầu. Chưa từng nghe nói qua, có tin tức gì bên trong không? Tin tức bên trong thì không có, nhưng ý kiến của Phó Thủ tướng Hà và đánh giá của Bộ Ngoại thương cũng tương tự nhau. Hạ Tưởng nói xong, liền nhìn Đan Sĩ Kỳ và Vương Thiếu Mẫn không chớp mắt. Hai người cũng là cán bộ lão thành, đột nhiên nghe được tin tức khác thường, liền đồng thanh nói. Chẳng lẽ, cấp trên có người không vừa ý với kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến? Hạ Tưởng gật đầu. Cụ thể tôi cũng không rõ việc gì đã xảy ra, nhưng có thể khẳng định là, ít nhất chỉ có Phó Thủ tướng Hà có chút bất mãn với tỉnh Yến, Phó Thủ tướng Hà là nhân vật trung kiên trong quốc vụ viện. Hạ Tưởng chỉ nói đến đây, những việc trong quan trường, nhất là cấp trên, tốt nhất là nên ít bàn luận. Đan Sĩ Kỳ không nghĩ gì nhiều, nói thẳng. Rất có thể Phó Thủ tướng Hà sẽ nhận chức Thủ tướng ở nhiệm kỳ sau. Nếu ông ta có bất mãn với tỉnh Yến, thì sau khi kế nhiệm, kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến sẽ có điều chỉnh mới. Đúng, bị động chi bằng chủ động. Nếu chúng ta bắt tay điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến trước, có thể tiến một bước lớn thì may ra sẽ được Phó Thủ tướng Hà khen ngợi, có được hạng mục trọng điểm của quốc gia, thì sự phát triển của thành phố Đan Thành sẽ đi trước những thành phố khác. Vương Tiếu Mẫn phát hiện ra cơ may, quay đầu hỏi Hạ Tưởng. Tiểu Hạ, cậu hãy nói suy nghĩ của mình về viễn cảnh quy hoạch của nhà máy thép Đan Thành, và nói về cách nhìn của cậu về hiện trạng thành phố Đan Thành. Hạ Tưởng đành phải nói. Thật ra thành phố Đan Thành có rất nhiều ưu thế, không như thành phố Yến là một thành phố mới phát không có nhiều nguồn gốc văn hóa. Thành phố Đan Thành từng là thủ phủ của nước Triệu, có mấy ngàn năm lịch sử và truyền thuyết hay, với lại thành phố Đan Thành là quê hương của các câu thành ngữ. Theo chứng thực, có gần 200 câu chuyện thành ngữ đều đến từ thành phố Đan Thành, ví dụ như Hồ Phục Kỵ Xạ, Mao Toại Tự Đề Cử Mình, Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, v.v. Mỗi câu thành ngữ đều có một câu chuyện lịch sử hoặc truyền thuyết làm cảm động lòng người. Còn có Châu Về Hợp Phố, Giấc Mộng Hoàng Lương, Chịu Đòn Nhận Tội, Giá Trị Liên Thành, v.v. Nhiều đếm không xuể. Là một khu thành cổ có nhiều nền văn hóa của tỉnh Yến, ưu thế du lịch của thành phố Đan Thành rất rõ ràng. Nhưng vì ảnh hưởng bởi nền văn hóa để tóc bím, nên dù có nền văn hóa truyền thống rực rỡ nhưng cũng không thể mở rộng nền du lịch cổ tích và nền du lịch văn hóa. Ngược lại một số lăng mộ của Hoàng đế đời nhà Thanh lại có lượng khách rất đông. Việc tham quan lăng mộ Hoàng đế Mãn Thanh còn nhiều hơn so với việc tìm hiểu sự hùng mạnh và trang phục, kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung thời Triệu của dân tộc Trung Hoa khiến cho người dân thêm yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Phát triển du lịch văn hóa Đan Thành hẳn là rất có triển vọng. Hạ Tưởng mạnh dạn nói, thành phố Đan Thành có đài duyệt binh, và nơi thưởng thức ca múa nhạc của Triệu Võ Linh Vương, có cầu học đi, có di chỉ Hoàng cung Triệu Vương, hoàn toàn có thể khai phá một vùng Hoàng cung Triệu Vương khổng lồ trên cơ sở có sẵn, dùng những câu chuyện lịch sử ngụ ngôn của thành phố Đan Thành vẽ ra hoặc bằng cách điêu khắc bày ra trước mắt mọi người, để mọi người cảm nhận phong thái xưa kia của nước Triệu vào thời chiến quốc. Lời nói của Hạ Tưởng dõng dạc, rất có sức cuốn hút. Khiến cho Đan Sĩ Kỳ và Vương Tiếu Mẫn cũng bị lay động. Chương 398, mối quan hệ mới, nguồn tài nguyên mới. Đúng rồi, thành phố Đan Thành nổi tiếng là quê hương của các câu thành ngữ, chỉ tiếc là, có nhiều người biết những câu thành ngữ quen thuộc đều bắt nguồn từ Đan Thành, nếu có thể đem hơn 200 câu chuyện thành ngữ bày ra cho mọi người xem, để người đời hiểu được quá khứ huy hoàng của Đan Thành, không chỉ là một nguồn tài nguyên rất lớn để tuyên truyền, mà còn có lợi cho việc nâng cao diện mạo và đưa kinh tế của thành phố Đan Thành phát triển hơn. Đồng thời, dùng du lịch văn hóa làm điểm để bắt tay vào mở rộng nguồn tài nguyên du lịch của thành phố Đan Thành cũng là một sáng kiến rất hay. Đan Sĩ Kỳ sửng sốt một lúc, bỗng nhiên thở dài một tiếng. Tiểu Hạ, tôi đảm nhiệm chức thị trưởng thành phố Đan Thành nhiều năm, chưa từng phát hiện điểm sáng du lịch của thành phố Đan Thành nằm ở thành ngữ, thật hổ thẹn. Tôi cũng từng nghĩ đến du lịch văn hóa. Nhưng vẫn chưa hình thành, cũng chưa có phương án cụ thể, lời nói của cậu như làm tôi tỉnh mộng. Thành ngữ là một nguồn tài nguyên vô hình, thành ngữ nghe nhiều nên thuộc là một loại văn hóa xâm nhiễm, nhưng tôi chưa từng nghĩ những loại hình văn hóa này là tài sản quý giá. Đan Sĩ Kỳ khẽ lắc đầu, có thể thấy lời nói của ông ta là thật lòng.
Vương Tiếu Mẫn không cảm thấy tiếc, ngược lại, có một chút vui mừng và hài lòng, ông ta xúc động nói. Từ đầu tôi đã nói với Sĩ Kỳ, ông quen biết Tiểu Hạ mà không cùng y thảo luận hướng phát triển của thành phố Đan Thành là đánh mất cơ hội tốt. Lúc đó ông ta còn không tin, cho rằng tuy cậu đã đạt được nhiều thành tích nhưng chưa chắc có cái nhìn bao quát, Sĩ Kỳ, bây giờ ông nói sao đây? Bây giờ đang tôi muốn điều Tiểu Hạ đến làm phó thị trưởng. Đan Sĩ Kỳ cười ha hả và nói đùa. Để một nhân tài ở phòng thông tin, thật đúng là không biết trọng nhân tài. Tôi lại không nghĩ như vậy. Vương Tiếu Mẫn khoát tay, vẻ mặt chắc chắn nói. Phòng thông tin dường như là một phòng ban rảnh rỗi, nhưng bình thường rất nhiều tài liệu và tin tức của tỉnh ủy đều tập trung về phòng thông tin, Tiểu Hạ đều phải xem qua, có thể học được rất nhiều lý luận và kiến thức. Hơn nữa ở trong tỉnh ủy có thể tiếp xúc được những quan chức lớn và những tin tức mà bình thường không thể tiếp xúc được, đứng cao nhìn được xa, đối với Tiểu Hạ chẳng phải là một trải nghiệm đáng giá sao. Không cần nói gì khác, lúc nãy cậu ấy nói đến việc điều chỉnh kết cấu kinh tế, và cú điện thoại của Phó Thủ tướng Hà, nếu cậu ấy còn ở huyện thì chắc chắn không thể nghe được tin tức mà đưa ra hướng đi trong tương lai. Vương Tiếu Mẫn nhìn chằm chằm vào mắt của Hạ Tường, và nói. Tiểu Hạ. Phải tin vào phán đoán của chính mình, phải làm tốt mỗi công việc, nhớ là, trải nghiệm cũng là của cải, phải xem cậu nhìn nhận vấn đề bằng góc độ nào thôi. Hạ Tường tỏ ra kính nể. Vương Thiếu Mẫn như là đang khuyên hắn, nhưng thực tế như là đã chấp nhận những ý tưởng mà hắn vừa nói. Hạ Tường đột nhiên cảm thấy, mối quan hệ của Vương Thiếu Mẫn và Trần Phong cũng không tệ, ông ta cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Trông ông ta vẫn chưa đến 50 tuổi. Có thể có hy vọng được vào làm chức phó tỉnh trước khi về hưu. Hạ Tường cười ha hả. Cảm ơn sự động viên của hai vị lãnh đạo, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng, với lại hôm nay tôi đã quá chén rồi, nếu như lời nói lúc nãy có chỗ nào không phải, xin hai vị lãnh đạo đừng trách, tôi còn trẻ, nên cho phép tôi phạm một vài sai lầm nhỏ. Đan Sĩ Kỳ vui vẻ cười. Cậu nghĩ tôi và Tiếu Mẫn nhỏ mọn vậy sao? Được rồi, đừng có giả vờ. Tôi và Tiếu Mẫn chủ động đến tìm cậu, cho dù cậu có nói nhảm chúng tôi cũng không trách cậu. Vương Tiếu Mẫn cũng cười ha hả. Được rồi, tôi và Sĩ Kỳ sẽ nhớ kỹ ý kiến của cậu, năm sau sẽ nghiêm túc nghiên cứu. Nếu đến lúc đó có sự tiến triển, sẽ có Hạ An kịp thời báo cho cậu biết. Đương nhiên là cậu cũng có thể trực tiếp gọi điện cho chúng tôi, để hiểu rõ tình hình cụ thể, nhưng tôi nghĩ cậu chỉ lo lôi kéo làm quen với lãnh đạo tỉnh thôi. Đến lúc đó sẽ không để ý tới chúng tôi nữa, ha ha. Vừa nói đùa không khí trở nên thoải mái hơn nhiều. Lúc Đan Sĩ Kỳ và Vương Tiếu Mẫn ra về, không cho nhiều người biết, lặng lẽ ra bằng cửa bên hông, là không muốn lại cùng mọi người chào hỏi. Hạ Tưởng cũng hiểu tâm trạng của họ, năm mới Tết đến, muốn tìm một nơi yên tĩnh cũng không được, người ở trong quan trường, nhiều khi cũng thân bất do kỷ không tự làm chủ được mình. Về phần ý tưởng của hắn có thể thực thi hay không? Hạ Tưởng không muốn nghĩ nhiều, vì ý tưởng xây dựng đường sắt của nhà máy thép Đan Thành, hoàn toàn được chép lại từ cách làm của nhà máy thép Đan Thành trong tương lai, tin là cuối cùng cũng có thể thực thi, nhưng cụ thể có thể đi trước vài năm hay không, thì nằm ngoài khả năng của hắn. Nhưng ý tưởng du lịch văn hóa quê hương của thành ngữ hoàn toàn là sáng kiến của hắn, có bản quyền tuyệt đối. Dự tính một cách khả quan, có lý do để tin rằng Đan Sĩ Kỳ và Vương Tiếu Mẫn sẽ cùng lúc thúc tiến cả hai ý tưởng. Quy hoạch lâu dài của nhà máy thép Đan Thành cần có lòng kiên nhẫn và thời gian, còn sáng kiến dùng thành ngữ để phát triển du lịch, nếu làm thích đáng, sẽ không cần phải bỏ ra quá nhiều phí tuyên truyền, mà lại đạt được hiệu quả gấp đôi. Hạ Tưởng nhận thấy, Đan Sĩ Kỳ và Vương Tiếu Mẫn cũng đã động lòng, muốn làm việc gì đó cho quê nhà, hắn cũng cảm thấy vui mừng. Buổi tối, lại có bạn bè thân thuộc ở lại náo nhiệt một hồi. Có nhiều người cảm thấy bất ngờ trước việc Đan Sĩ Kỳ và Vương Thiếu Mẫn đến dự lễ cưới của Hạ An, và còn rất ngưỡng mộ Hạ An. Hạ An rất vui, cảm thấy nở mày nở mặt, Hứa Ninh càng phục Hạ Tưởng sát đất. Tuy nói là bí thư Đan và thị trưởng Vương đến dự lễ cưới của Hạ An, nhưng hoàn toàn vì nể mặt Hạ Tưởng, nếu không vì sao lại ở trong phòng bí mật bàn bạc với Hạ Tưởng cả buổi. Hứa Ninh gọi một tiếng, anh, rất ngọt, còn thân thiết hơn cả Hạ An gọi. Hạ Thiên Thành và Trương Lan nghe nói Hạ An có hy vọng được làm thư ký của thị trưởng Vương, tỏ ra bất ngờ. Họ không phải là người trong quan trường nhưng cũng biết làm thư ký của lãnh đạo là người mà lãnh đạo tin tưởng nhất, làm thư ký của thị trưởng thì khỏi phải nói, chẳng phải ngày nào cũng được đi cùng với thị trưởng sao.
Và nghĩ lại Hạ Tưởng cũng bắt đầu từ một thư ký mới có được ngày hôm nay, hai người miệng vui mừng, dặn đi dặn lại Hạ An làm việc ở bên cạnh lãnh đạo, phải biết điều, tay chân phải nhanh lẹ, nói ít làm nhiều v.v. Hạ An không ngừng dạ vâng, với y mà nói, hôm nay niềm vui bất ngờ còn lớn hơn niềm vui kết hôn. Sự cảm kích của y đối với Hạ Tưởng không lời nào có thể diễn tả được, lại là anh ruột của mình, nên chỉ biết nhìn Hạ Tưởng cười không ngừng. Hạ Tưởng cũng không nói gì nhiều, cũng tin Vương Thiếu Mẫn sẽ hết lòng đào tạo Hạ An, không cần hắn phải lo nghĩ. Mùng 2 Tết, Hạ Tưởng cùng Tào Thù Lê trở lại thành phố Yến, vì mùng 6 Tết hắn phải đến thủ đô tham gia tiệc cưới của Khâu Tự Phong, phải chừa ra 3 ngày ở thành phố Yến để viếng thăm bạn bè chí cốt, và sắp xếp rất nhiều việc đã định sẵn, ví dụ như đến thăm hỏi vài vị lãnh đạo mừng Tết ở trong viện dưỡng lão. Chẳng mấy chốc là đến mùng 6. Vốn dĩ Tào Thù Lê cũng muốn cùng Hạ An đến thủ đô tham dự hôn lễ, nhưng Vương Vu Phân vì quá nhớ con, lại không muốn để Tào Thù Lê phải vất vả, nên ép cô ta ở lại. Hạ Tưởng cũng không cố ép, đang muốn một mình lái xe về thủ đô, thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của Liên Nhược Hạm. Sau khi Hạ Tưởng trở về thành phố Yến, vốn muốn tranh thủ thời gian ở bên Liên Nhược Hạm một ngày, cô ấy đã nói là không về thủ đô nữa, lười cử động, có bầu 4 tháng, đã hơi thấy bụng rồi. Nghĩ đến sự an toàn, không tiện đi xa. Em muốn quay về Bắc Kinh một chuyến. Liên Nhược Hạm đột nhiên đổi ý khiến Hạ Tưởng cũng bất ngờ. Hạ Tưởng khuyên cô ấy bỏ ý định, Liên Nhược Hạm không chịu. Em có chút nhớ ba, nghe nói bây giờ ông ấy ở Bắc Kinh, em muốn gặp ông ấy, anh đưa em đến Bắc Kinh là được rồi, những việc khác em sẽ tự sắp xếp, có được không? Hạ Tưởng không có lý do gì để phản đối, Tết là thời khắc cả nhà đoàn tụ. Liên Nhược Hạm lẻ loi một mình cũng đã khiến người khác thương tội nghiệp rồi. Hiếm khi thấy cô ấy lại nói thấy nhớ ba của mình, nghĩ đến thân thế của cô ấy, Hạ Tưởng cũng không khỏi chạnh lòng. Đến đón Liên Nhược Hạm, nhìn thấy cô ấy mặc một chiếc áo rộng, vừa vặn che hết bụng bầu, không nhìn kỹ sẽ không thấy rõ. Hạ Tưởng nghĩ lại cũng hơi lo, hỏi cô ấy. Gặp ba em rồi, nếu lỡ bị phát hiện em mang bầu thì làm sao? Em còn không sợ, anh sợ cái gì? Liên Nhược Hạm như đang giận ai đó, giận dỗi ngồi vào xe. Chạy đi. Hạ Tưởng không nói gì, hắn biết rõ tính của Liên Nhược Hạm, cũng không dỗ dành cô ấy, liền lái xe lên đường cao tốc. Chẳng được bao lâu, Liên Nhược Hạm lại như muốn lấy lòng quay sang nói. Lúc nãy giận dỗi với anh, thật xin lỗi, anh đừng giận nha. Anh không giận đâu, nghe nói tính tình của phụ nữ mang thai rất nóng nảy, anh có thể hiểu. Hạ Tưởng như đoán được điều gì đó, liền hỏi. Có phải mẹ kế của em cũng đến thủ đô không? Liên Nhược Hạm giận dỗi gật đầu. Bà ta đã nói là không về, ai ngờ tự dưng đổi ý muốn về, thật tức quá, em không muốn gặp bà ta. Hạ Tưởng không nghĩ ra lời nào hay hơn để an ủi cô ấy, liền nói. Nên cảm thông cho cha mẹ của em một tí, có lẽ ba mẹ em xa nhau cũng là một việc tốt, đối với hai người họ cũng là một sự giải thoát. Mọi việc trên đời, cũng như con người ta uống nước vậy, nóng hay lạnh chỉ có mình biết. Mình cảm thấy nước quá nóng, nhưng đối với người khác có lẽ là vừa uống, cho nên đừng đem nhận định của mình ra để quyết định hạnh phúc của người khác. Thấy Liên Nhược Hạm có chút đồng ý, Hạ Tưởng lại nói. Bất kể thế nào, mẹ kế của em ở bên cạnh chăm sóc ba của em nhiều năm như vậy không phải chuyện dễ. Mẹ ruột của em có tốt đến mấy cũng không thấy bà ấy chủ động liên lạc với em. Nếu bà ấy thật lòng quan tâm đến em, sẽ chẳng đến mức không thèm để ý đến em một tí nào như vậy đúng không? Đừng có nói nữa. Liên Nhược Hạm đẩy Hạ Tưởng một cái, sau đó cúi xuống khóc rưng rức. Hạ Tưởng lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng Liên Nhược Hạm khóc nức nở. Chiếc xe phóng nhanh trên đường cao tốc, Hạ Tưởng cũng không dừng xe lại, đưa một cánh tay vỗ nhẹ vào vai Liên Nhược Hạm, an ủi cô ấy nói. Đừng đau lòng, chẳng phải bây giờ em còn có anh sao? Không lâu sau còn có con của chính mình nữa. Em không chỉ có một mình, ở trên đời này còn có rất nhiều người quan tâm và bảo vệ em, có anh, có con của chúng ta, còn có cô bé Lê nữa. Liên Nhược Hạm cũng dần ngưng khóc, thấy Hạ Tưởng đang nhìn cô ấy, liền quay mặt đi. Không được nhìn em khóc, chắc là rất xấu. Bất cứ người con gái nào cũng không muốn người mình yêu nhìn thấy vẻ mặt xấu của mình, Hạ Tưởng liền cười, cũng nghe lời không nhìn cô ấy nữa. Lát sau, Liên Nhược Hạm từ khóc chuyển sang cười. Được rồi, em không sao, không nghĩ đến họ nữa, đến thủ đô gặp họ,
bỏ qua những chuyện trước đây, chuyện sau này thì tính sau. Dù gì bây giờ em đã có anh có con rồi, cho dù sau này không có anh, con của em mãi mãi là máu thịt của em, mãi mãi sẽ không rời xa em. Anh cũng sẽ như vậy. Hạ Tưởng nắm chặt tay của Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm kiên cường và tự lập, nhưng cô ấy cũng là một cô gái, vì chính mình cô ấy đã phải chịu nhiều thiệt thòi, phải hy sinh rất nhiều, mình không thể cho cô ấy một danh nghĩa hôn nhân, ít nhất trong khả năng của mình cũng phải chăm sóc cô ấy cả đời. Anh có làm được hay không em không cần biết, nếu để em phát hiện anh lăng nhăng, em sẽ rời xa anh không chút do dự. Liên Nhược Hạm nhìn thẳng vào mắt Hạ Tưởng. Em sẽ không mềm lòng như cô bé Lê đâu, không tin anh cứ thử xem. Anh sẽ không lăng nhăng, và sẽ không thử lăng nhăng, em cứ yên tâm, cả đời này chỉ có em và cô bé Lê là đủ rồi. Lúc Hạ Tưởng nói dối, mắt cũng không chớp, nói xong tỏ vẻ như không có chuyện gì. Không có cách nào khác, quen biết Tiếu Dài còn sớm hơn cả Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm. Mọi việc trên đời đều không đơn giản như đếm 1, 2, 3. Lúc mới bắt đầu với Tiếu Dài tình cảm chưa được sâu nặng, sau vài năm, cũng có một thứ tình cảm khó có thể dứt bỏ. Ngay cả bạn bè bình thường sau khi quen vài năm cũng có tình bằng hữu, huống chi là tình yêu nam nữ. Hơn nữa Tiếu Dài đối với hắn cũng là thật lòng. Lúc Tết hắn đã vài lần gọi điện cho Tiếu Dài. Trước Tết cô ấy có đi Hải Nam một chuyến, thứ nhất là đi nghỉ, thứ hai là khảo sát thị trường bất động sản ở Hải Nam. Tuy bây giờ Tiếu Dài đã là tổng giám đốc của công ty, nhưng trước khi ra quyết định trọng đại, luôn phải xin ý kiến của Hạ Tưởng. Bây giờ cô ấy có một nữ trợ lý, thường xuyên cùng cô ấy chạy ngược chạy xuôi, cũng đồng thời chăm sóc cuộc sống của cô. Nhưng Tiếu Dài rất có ý thức bản thân, và cũng rất độc lập, không cần người khác chăm sóc. Sau Tết, Tiếu Dài trở lại thủ đô. Duy chỉ có một chỗ Hạ Tưởng cảm thấy có lỗi với cô ấy là, cô ấy vẫn luôn muốn có một đứa con, nhưng hắn không đồng ý, không phải vì sợ vướng bận. Cũng không phải sợ cô ấy có ý đồ khác, mà là cảm thấy chưa tới lúc. Cứ chờ thêm cũng tốt, bây giờ cô ấy cũng còn trẻ, nếu chẳng may Tào Thù Lê lại có thai, một lúc sẽ có 3 đứa con, hắn sẽ trở thành cái máy sinh dục. Cho dù việc nuôi những đứa trẻ không thành vấn đề, mỗi người mẹ của chúng đều có khả năng để chúng lớn lên trong hoàn cảnh tốt nhất, nhưng Hạ Tưởng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Dọc đường đi, hắn đã cùng Liên Nhược Hạm trò chuyện rất nhiều. Có lúc cô ấy kể chuyện ba mẹ cãi nhau khi mình còn nhỏ, có lúc lại nói không biết mẹ ruột của mình đang ở đâu của nước Mỹ, và còn nói thật ra mẹ kế của cô ấy cũng không hung dữ, có lúc cũng rất nuông chiều cô, chỉ là trước giờ cô không thể nào chấp nhận bà ấy. Cuộc sống có rất nhiều việc không biết phải làm sao, cho dù là dân thường, hay là gia đình dòng tộc. Đến thủ đô, Hạ Tưởng để Liên Nhược Hạm xuống xe ở cổng Đông Trực. Nhìn thấy một chiếc ô tô dài sang trọng rước cô ấy đi thì mới yên tâm gọi điện cho Khâu Tự Phong. Khâu Tự Phong rất vui khi nhận được điện thoại của Hạ Tưởng, tỏ ý muốn đích thân đến rước Hạ Tưởng, Hạ Tưởng liền khéo léo từ chối. Cho dù Khâu Tự Phong là thật tâm hay giả ý, ít nhất là lịch sự như vậy, cũng khiến hắn cảm thấy được coi trọng, như vậy cũng đủ rồi. Hôn lễ của Khâu Tự Phong được tổ chức ở khách sạn Vương Phủ nổi tiếng, ở gần giếng Vương Phủ, rất dễ tìm. Hạ Tưởng lái xe không đến nửa tiếng thì đến nơi, vừa lúc còn kịp nghi thức lúc 12 giờ. Cô dâu, chú rể đã tiến vào đại sảnh, Hạ Tưởng liền xuôi theo dòng người, đi vào lễ đường, thấy Khâu Tự Phong trang phục chỉnh tề, vẻ mặt tươi cười, cô dâu cạnh bên với váy áo trắng tinh, trang nhã quý phái, mặt tròn mắt hạnh, cũng có dáng vẻ cao sang. Được người dẫn chương trình dẫn dắt, Hạ Tưởng ngồi vào bàn tiệc, cùng mọi người vỗ tay chúc phúc cho cô dâu chú rể. Thủ đô và thành phố Yến rất gần nhau, mọi nghi thức hôn lễ đều gần giống nhau. Sau khi hoàn tất nghi lễ, Khâu Tự Phong dắt theo cô dâu đi mời rượu, lúc mời đến bàn Hạ Tưởng, anh ta vỗ vỗ vai Hạ Tưởng, nói nhỏ. Buổi tối chúng ta tụ họp với nhau, bây giờ phải giải quyết xong chuyện này đã. Hạ Tưởng gật đầu mỉm cười, tỏ vẻ lý giải. Trở lại bàn tiệc, Hạ Tưởng mới để ý hắn trùng hợp chọn ngồi vào bàn tiệc có một cậu nhóc mà mình quen biết. Chính là lần trước cùng đi với Mai Hiểu Lâm đến thủ đô, ở khách sạn Đông Lai Thuận gặp được tên nhóc cố ý gây sự. Tên nhóc cũng đã nhận ra Hạ Tưởng, nhìn hắn với ánh mắt giận dữ. Hạ Tưởng nhìn y mỉm cười, chủ động chào hỏi, nói. Cậu là khách mời của nhà gái hả? Cậu nhóc sững sờ, không ngờ Hạ Tưởng niềm nở đón chào, nên cũng gật đầu nói. Đúng vậy, anh là khách mời phía nhà trai hả? Hạ Tưởng gật đầu, đưa tay ra. Hân hạnh,
hân hạnh, chưa thỉnh giáo. Cậu nhóc như choáng trước sự nhiệt tình của Hạ Tường, cũng đưa tay ra bắt tay với Hạ Tường. Tôi tên là Phí Vương rất hân hạnh, phải rồi, anh tên là Hạ Tường, đúng không? Hạ Tường đổ mồ hôi, đã một năm trôi qua, đối phương vẫn còn nhớ tên mình, xem ra lúc đó mình đã rất nóng giận. Sau khi bắt tay, Phí Vương cảm thấy không bình thường, liền bỏ tay Hạ Tường ra, lạnh lùng nói. Hạ Tường, hình như món nợ của chúng ta vẫn chưa giải quyết xong, anh tính sao đây? Không tính sao cả. Hạ Tường hời hợt nói. Cậu có nợ phải tính thì tìm người đánh cậu mà tính, tôi và cậu lúc đó đã tính xong hết rồi. Nếu cậu còn cảm thấy không phục, thì hãy chờ hôn lễ kết thúc rồi tính tiếp, bây giờ là ngày vui trọng đại của người khác, phải lịch sự một chút có được không? Hạ Tường vừa dứt lời, một cô gái ngồi kế bên cậu nhóc với dáng vẻ tao nhã, và có chút dáng vẻ lai tây liền chen vào nói. Phí Vương, cậu làm ơn có trình độ chút được không? Cũng không xem là ở trường hợp nào, dựa vào khả năng của cậu, lại muốn bị người khác trừng trị nữa phải không? Giọng nói của cô gái hơi khàn khàn, khiến người nghe có sự cuốn hút khác lạ, gần giống với giọng của vệ tân, Hạ Tường không thể kìm lòng nhìn cô gái một cái. Cô gái mặc một chiếc áo lông dài, trên cổ có một sợi dây chuyền, phía dưới có chiếc mặt bằng ngọc thạch, miếng ngọc nằm ngay giữa đôi gò bồng đảo, rất thú vị. Gương mặt cô gái hơi dài, cằm rất nhọn, từ đôi mắt có thể thấy được chút vết tích con lai, nhưng cũng không quá rõ ràng, dễ nhận thấy là có mang một phần tư dòng máu nước ngoài. Nhưng sắc mặt cô gái hơi tái nhợt, dường như tình hình sức khỏe không được tốt cho lắm. Cô gái thấy Hạ Tường nhìn mình, thản nhiên cười với Hạ Tường, trông như rất lễ phép, nhưng khi mở lời lại rất lạnh lùng. Không phải tôi đang giúp anh, chỉ là không quen thấy Phí Vương như vậy mà thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Hạ Tường lắc đầu cười, không nói lời nào, Phí Vương như tìm được lý do cùng chung mối thù, nói với Hạ Tường. Biết cô ta là ai không? Cô ấy tên Cổ Ngọc. Mọi người gọi là cổ công chúa. Công chúa ở đây không phải nói cô ấy đẹp như công chúa, mà là nói cô ấy cổ xưa như công chúa, khiến người khác không cảm thấy được sức sống. Chương 399, nhân vật nổi tiếng. Cổ Ngọc cũng không ngăn cản Phí Vương giới thiệu về mình, chờ Phí Vương nói xong, mới nhìn hắn với vẻ khinh thường nói. Cậu nói xong chưa, đúng thật là lắm lời. Rồi lại liếc nhìn Hạ Tường một cái. Anh là thế nào với Khâu Tự Phong? Hạ Tường đang định nói thì thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, quay đầu lại nhìn, không ngờ là Mai Hiểu Lâm. Mai Hiểu Lâm cũng đã nhìn thấy Hạ Tường, vui mừng vẫy tay với hắn. Hạ Tường liền đứng lên, cười và nói với Phí Vương. Xin lỗi không tiếp được. Rồi quay sang nói với Cổ Ngọc. Thật ra cô rất có sức sống, chỉ là cô không muốn thể hiện ra mà thôi. Cũng không chờ Cổ Ngọc tỏ thái độ gì, hắn đã nghênh ngang bỏ đi. Cổ Ngọc đờ người đi một lát, thấy Phí Vương đang nhìn mình, liền lạnh lùng nói một câu. Nghe nói cậu từng theo đuổi Phó Đoá Đoá sao? Cậu cũng không nghĩ lại, Đoá Đoá sao lại thích cậu chứ? Cho dù cô ấy có thích tên Hạ Tường lúc nãy, cũng sẽ không để ý đến cậu đâu. Phí Vương thay đổi sắc mặt, như có chút e sợ Cổ Ngọc, cuối cùng cũng nén xuống, mặt tươi cười nói. Con trai theo đuổi con gái, nếu không cố gắng qua thì sao biết không được? Nếu người con trai nào gặp được cô gái mình thích đều không dám theo đuổi, thì mọi cô gái trên thế giới này đều ế chồng giống như cô vậy. Cổ Ngọc bị nói trúng nỗi đau, bỗng nhiên trừng mắt nhìn Phí Vương. Cũng chính vì trên thế giới này quá nhiều người đàn ông giống như cậu vậy, nên rất nhiều cô gái thả sống độc thân. Hạ Tưởng đi đến cạnh Mai Hiểu Lâm, phát hiện người ngồi phía bên phải cô ấy là một chàng thanh niên chừng trạc tuổi mình, vẻ mặt lạnh nhạt. Chỉ hời hợt nhìn hắn một cái rồi nhìn sang hướng khác, giống như không có sự tồn tại của hắn. Mai Hiểu Lâm để Hạ Tường ngồi phía bên trái của cô ấy, sau đó giới thiệu chàng thanh niên với hắn. Xin giới thiệu, em trai của tôi Mai Hiểu Mộc. Hiểu Mộc, đây là Hạ Tường người chị thường hay nhắc đến. Mai Hiểu Mộc cười miễn cưỡng, nụ cười ngạo mạn không xem ai ra gì, y chủ động đưa tay ra khẽ bắt tay với Hạ Tường rồi liền rút tay lại nói. Rất hân hạnh. Trưởng phòng Hạ. Hạ Tường cũng không thèm để ý đến thái độ xa cách của Mai Hiểu Mộc. Mình không phải vì hắn là con nhà giàu nên phải nể y, cũng không phải nhỏ nhẹ cầu xin y tỏ ra lạnh lùng, mình cứ đối xử bình thường là được rồi. Hắn liền cười nói. Rất hân hạnh, Mai tiên sinh. Mai Hiểu Lâm thấy được Mai Hiểu Mộc đang lên mặt, liền bất mãn nói. Hiểu Mộc, Hạ Tường là bạn tốt của chị,
em không tôn trọng anh ấy cũng chính là không tôn trọng chị. Chị nói cho rõ ràng một chút được không? Anh ta là anh ta, chị là chị, sao lại đem nói chung với nhau? Mai Hiểu Mộc không dám lên mặt với Mai Hiểu Lâm, nhưng cũng không chịu khuất phục. Lời nói của chị rất dễ khiến người khác hiểu lầm, cứ như anh ta là ai của chị vậy. Em nghe nói anh ta đã kết hôn rồi, xin chị hãy tự trọng. Câu cuối cùng của Mai Hiểu Mộc rất nặng lời, Hạ Tưởng đoán Mai Hiểu Lâm sẽ nổi giận, không ngờ cô ấy chỉ coi như không có gì cười, nói. Cây ngay không sợ chết đứng, có gì phải sợ, em là em của chị sẽ không giải thích và không mắng em, nếu là người khác, chị không đánh họ một bạt tai thì cũng sẽ mắng cho một trận. Mai Hiểu Mộc lại nhìn Hạ Tưởng hỏi. Nghe nói quan hệ của anh và Khâu Tự Phong cũng không tệ. Nếu anh đã là bạn của chị tôi thì không nên qua lại với Khâu Tự Phong. Hạ Tưởng mỉm cười. Dường như Mai tiên sinh lo quá nhiều rồi, có những lời không đến lượt cậu nói. Tôi và cậu hình như cũng chưa quen biết nhau, cậu nói với tôi bằng giọng ra lệnh, hay với thái độ trao đổi. Mai Hiểu Mộc tức giận trước thái độ phản đối của Hạ Tưởng, vốn định nổi giận, nghĩ lại cũng cảm thấy hắn không có lý do gì để yêu cầu Hạ Tưởng cái gì, liền bất mãn nói với Mai Hiểu Lâm. Chị, y là bạn gì của chị vậy? Từ thành phố Yến xa xôi đến đây tham dự lễ cưới của Khâu Tự Phong, rõ ràng là nịnh bợ nhà họ Khâu. Mai Hiểu Lâm không đếm xỉa đến Mai Hiểu Mộc. Bất đắc dĩ nói với Hạ Tưởng. Anh thấy rồi đó, trước đây tôi cảm thấy nhà họ Khâu không bằng nhà họ Mai, bây giờ đem so em trai tôi với Khâu Tự Phong thì chênh lệch càng lúc càng lớn. Hạ Tưởng, anh có thể giúp tôi dạy dỗ Hiểu Mộc được không, bây giờ nó quá kiêu căng rồi. Mai Hiểu Mộc bè biểu cách nói của Mai Hiểu Lâm, nhưng không nói gì. Hạ Tưởng lắc đầu. Xuất thân tốt, thế lực gia tộc lớn mạnh, cộng thêm điều kiện bản thân cũng không tồi, dáng vẻ cũng đẹp trai. Có chút ngạo mạn thì cũng thường tình. Nghe xong lời nói của Hạ Tưởng, Mai Hiểu Mộc hơi có chút tự đắc. Nhưng Hạ Tưởng lại nói tiếp. Ai cũng có lòng tự trọng, cho dù quá tự trọng sẽ trở thành tự ti, nhưng vì ai cũng thích xem mình là trung tâm, xem những vật ngoài thân như là thứ để lên mặt. Thật ra, có rất nhiều con cháu đại gia tộc không cần phải ngạo mạn là sự thể hiện không có sức mạnh, giống như trên quan trường, từ cấp sở trở xuống có rất nhiều quan chức tự cao tự đại. Nhưng từ cấp sở trở lên vì tự thân đã có thực lực hùng hậu, trên cơ bản đều dưỡng thành tính tình bình dị, gần gũi. Người có thân phận càng cao thì càng thể hiện ra vẻ hiền hòa. Hiền hòa không phải là hạ thấp thân phận, ngược lại càng hiền hòa thì càng thể hiện rõ một người có học thức, có tố chất, có sức mạnh hay không. Mai Hiểu Mộc mặt tái xanh, tức giận nhìn Hạ Tưởng, định phản bác nhưng lại không nói được lời nào. Mai Hiểu Lâm hết sức vui mừng, cười đến đau bụng. Có gì mà vui vậy? Giọng Mai Thái Bình đột nhiên vang lên. Hạ Tưởng quay lại nhìn, thấy Mai Thái Bình đang cầm ly rượu đứng ở phía sau, bên cạnh ông ta còn có hai người, một người Hạ Tưởng quen biết là Ngô Tài Giang, người kia cao hơn Ngô Tài Giang một tí, chạc 50 tuổi, cũng hơi mập, đeo một chiếc kính gọng đen, ánh mắt phía sau cặp kính đó khiến người khác cảm thấy có chút nghiêm khắc. Hạ Tưởng có chút sợ, ánh mắt của người này sắc bén đến vậy. Chẳng lẽ là do làm việc lâu năm trong ủy ban kỷ luật mà ra? Đúng là Hạ Tưởng đã đoán đúng. Mai Thái Bình nhìn thấy Hạ Tưởng, khẽ gật đầu nói. Nào Tiểu Hạ, xin giới thiệu, Phó Viễn Chí, Phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Trung ương. Sau đó lại chỉ tay về phía Ngô Tài Giang. Anh ta thì không cần giới thiệu rồi chứ. Nói là không cần giới thiệu nhưng đã nói ra thân phận của y. Ngô Tài Giang, Thứ trưởng Bộ Giáo dục. Phó Viễn Chí hẳn là người nhà họ Phó, Hạ Tưởng liền cung kính cười, chờ Phó Viễn Chí chủ động đưa tay ra. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương nếu không kiêm nhiệm chức trưởng phòng thư ký, cũng là cán bộ tương đương cấp bộ trưởng, nhưng Mai Thái Bình không cố tình nói ra. Cấp bậc của Phó Viễn Chí cũng ngang với chủ tịch tỉnh của tỉnh Yến, so về cấp bậc thì cao hơn Mai Thái Bình và Ngô Tài Giang một bậc. Phó Viễn Chí chần chừ, mới từ từ đưa tay ra, nói. Hạ Tưởng. Tôi có nghe Tài Giang và Thái Bình nói đến cậu, nói cậu là một chàng thanh niên có chí tiến thủ, có tinh thần năng nổ. Là người trẻ tuổi có chí tiến thủ và tính năng nổ là việc tốt, nhưng tốt nhất là phải biết nắm giữ một hướng. Có chí tiến thủ là vì tuổi trẻ, mà tính năng nổ cần phải có trí tuệ. Lời nói của Phó Viễn Chí có hàm ý khác, Hạ Tưởng sợ là có liên quan đến việc mình tiếp cận nhà họ Mai và nhà họ Khâu, ông ta đối với mình không có ấn tượng tốt. Tuy ngoài mặt nhà họ Phó và nhà họ Ngô bất hòa, quan hệ với nhà họ Mai cũng bình thường,
nhưng cũng đến tham gia hôn lễ nhà họ Khâu, lại đi chung với Ngô Tài Giang và Mai Thái Bình, sự việc nhìn từ bề ngoài, mọi người phải duy trì vẻ chung sống hòa bình. Những xích mích giữa những gia tộc lớn, Hạ Tưởng không muốn đặt mình vào đó. Nhưng mọi việc đều không như mong muốn, vì hắn đang làm việc ở tỉnh ủy, thường tiếp cận với Mai Thái Bình, cũng vì mối quan hệ với Liên Nhược Hạm, cũng có thể vì qua lại với Ngô Tài Giang, và còn cùng Khâu Tự Phong hợp tác làm việc. Mối quan hệ với nhà họ Khâu tuy không thể nói là tốt, nhưng cũng không tệ. Như vậy, Phó Viễn Chí không có thiện cảm với mình thì cũng là chuyện thường tình. Hạ Tưởng kính cẩn trả lời. Cảm ơn Phó chủ nhiệm Phó đã dạy bảo, sau khi về tôi sẽ xem như là lời dặn, nhớ kỹ trong lòng. Ngô Tài Giang ở phía sau Phó Viễn Chí cười không ngừng, nhìn Hạ Tưởng khẽ gật đầu. Phó Viễn Chí không tỏ thái độ gì, cũng không để ý lời nói của Hạ Tưởng có hàm ý gì, quay người sang chào Mai Hiểu Lâm. Hạ Tưởng bước đến nói với Ngô Tài Giang. Xin chào, Thứ trưởng Ngô. Ngô Tài Giang cũng không biết có ý muốn nói cho ai nghe, thân thiết vỗ nhẹ vào vai Hạ Tưởng. Làm gì mà kêu Thứ trưởng Ngô, nghe xa lạ quá, gọi chú Ngô là được rồi. Nhược Hạm cũng đã về rồi, nó đang ở nhà, cậu có muốn qua thăm nó không? Cha của Liên Nhược Hạm cũng ở thủ đô, Hạ Tưởng nghĩ cũng nên miễn đi, chỉ sợ Ngô Tài Giang cũng đã đoán được hắn đưa Liên Nhược Hạm về thủ đô, lời nói lúc nãy chỉ cố ý nói ra thôi, nên cười nói. Buổi tối cháu đã có hẹn với Tự Phong, sợ là không có thời gian, không dám làm phiền. Ngày mai cậu ở lại thủ đô thêm một ngày, tôi có việc muốn bàn với cậu. Ngô Tài Giang ở trước mặt Phó Viễn Chí và Mai Thái Bình, cố tình thể hiện mối quan hệ thân thiết của mình với Hạ Tưởng. Đương nhiên Hạ Tưởng cũng biết rõ, Ngô Tài Giang không phải vì muốn nâng đỡ hắn, mà là lấy hắn làm điểm tựa cố ý làm lung lay mối quan hệ giữa hắn với nhà họ Mai và nhà họ Khâu. Mai Thái Bình lẽ nào lại không hiểu ý của Ngô Tài Giang? Ông ta liền cười ha hả, nói với Mai Hiểu Lâm. Hiểu Lâm, lần trước Hạ Tưởng đưa con về thủ đô, con không tỏ thái độ gì mà để cậu ấy về thành phố Yến. Lần này cậu ấy lại đến thủ đô, con là người thủ đô làm gì cũng phải tận tình là chủ nhà chứ phải không? Ngày mai dành thời gian ra tiếp Tiểu Hạ, dù gì hai người cũng là đồng nghiệp, hợp tác với nhau cũng vui vẻ. Hạ Tưởng cũng hơi bất đắc dĩ. Sự tranh đấu gay gắt giữa các gia tộc lại lấy hắn ra nói thì làm cho người ta hơi khó chấp nhận, đang muốn từ chối lời mời của hai nhà thì nghe được từ phía sau một giọng nói có vẻ hơi già nua vang lên. Tài Giang, Thái Bình, hình như hai ông đã quên một việc rất quan trọng là Hạ Tưởng hôm nay là khách của nhà họ Khâu, là khách quý của Tự Phong. Cậu ta sẽ được nhà họ Khâu sắp xếp, sao lại có thể đi theo hai ông? Vậy chẳng phải chê cười nhà họ Khâu lòng dạ hẹp hòi sao? Được. Các nhân vật nổi tiếng đều lần lượt xuất hiện, Hạ Tưởng vội vàng quay đầu lại nhìn, thấy phía sau là một người dáng vẻ cao to, hơi mập, sắc mặt hồng hào, nhìn sơ rất giống Khâu Tự Phong. Không cần giới thiệu thì cũng có thể đoán được đây chắc là cha của Khâu Tự Phong. Hạ Tưởng liền kính cẩn nói một tiếng. Cháu chào bác. Tuy ngoài mặt Ngô Tài Giang như có vẻ lôi kéo Hạ Tưởng, nhưng cũng không mất đi sự lịch sự, liền giới thiệu hai người với nhau. Bộ trưởng Khâu. Vị này là Hạ Tưởng trưởng phòng phòng thông tin của văn phòng tỉnh ủy tỉnh Yến. Hạ Tưởng, vị này là Khâu Nhân Lễ Bộ trưởng Bộ An toàn Quốc gia. Lần trước Khâu Tự Phong nói với Hạ Tưởng là có người ở Bộ An toàn của tỉnh Yến theo dõi hắn, thì cũng đã đoán được nhà họ Khâu có người làm trong Bộ An toàn Quốc gia, không ngờ cha của Khâu Tự Phong là Bộ trưởng Bộ An toàn Quốc gia, khiến hắn rất kinh ngạc. Thật ra hắn cũng biết một vài danh sách các lãnh đạo trong bộ và ủy ban. Cũng chỉ nghĩ Khâu Nhân Lễ là chú hay bác của Khâu Tự Phong, nhưng hóa ra lại là cha của y. Bộ An toàn Quốc gia là một cơ quan đặc biệt, không thể xem thường. Hạ Tưởng kính cẩn bắt tay Khâu Nhân Lễ, nói. Trong công việc cháu và Tự Phong hợp tác cũng rất tốt, Tự Phong là người chín chắn, chững chạc, làm việc cẩn thận, cũng là do từ bộ trưởng Khâu dạy bảo. Vừa rồi gọi là bác trai vì không dám khẳng định đối phương là ai, cũng không biết chức vụ của đối phương. Bây giờ gọi Bộ trưởng Khâu là cách gọi kính trọng. Khâu Nhân Lễ thái độ hòa nhã nói. Sao lại gọi Bộ trưởng Khâu? Nghe xa lạ quá, từ sớm tôi đã nghe Tự Phong nói đến cậu, nên cố ý dặn nó nhất định phải mời cậu tham gia hôn lễ, để nhân cơ hội đi lại nhiều. Tự Phong nói, bây giờ cậu là một trong số những người bạn thân của nó, tôi cảm thấy rất hứng thú vì tính Tự Phong lạnh nhạt, rất ít kết bạn. Ở huyện An vài năm, cũng không nghe nó nói là có bạn bè gì. Bây giờ nó luôn miệng nói đến cậu khiến tôi tò mò,
Hạ Tưởng là người như thế nào mà khiến cho Tự Phong cứ khen mãi. Hôm nay đã đến đây rồi, buổi tối còn có tiệc ở nhà nữa nên đừng đi đâu cả, Tự Phong còn chưa được trò chuyện với cậu, cậu đi rồi nó sẽ rất thất vọng. Hạ Tưởng vốn là cố tình đến tham dự hôn lễ nhà họ Khâu, nếu bị nhà họ Mai và nhà họ Ngô kéo đi thì nhà họ Khâu sẽ rất mất mặt, nếu không giận hắn thì cũng sẽ trách hắn không biết điều. Hạ Tưởng liền trả lời. Cháu đã hứa với Tự Phong tối nay sẽ ở lại, xin bác cứ yên tâm. Khâu Nhân Lễ cười quay về phía Ngô Tài Giang và Mai Thái Bình nói. Tài Giang, Thái Bình, tối nay hai ông cũng phải ở lại, bọn trẻ một bàn, chúng ta một bàn, đều không phải người ngoài, không đến là xem như người xa lạ. Mai Thái Bình và Ngô Tài Giang nhìn nhau cười, cùng gật đầu. Nhất định đến. Sau một hồi trò chuyện, Hạ Tưởng ngồi trở lại bàn, Mai Hiểu Mộc bất mãn hỏi. Anh chỉ là một tên trưởng phòng, sao ai cũng coi trọng anh như vậy? Hạ Tưởng lắc đầu. Đối nhân xử thế, chức vụ rất quan trọng, nhưng không có tính quyết định. Nếu cậu cảm thấy đối phương xuất thân không bằng mình, chức vụ không cao bằng mình mà coi thường họ, thì cậu mãi mãi sẽ không tìm được người thật lòng giúp đỡ mình. Mai Hiểu Mộc phản đối nói. Lời lẽ sai trái. Hạ Tưởng thản nhiên cười. Là cậu chủ động hỏi tôi, đâu phải tôi để ý đến cậu, với lại có phải lời lẽ sai trái hay không cậu nói ra là không tính. Cậu là người của nhà họ Mai, tại sao lúc nãy phó chủ nhiệm Phó và bộ trưởng Khâu lại không nói chuyện với cậu? Hạ Tưởng để ý thấy lúc nãy Phó Viễn Chí và Khâu Nhân Lễ có trò chuyện cùng Mai Hiểu Lâm một lát, nhưng lại không thèm để ý đến Mai Hiểu Mộc. Mai Hiểu Mộc tức giận bỗng nhiên đứng lên. Hạ Tưởng, anh câm miệng. Mai Hiểu Lâm cuối cùng cũng nổi giận, đưa tay kéo Mai Hiểu Mộc ngồi xuống quát lớn nói. Nếu em không kiềm chế được tính ngạo mạn của mình thì mời em rời khỏi buổi tiệc, sẽ không ai giữ em lại, để khỏi phải làm mất mặt nhà họ Mai. Mai Hiểu Mộc giận dỗi trừng mắt nhìn Mai Hiểu Lâm một cái, cuối cùng cũng xuống nước, không nói lời nào, quay đầu sang một bên. Mai Hiểu Lâm bất đắc dĩ nói với Hạ Tưởng. Từ nhỏ hư quen rồi, thật hết biết, từ nhỏ trong nhà đều mong có con trai, cuối cùng sinh ra tôi trước, thất vọng vì sinh con gái. Nên sau khi sinh được Hiểu Mộc thì rất nuông chiều nó, nên mới làm cho nó có tính ngạo mạn như bây giờ. Tôi cũng chẳng thèm lo đến nó, cảm thấy nó không có thuốc chữa rồi. Hạ Tưởng cũng không muốn có ý kiến gì về chuyện nhà của Mai Hiểu Lâm. Chỉ cần Mai Hiểu Mộc không gây chuyện trước, hắn cũng không thèm để ý đến y, không cần phải chấp nhặt với Mai Hiểu Mộc. Nghĩ đến lời nói của Khâu Tự Phong trước đây, Hạ Tưởng cười thầm, Khâu Tự Phong trước đây cũng đã từng trải lứa tuổi ngạo mạn, ngông cuồng. Nhưng sau khi được đưa đến cơ sở, công việc gặp nhiều khó khăn mới biết được ngạo mạn và thành kiến cuối cùng sẽ làm tổn hại đến lợi ích của bản thân. Mình ngạo mạn và thành kiến với người khác, thì ngược lại người khác cũng đối với mình như vậy. Với sức của một người đi đối đầu với mọi người, thì cuối cùng ngoài việc bị thất bại thảm hại chẳng còn nghĩ ra được thêm khả năng nào khác cả. Tiếc là có nhiều người không hiểu đạo lý này, cứ như là không kiêu ngạo, không ngạo mạn thì sẽ không chứng tỏ được mình hơn người. Hơn người khác có hai loại, một là người có địa vị cao nhưng bình dị dễ gần, có bản lĩnh kiềm chế tính nóng nảy. Một là hơn người ở chỗ không có địa vị cao nhưng lại rất nóng nảy, là loại người không có bản lĩnh. Cứ thử nghĩ, mọi người đều mong muốn được người khác tôn trọng, cho dù không được tôn trọng nhưng đối xử bình đẳng thì cũng tạo thiện cảm cho người khác. Nhưng nếu gặp người ngạo mạn, nghiêm nghị, cho dù e sợ quyền lực của hắn mà ngoài mặt tỏ ra kính nể nhưng thực ra trong lòng nảy sinh tâm lý mâu thuẫn. Hòa mình với người khác mới có thể ảnh hưởng được những người xung quanh, mới có thể khiến người khác chấp nhận mình và tiến thêm một bước tin cậy mình. Nếu luôn tỏ ra thái độ mình đẳng cấp cao hơn người khác, thì sẽ tạo khoảng cách với họ, càng tiến thì khoảng cách càng xa. Một người không thể hòa mình với mọi người, cho dù làm quan hay kinh doanh, để ý thấy đều có kết cục thất bại. Vì không hòa nhập với đám đông thì sẽ không thể hiểu được ý nghĩ của mọi người. Hạ Tưởng lại nhìn Mai Hiểu Mộc cảm thấy y rất tội nghiệp. Còn trẻ mà lại luôn chứng tỏ đẳng cấp, cứ kéo dài như vậy thì chắc chắn sẽ có kết cục đáng thương. Các công tử nhà giàu có thể vào được chức vụ cấp cao của tỉnh rất ít, vào đến trung ương lại càng ít. Bởi vì sao? Là vì đa số khi vào đến cấp cơ sở đã bị đào thải. Thế lực gia tộc dù có lớn cũng chỉ giới hạn ở một khu vực hoặc một ngành nghề nào đó. Ở dưới, cho dù là thái tử đảng, nhưng kêu trời không thấu, quy tắc ngầm trong quan trường phải tuân thủ. Là bất cứ lãnh đạo cấp cao nào đều sẽ không trọng dụng người không ăn nhập với những lãnh đạo cán bộ khác. Nói cách khác,
Khâu Tự Phong có được ngày hôm nay là do hắn đã đi qua rất nhiều quãng đường mưu trí gian nan, mới có thể bước được một bước đáng mừng. Đây cũng chính là một bước rất quan trọng. Từ đó nghĩ lại hành động vô lý của Mai Thái Bình năm xưa, ông ta có được ngày hôm này đúng thật không dễ, và cũng là người rất có nghị lực, nếu không cũng sẽ không đi đến được vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Đương nhiên còn có Ngô Tài Giang, tuy có người nói ông ta làm việc theo cảm tính, cũng có người nói ông ta không được điềm đạm v.v., nhưng ông ta có thể làm được một thứ trưởng của thủ đô, đó cũng không phải chuyện dễ. Phía trên có người nâng đỡ là một chuyện, tự mình không có năng lực, dù có nâng đỡ cũng vô ích. Nếu chỉ cần được cấp trên nâng đỡ mà được làm đến chức cấp cao, thì sẽ không có những người có xuất thân thấp hèn có thể vào đến cấp tỉnh và trung ương nhiều đến như vậy. Trong tầng lớp đông đảo con nhà giàu, có rất nhiều người vào quan trường, cuối cùng có thể đứng vững được lại rất ít. Chương 400, Chu Toàn. Hạ Tưởng âm thầm lắc đầu, trong nhà họ Mai nếu may ra chỉ có Mai Hiểu Lâm còn có thể coi là một người xuất sắc, vậy cũng coi như là một sự đau xót, hắn bèn hỏi nhỏ Mai Hiểu Lâm. Cô có còn anh em trai nữa không? Chỉ có một đứa em trai duy nhất thôi, anh em họ có vài người, nhưng đa số làm việc buôn bán, cũng có vài người dạy học hoặc là gia đình cư nước ngoài, một số rất ít làm quan chức. Mai Hiểu Lâm cũng hiểu ý nghĩa trong lời nói của Hạ Tưởng, cô thở một hơi dài rồi nói. Hiểu Mộc không thích hợp trốn quan trường, trở thành mục tiêu bị người ta công kích. Thôi vậy, một thời gian nữa đưa nó ra nước ngoài, làm kinh doanh hay học tiếp thì tùy vào nó. Sau khi hôn lễ kết thúc, Khâu Tự Phong mới có thời gian hàn huyên với Hạ Tưởng vài câu, dặn đi dặn lại hắn không được đi đâu, tối đến vẫn còn có bữa tiệc. Khâu Tự Phong từng giới thiệu, Hạ Tưởng và Phó Đoá Đoá đã có thể xem như chính thức quen nhau. Nhưng hai người chưa nói được mấy câu, thái độ của Phó Đoá Đoá đối với Hạ Tưởng cũng tỏ vẻ lạnh nhạt, chẳng có chút hứng thú nào. Hạ Tưởng đã có dự cảm, hầu như trong mắt mọi người, hắn như đã bị đẩy vào lãnh cung. Bữa tiệc buổi tối vẫn được tổ chức tại nhà hàng Vương Phủ, nhưng được chuyển lên căn phòng lịch sự ở tầng trên. So với không khí rầm rộ của buổi trưa, bữa tiệc tối nay đã ít đi 4 bàn, có thể thấy rõ bàn được xếp theo từng độ tuổi, thanh niên ngồi 2 bàn, cha mẹ ngồi 2 bàn. Tuy số người đã giảm đi, nhưng tham dự bữa tiệc tối nay đều là những người thân trong gia đình và bạn bè thân thiết, cũng có một số người quan hệ chỉ ở mức trung bình nhưng cần giữ mối quan hệ với họ, ví dụ Ngô Tài Giang và Mai Thái Bình. Và cả Phó Viễn Chí. Hạ Tưởng vẫn được sắp xếp ngồi cùng bàn với Mai Hiểu Lâm, Mai Hiểu Mộc cũng ở đó, thật chẳng đúng lúc, bên cạnh hắn ta lại là Cổ Ngọc. Vẫn còn tốt, thằng danh tóc vàng Phí Vương không có ở đây, xem ra hắn chẳng đủ tư cách có mặt trong bữa tiệc này. Ngoài mấy khách này ra, những người khác Hạ Tưởng đều không quen biết, tuy nhiên có một người đàn ông trung niên, trên mặt luôn trực sẵn một nụ cười mỉm đã lôi kéo ánh mắt của Hạ Tưởng. Không chỉ vì ông ngồi giữa bàn của những người cao tuổi mà còn bởi vì nụ cười trên khuôn mặt ông, tuy lộ chút vẻ nhợt nhạt nhưng lại cho người ta một cảm giác rất thoải mái và bình thản. Ngoài ra còn có một người tuổi độ hơn Hạ Tưởng một chút, anh ta ngồi một chỗ bất động, ánh mắt cũng chẳng thèm liếc ngang dọc, bề ngoài cũng khá điển trai, nhìn phần trán có chút gì đó đang suy nghĩ, nhưng chính thái độ cẩn thận của anh ta đã làm Hạ Tưởng chú ý. Hạ Tưởng còn để ý thấy Mai Hiểu Lâm nhìn về phía anh ta mấy lần nên không khỏi hoài nghi anh ta là ai. Mai Hiểu Lâm chắc chắn có quen biết với hai người đàn ông mà Hạ Tưởng để ý, nhưng cô lại không giới thiệu hai người đó với hắn, mà lại nói chuyện với Cổ Ngọc khi hắn đang ngồi giữa hai người. Hạ Tưởng thấy không được thoải mái lắm bèn nói. Chúng ta đổi chỗ thôi, hai người nói chuyện tiện hơn đấy. Không đổi. Cả Cổ Ngọc và Mai Hiểu Lâm cùng nói một lúc. Hạ Tưởng đành phải im lặng nghe một chút câu chuyện giữa Mai Hiểu Lâm và Cổ Ngọc. Hạ Tưởng mới biết được thì ra hai người bọn họ cũng không quen biết nhau, là lần đầu gặp nhau. Mai Hiểu Lâm thích miếng ngọc bội của Cổ Ngọc, còn Cổ Ngọc thì lại hiếu kỳ trước thân hình tròn tròn rất đẹp mà không đẫy đà của Mai Hiểu Lâm. Hai người cứ người này hỏi người kia hỏi lại người này rồi bắt đầu tán gẫu với nhau. Có một số phụ nữ vừa gặp nhau mới chỉ một lần đã coi như kẻ thù. Một số khác do có chung sở thích nên lần đầu gặp nhau đã như thân, trực giác của họ còn đáng tin cậy hơn đàn ông rất nhiều. Khác với các tiệc rượu khác là, cùng ngồi chung một chiếc bàn, nhưng chẳng có ai chủ động giới thiệu về bản thân mình, mọi người tuy đang ngồi với nhau nhưng hình như không có hứng thú làm quen với nhau. Hạ Tưởng cũng biết rằng những người này lai lịch khá đáng sợ, nên có suy nghĩ thà thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, ngồi im một chỗ, không nói một lời.
Tuy nhiên hắn vẫn để ý tới người đàn ông trung niên đã liếc nhìn hắn vài lần. Còn cả người đàn ông trẻ tuổi có chút lo âu kia nữa, cũng hữu ý hay vô ý đã nhìn hắn mấy lần. Không lâu sau, Khâu Tự Phong đưa cô dâu ra. Đầu tiên anh ta nắm tay biểu hiện thái độ cảm tạ, sau đó lại khách sáo nói với mọi người đã tiếp đãi không chu đáo, xin hãy bỏ qua. Sau khi cùng mọi người hàn huyên một lúc, anh ta nhìn Hạ Tưởng vui vẻ nói. Đợi khi nào bữa tiệc này kết thúc, tôi đưa cậu đi xem buổi đêm ở Bắc Kinh nhé. Đừng, sau này còn nhiều cơ hội mà, hôm nay không nhất thiết phải tiếp tôi đâu. Thấy rõ Khâu Tự Phong đã ngấm men rượu say. Hôm nay là ngày đại hỷ của anh, chỉ có một người anh cần chăm sóc, chính là tân nương đó. Khâu Tự Phong cười ha hả, giới thiệu với mọi người Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, khi ở huyện An là ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thường trực huyện. Dưới sự giúp đỡ của cậu ấy, tôi đã đạt được một chút thành tích ở đó. Hiện giờ cậu ấy là trưởng phòng tin tức văn phòng tỉnh ủy tỉnh Yên. Không nói tới địa vị của cậu ấy, cho dù cậu ấy đi tới đâu thì vẫn luôn là bằng hữu tốt của Khâu Tự Phong tôi. Khâu Tự Phong chỉ tay về phía người đàn ông trung niên, nói. Đây là Phó Tiên Phong, sắp nhậm chức Phó Bí Thư Thành ủy thành phố Yên. Sau đó lại chỉ vào người thanh niên có vẻ lo âu kia nói. Còn đây là Ngô Nhược Thiên, nhân vật xuất sắc đời thứ ba của nhà họ Ngô, hiện đang là Phó trưởng phòng tổng hợp 3, vụ Á Châu, Bộ Ngoại thương. Sau đó giới thiệu thêm vài người nữa, mọi người đều gật gật đầu tỏ ý giao hảo. Khi giới thiệu tới Cổ Ngọc và Mai Hiểu Lâm, Cổ Ngọc nhẹ nhàng khoát tay, nói. Em và Hiểu Lâm thì không cần phải giới thiệu nữa, nên quen ai thì bọn em đều đã quen, không nên quen thì cũng không nhất thiết phải làm quen, cần thiết làm quen bọn em sẽ tự mình chủ động làm quen. Khâu Tự Phong cũng không miễn cưỡng, đi tới những bàn khác chào xã giao, trước khi đi còn quay lại dặn dò Hạ Tưởng một câu. Không được đi đâu đấy, nếu cậu dám đi cùng Mai Hiểu Lâm hay người nhà họ Ngô thì tôi sẽ không để cậu yên đâu. Giọng anh ta nửa giả nửa thật, có chút mượn rượu lấy thêm can đảm. Hạ Tưởng cười cười an ủi anh ta. Yên tâm, tôi tới Bắc Kinh này là vì hôn lễ của anh, tôi chỉ là khách của anh thôi. Tới Ngô gia hay nhà Mai gia đều không phải ý định của Hạ Tưởng, còn không bằng nói ra hết, lần này tới đây chỉ vì Khâu gia, để khỏi bị người khác hiểu lầm là mình không toàn tâm toàn ý. Khâu Tự Phong vừa đi khỏi, Cổ Ngọc cười như không cười nhìn Hạ Tưởng rồi nói. Chẳng thể nghĩ tới, anh cũng được mọi người hoan nghênh ghê, những ai đã mời anh rồi. Mai Hiểu Lâm có chút bất mãn nói. Không cần sớm đã cho Khâu Tự Phong yên tâm thế chứ. Anh tới đây tham gia hôn lễ chứ anh cũng chẳng phải người nhà họ Khâu, chưa gì anh đã nói thẳng ra, nói hết ra như vậy. Thôi vậy, bác tôi mời anh đến ăn bữa cơm, anh không cảm kích thì miễn. Cũng đang cần tiết kiệm tiền. Mai Hiểu Mộc cũng có thái độ bất mãn tương tự với Hạ Tưởng, cũng mở mồm nói vài lời. Mai Hiểu Lâm trong lòng đang sẵn bực tức, cũng chẳng khách sáo nói thẳng. Câm miệng ngay. Mai Hiểu Mộc đành hậm hực không nói gì. Phó Tiên Phong hứng thú nhìn Hạ Tưởng, cuối cùng cũng không nhịn nổi nói một câu. Trưởng phòng Hạ, tôi sẽ tới thành phố Yên này để đảm nhiệm chức vụ phó bí thư, nghe nói anh với lãnh đạo thành phố này quan hệ cũng không tồi. Không biết anh có đề nghị nào hay xin chỉ giáo. Thái độ của Phó Tiên Phong không rõ nóng hay lạnh, một loại thái độ rất giữ ý, trên mặt hắn chỉ hiện ra một nụ cười nhạt không thay đổi, hắn ta cũng khó mà duy trì được nụ cười này lâu. Nếu tôi vẫn còn công tác ở huyện An, Phó Bí Thư Phó lại là cấp trên trực tiếp của tôi, nhưng thật không may, tôi đã bị điều tới cơ quan tỉnh ủy, thật đúng là lỡ mất dịp tốt để làm việc với Phó Bí Thư Phó. Với năng lực của Phó Bí Thư Phó vậy, đến thành phố Yên chắc chắn sẽ ổn thỏa như cá gặp được nước thôi, triển khai các công tác chẳng tốn quá nhiều sức lực, chúc Phó Bí Thư Phó tất cả mọi việc suôn sẻ, vì sự phát triển của thành phố Yên cống hiến hết mình. Hạ Tưởng tôn trọng nói, còn nắm tay hướng về phía Phó Tiên Phong, bộ dạng vừa tùy ý vừa nghiêm túc, dù thế nào cũng để mọi người thấy được Phó Tiên Phong có được sự tôn trọng lẫn cảm giác có khoảng cách của hắn. Sắc mặt Phó Tiên Phong không thay đổi, gật gật đầu. Nói rất hay. Nào qua đây, tôi chúc cậu một ly. Hạ Tưởng vội vàng nâng ly. Không dám, không dám, để tôi chúc Phó Bí Thư Phó một ly mới đúng. Hai người ra hiệu một chút rồi ai uống hết ly rượu của người đấy, cuộc xã giao cũng kết thúc tại đây. Qua sự thăm dò của Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng cũng hiểu như đi guốc trong bụng y. Phó Tiên Phong nhắc tới hắn và quan hệ giữa hắn với không ít lãnh đạo của thành phố Yên.
thực ra là có ý ám chỉ sau khi y tới thành phố Yến, sẽ tùy cơ hành động. Hạ Tưởng cũng thản nhiên đối đáp, bản thân đã điều tới cơ quan tỉnh ủy, cấp bậc cao của Phó Tiên Phong không phải là giả, nhưng y không phải là lãnh đạo trực tiếp của mình, nói cho cùng cũng không quản thúc được mình. Mà Hạ Tưởng cũng tin rằng, các mối quan hệ trong nội bộ thành phố Yến rất rắc rối và phức tạp, cũng quá đủ để Phó Tiên Phong ứng phó một trận ra trò rồi. Chờ Phó Tiên Phong đứng vững, khi có thời gian đối phó với chính bản thân mình, y cũng chưa hẳn đã được như ý. Chỗ khác khó nói, chứ tại thành phố Yến này, Hạ Tưởng vẫn còn tự tin đủ để bảo vệ bản thân mình. Vô ý mà kết thù với nhà họ Phó, cũng không phải là ý định của Hạ Tưởng, nhưng một người không thể được hết thảy mọi người hoan nghênh. Hạ Tưởng nếu ngã cũng không sợ, hơn nữa giữa các gia tộc cũng khó có thể luôn luôn hòa hợp êm ấm, mỗi bên đều có điểm lợi hại để công kích, mỗi bên đều có ích lợi và xích mích, có thể dốc sức khai thác điểm mấu chốt để giải quyết vấn đề. Không đợi Hạ Tưởng nói, Ngô Nhược Thiên đầu tiên khẽ nhíu mày, sau đó thong thả nói. Hạ Tưởng, quan hệ giữa anh với nhà họ Khâu có vẻ rất thân thiết, nhưng trước đây không nghe thấy nhắc đến tên anh bao giờ, gần đây lại thường xuyên nghe chú ba nhắc đến anh. Việc này lạ thật. Anh với nhà họ Ngô chúng tôi cũng có quan hệ à? Việc lạ, anh với Khâu gia, Ngô gia và Mai gia đều có quan hệ sao? Cổ Ngọc cũng lấy làm lạ hỏi một câu. Ngô Nhược Thiên nói ra lời này, Hạ Tưởng đều biết y chẳng hề có tâm cơ gì. Ở đâu có kiểu trước mặt người khác hỏi với Ngô gia có quan hệ hay không? Huống chi, bản thân hắn ta cũng là người nhà họ Ngô mà còn không biết gì, lại đi hỏi mình. Càng thể hiện hắn rõ là ruột để ngoài ra. Sau đó, Cổ Ngọc cố ý giả vờ học hỏi, cũng có ý châm biếm và gây thêm phiền toái. Hạ Tưởng nể mặt y là người của Ngô gia, không muốn y bị xấu hổ, liền cười cười nói. Có một số lời nói, chính cá nhân nói ra lại tốt hơn, hôm nay tụ họp ở đây là vì chúc phúc cho việc hỷ của Khâu Tự Phong, những việc khác, nói ít một chút thì tốt hơn. Cũng đúng, nói tới hôn lễ của Tự Phong, Hạ Tưởng, anh chắc có biết tân nương là ai chứ? Mai Hiểu Mộc nói chen vào. Hạ Tưởng vờ như không biết. Chỉ biết tên gọi là Phó Đoá Đoá, những việc khác thì tôi cũng không rõ. Phó Đoá Đoá là em họ của Phó Bí Thư Phó. Mai Hiểu Mộc cười vẻ đắc ý, tự cho mình là người mưu mẹo thông minh, nói tiếp. Anh và Khâu Tự Phong quan hệ rất tốt, nhưng quan hệ giữa Khâu Tự Phong và Phó Bí Thư Phó cũng không hề tầm thường. Hạ Tưởng cười nói. Đúng là tốt, còn là họ hàng, đương nhiên quan hệ phải rất tốt rồi. Tôi lần đầu tiên nghe nói tới, xem ra, quả thật hiểu biết của tôi hạn hẹp quá. Thần sắc của Mai Hiểu Mộc lại tự đắc thêm vài phần. Mai Hiểu Lâm chăm chăm nhìn Hạ Tưởng, tỏ ý không hài lòng đối với những lời trêu ghẹo của Mai Hiểu Mộc. Phó Tiên Phong chỉ cười cười ngồi uống trà không nói gì. Dễ nhận thấy Cổ Ngọc cũng chẳng tin những lời Hạ Tưởng nói, cô liếc mắt nhìn trộm Hạ Tưởng. Hơi bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, chỉ có Ngô Nhược Thiên tin là thật, lại hỏi. Hạ Tưởng, anh thật sự không biết người Khâu Tự Phong lấy là ai sao? Hạ Tưởng khẽ thở dài, tuy hiện tại thực lực của Ngô gia và Mai gia lớn hơn rất nhiều so với Phó gia, cũng đang chiếm thế thượng phong, nhưng vấn đề trước mắt hắn ta đã tiếp xúc với Ngô Nhược Thiên và Mai Hiểu Mộc. Cả hai người này đều có tâm cơ thua xa Phó Tiên Phong. Không kể ở chốn quan trường hay thương trường. Hai người đó hợp lại cũng không thể xứng là đối thủ của Phó Tiên Phong. Thật sự là thế hệ sau không bằng thế hệ trước sao? Cổ Ngọc lại cướp lời nói. Anh thông minh giả đần độn hay là giả ngốc bị thịt vậy, anh nói anh ta có thể không biết tân nương của Khâu Tự Phong là ai? Anh ta và Khâu Tự Phong đã làm việc với nhau mấy năm trời, Khâu Tự Phong thành khẩn mời anh ta tới tham dự hôn lễ, còn giữ anh ta ở lại bữa tiệc tối nay, chứng minh rằng quan hệ của hai người bọn họ không bình thường. Anh ta mà không biết gì ư, đùa kiểu gì vậy? Ngô Nhược Thiên mới tỉnh ngộ, giọng có vẻ hơi tức giận nói. Thì ra là lừa gạt, Hạ Tưởng, anh là một người quá giả dối. Hạ Tưởng liếc nhìn Mai Hiểu Mộc, nén giận nói. Xem đi, anh là người đề xướng, cuối cùng lại khiến tôi mất mặt. Tôi vốn dĩ là người trong sạch, làm sao lại không thành thật? Chẳng lẽ có quan hệ tốt với một người, là phải quan tâm xem anh ta lấy ai làm vợ sao? Là phải quan tâm xem nhà vợ anh ta có thế lực thế nào sao? Người tôi kết giao là bản thân Khâu Tự Phong, không phải là các mối quan hệ của anh ấy. Lời nói của Hạ Tưởng hàm ý phức tạp, Phó Tiên Phong hiểu là, Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong thân thiết là do tính tình hợp nhau, nhưng đồng thời cũng khiến Phó Tiên Phong hơi kinh ngạc.
có thể khiến Khâu Tự Phong vị thái tử đảng này thích giao du với Hạ Tưởng, đây cũng là một việc không dễ dàng. Vì trong lòng hắn ta biết rõ, Khâu Tự Phong cũng có tâm lý để phòng đối với mình. Nhưng Ngô Nhược Thiên lại nghĩ khác, lời giải thích của Hạ Tưởng nghe cũng có vẻ hợp tình hợp lý, giải đáp được hoài nghi vừa rồi trong lòng y. Y khẽ gật đầu, tỏ ý hài lòng nhưng vẫn cho rằng lời nói của Hạ Tưởng vẫn còn có chút đáng nghi, y cũng chỉ liếc nhìn Hạ Tưởng rồi không nói gì thêm. Chỉ có Mai Hiểu Lâm và Cổ Ngọc khẽ nói chuyện riêng một lát, hai người bọn họ bỗng nhiên cười rất lớn tiếng. Hạ Tưởng thấy mình bị bọn họ cười, kinh ngạc hỏi. Hai người to nhỏ gì với nhau rồi cười người khác, như vậy rất bất lịch sự, bình thường chỉ có trẻ con thôi mới hành động vậy thôi. Mai Hiểu Lâm và Cổ Ngọc nhìn một thoáng rồi lại tiếp tục cười lớn hơn. Hạ Tưởng đành bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Cười người người không để ý, đang cười là cười bản thân. Kết quả, cả Mai Hiểu Mộc và Ngô Nhược Thiên cũng hùa vào cười hắn. Phó Tiên Phong không hề cười, ánh mắt đăm chiêu nhìn Hạ Tưởng, trong lòng nghĩ thầm quả nhiên hắn ta có chút thú vị. Thong dong chu toàn giữa Ngô Nhược Thiên và Mai Hiểu Mộc, đồng thời vẫn có thể đùa được để Mai Hiểu Lâm và Cổ Ngọc cười sằng sặc, thủ đoạn giao tiếp quả thật cao tay. Để so sánh với Hạ Tưởng, y còn có điểm quá chính thống, thiếu linh hoạt để có thể thay đổi. Nhưng khi nghĩ tới tuổi của bản thân mình, Phó Tiên Phong lại âm thầm lắc đầu, khôn lỏi khó có thể trở thành được người có trí tuệ. Mặc dù Hạ Tưởng rất khéo léo, nhưng hắn chỉ là xuất thân kém cỏi, cho dù có mạng lưới quan hệ rộng rãi của hắn ta thì sao nào. Chỉ cần y vừa xuất hiện, là có thể phá vỡ mạng lưới quan hệ của hắn, khiến những thế lực vốn đi theo hắn giờ chuyển sang đi theo hướng của bản thân. Chỉ cần bày ra đầy đủ điều kiện, không tin là vẫn còn có người không động lòng. Phó Tiên Phong có rất nhiều kỳ vọng với thành phố Yến, y cho rằng có thể đạt được thành tựu nhất định ở đây. Bữa tiệc tối này mở đầu là bài diễn văn rất sôi nổi của Phó Nhân Hữu, tiếp theo là lời cảm ơn của Khâu Tự Phong với mọi người. Cuối cùng là chúc rượu các quan khách đã có mặt tại bữa tiệc. Nói chung, nghi thức của hôn lễ không khác so với bình thường nhiều, điểm duy nhất không giống nhau là bữa tiệc tối nay có ít người. Trong mắt Khâu gia, những người có mặt trong buổi tiệc này đều đáng được kết giao và kính trọng. Do ngồi cách hai bàn khác khá xa, ở giữa lại có tấm bình phong, Hạ Tưởng không nhìn thấy những vị khách khác. Nhưng hắn biết, bọn họ mới là khách quý theo đúng nghĩa. Nói không chừng trong bọn họ còn có vài nhân vật đã từng xuất hiện trên truyền hình, trong lòng hắn không khỏi có chút suy nghĩ. Tuy nhiên điều khiến Hạ Tưởng thất vọng là, những vị khách quý đó nhanh chóng giải tán, đợi đến khi tấm bình phong được chuyển đi, thì đã chẳng còn thấy bóng dáng ai nữa. Khâu Nhân Lễ cũng ra chào hỏi mọi người, rồi rời khỏi bữa tiệc. Cuối cùng chỉ còn lại Khâu Tự Phong ở lại tiếp Hạ Tưởng và những người khác. Khâu Tự Phong và mọi người ngồi lại một lúc, sau đó kéo Hạ Tưởng tới những bàn khác để giới thiệu hắn với một số bạn bè thân thiết của Khâu gia, họ đều là một số cán bộ lớn nhỏ. Khách quá đông, Hạ Tưởng nhất thời cũng không nhớ hết, nhưng lại không nỡ từ chối sự nhiệt tình của Khâu Tự Phong, nên đành cố gắng nhẫn nại cùng anh ta đi chào hỏi tất cả mọi người. Đi được hết một vòng, cuối cùng cũng chẳng nhớ ai với ai. Một lát sau, trời cũng đã tối, quan khách bắt đầu ra về. Khi Mai Hiểu Lâm và Mai Hiểu Mộc nói chuyện vẫn còn cố ý hỏi Hạ Tưởng một câu. Anh ở đây à, vậy là không cần tôi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi phải không? Ngô Nhược Thiên chỉ liếc qua Hạ Tưởng, lắc đầu rồi đi khỏi. Phó Tiên Phong vỗ vỗ vai Hạ Tưởng, nói. Bảo trọng nhé. Cuối cùng chỉ còn sót lại có Hạ Tưởng và Cổ Ngọc. Hạ Tưởng thấy Cổ Ngọc đứng trước cửa nhìn ngang nhìn dọc, bèn hỏi. Đợi người tới đón à? Cổ Ngọc gật đầu, nhìn xung quanh thấy không có ai, bèn hỏi nhỏ. Mai Hiểu Lâm và Khâu Tự Phong trước đây từng yêu nhau phải không? Hạ Tưởng giật mình, Mai Hiểu Lâm không thể chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đem chuyện tình cảm của cô ấy kể cho Cổ Ngọc chứ. Cổ Ngọc nhìn thấy thái độ nghi hoặc của Hạ Tưởng, chủ động giải thích thắc mắc của hắn. Đừng nghĩ linh tinh. Tôi chỉ đoán mò thôi. Tôi nhìn thấy khi cô ấy nhìn Khâu Tự Phong ánh mắt có gì đó bất thường, hình như có chút oán hận, căm giận, và còn có một chút tình tiết gì đó không rõ ràng lắm, thế nên tôi cảm thấy có chút vấn đề. Nào, đừng kinh ngạc nữa, mau mau trả lời tôi đi có được không? Hạ Tưởng ngạc nhiên, Cổ Ngọc cũng lợi hại quá, ánh mắt thật nhanh nhạy, ánh mắt gì vậy, đến suy nghĩ của người khác mà cũng nhìn thấy hết. Hắn khoát tay nói. Trước nay tôi ít quan tâm đến chuyện riêng tư của người khác, tôi và Mai Hiểu Lâm chỉ là quan hệ đồng nghiệp, cũng không thể hỏi cô ấy chuyện tình cảm. Giả bộ giống thật,
đừng cho rằng tôi không thấy gì. Ánh mắt cô ấy nhìn anh cũng rất bất thường. Có người tới đón cô rồi kìa. Hạ Tưởng nhanh chóng cắt ngang lời cô, chỉ về phía chiếc xe ô tô đang tiến lại gần nói. Cổ Ngọc không hài lòng liếc nhìn Hạ Tưởng. Không muốn nói thì nói thẳng ra, đừng nói sang chuyện khác, hiện rõ vẻ đạo đức giả. Nói xong, Cổ Ngọc không thèm để ý tới Hạ Tưởng, bước xuống thềm chạy tới chỗ ô tô. Xe dừng lại, cô ta mở cửa rồi ngồi vào trong xe. Ai biết chỉ lát sau, cô ta mở cửa sổ xe, vẫy tay gọi Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, anh qua đây một chút. Hạ Tưởng lắc đầu cười. Không được, tôi với cô không quen, lại không có tiếng nói chung, cứ xa một chút thì tốt hơn. Cổ Ngọc tức giận. Bảo anh qua đây thì anh cứ qua. Sao anh nói nhiều thế? Cũng không phải là tôi tìm anh. Hạ Tưởng vẫn đứng yên, Cổ Ngọc bất thình lình cười một cách cổ quái. Mời anh qua đây một chút, được không? Trong xe có người tìm anh. Chương 401, ứng cử viên. Hạ Tưởng bước đi vừa nói. Muốn mời người khác đến làm việc cần phải lịch sự, phải chịu nhịn, phải dùng giọng điệu muốn thương lượng. Chờ cho Hạ Tưởng cúi người ngồi vào trong xe xong, người hắn lập tức ngây ra. Hắn không phải bị không gian rộng rãi ở trong xe làm cho kinh ngạc, mà là bị người quen ngồi bên trong mà hắn không bao giờ ngờ tới làm cho thất thần. Và cái người tóc trắng, làn da hồng hào đó chính là Lão Cổ. Lão Cổ! Hạ Tưởng ngạc nhiên kêu lên. Cái gì? Cổ Ngọc kinh ngạc, há to miệng nói. Ông ơi, anh ta dám gọi ông là Lão Cổ, vô phép tắc quá, thật là bực mình. Lão Cổ đưa tay ra chặn muốn Cổ Ngọc không nói thêm nữa, rồi cười tủm tỉm nói với Hạ Tưởng. Tiểu Hạ, không ngờ chúng ta lại gặp mặt rồi. Tôi nhớ là cậu từng nói qua, cậu hy vọng là được gặp lại tôi mà. Sao nào, tôi thấy sau khi cậu thấy tôi rồi lại chẳng vui chút nào. Vui, vui chứ ạ. Hạ Tưởng vội vã gật đầu, cười. Nhất thời bị kích động cháu chỉ thấy kinh ngạc. Chủ yếu là tinh thần không được chuẩn bị, cháu cứ cho rằng bác là người thành phố Yến, ở thành phố Yến, chứ không ngờ là bác lại ở Bắc Kinh. Cậu nói đến việc ở bệnh viện cán bộ cấp cao à? Mặt Lão Cổ vẫn tươi cười. Lúc đó tôi đến thị sát tỉnh Yến, sức khỏe đôi lúc không được khỏe, cuối cùng các nhân viên cấp dưới cứ bắt tôi phải vào phòng bệnh cấp cao nghỉ ngơi vài hôm. Hiếm khi họ được thể hiện lòng hiếu nên tôi ở đấy vài ngày. Vừa đúng lúc gặp cậu ở đó, đây coi như là duyên phận ta gặp nhau rồi. Thị sát. Hạ Tưởng ngạc nhiên. Bác vẫn còn tại chức sao? Lão Cổ khoát tay. Không làm nữa, về hưu rồi. Không làm quan thoải mái hẳn ra. Nói là thị sát thật ra là đi xem khắp nơi, là thói quen mất rồi. Thật ra bây giờ tôi chức gì cũng không phải, nói là thị sát thì không còn hợp nữa rồi. Có cái gì mà không hợp ạ? Cổ Ngọc ngồi im một bên đã lâu, cuối cùng cũng được mở miệng. Với uy nghiêm của ông, đi đến đâu, quân khu nào bọn họ dám không kính nể ông mấy phần, gọi ông là thủ trưởng ạ. Đâu có giống anh ta, gọi ông là Lão Cổ, khó nghe chết được. Gọi Lão Cổ hay đó, ông chính là muốn để Tiểu Hạ gọi mình là Lão Cổ vì cách gọi này đã nhắc nhở ông. Ông giờ là một ông già gần đất xa trời, không quan không chức. Cũng giúp cho lòng ông nhẹ bớt đi nhiều, khiến cho ông giống như một ông lão bình thường, sống yên ổn với tuổi già. Bây giờ Hạ Tưởng không cần hỏi cũng nghe ra được, Lão Cổ là một vị lãnh đạo cao cấp nào đó trong quân đội, hiện đã nghỉ hưu. Nhưng trong quân đội không thể so sánh với địa phương. Ở trong quân đội, một vị lãnh đạo của một thời mà có uy danh, dù nghỉ hưu rồi thì vẫn có sức ảnh hưởng lớn đến toàn cục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lão Cổ, bác tặng cháu Ngọc Thạch quả thực quá quý giá, cháu nhận mà thấy mình không xứng đáng. Hạ Tưởng nhân cơ hội nhắc đến đá Thọ Sơn. Tình hình manh động gần đây của tỉnh ủy tỉnh Yến bác cũng có biết đôi chút. Bác có đề nghị Tiểu Hạ có thể suy nghĩ xem thế nào, không cần phải gấp gáp trả lời luôn đâu. Bác có lòng nhẫn nại đó. Lão Cổ nghiêm mặt lại, khoát tay, không tiếp lời Hạ Tưởng về chuyện đá Thọ Sơn, vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ bằng đến Bắc Kinh đi. Ở bên cạnh bác một thời gian, tu tâm dưỡng tính cũng được, tích lũy tinh thần cũng tốt, tóm lại là tránh xa cơn lốc xoáy chính trị ra. Chẳng lẽ cục diện chính trị tỉnh Yến lại có sự chuyển biến nào nữa sao? Trong lòng Hạ Tưởng thầm ngạc nhiên, có điều nếu như Lão Cổ đúng là giống như Cổ Ngọc nói, với kiểu đức cao vọng trọng trong quân đội, lời của ông ta chắc không phải loại vô căn cứ. Nhưng cục diện chính trị tỉnh Yến vừa mới đi vào thềm ổn định,
không đáng lẽ lại có thêm biến cố nhân sự lớn nào nữa chứ, Bắc Kinh cũng không muốn thấy chính trị tỉnh Yến bất ổn. Đúng rồi, tình hình cục diện chính trị không phải hoàn toàn nằm ở vấn đề nhân sự. Vấn đề nhân sự chắc sẽ không có sự biến động nào lớn đâu, lẽ nào là tỉnh Yến sẽ điều chỉnh lại kết cấu kinh tế. Lại liên tưởng đến khúc mắc giữa Bộ Ngoại thương và tỉnh Yến, và việc điều hắn vào Bộ Ngoại thương còn chưa được quyết định, Hạ Tưởng có cảm giác mơ hồ nắm được một manh mối, chính là Phó Thủ tướng Hà không hài lòng với kết cấu sản nghiệp của nhiều tỉnh trong nước, muốn lấy tỉnh Yến làm thí điểm mở đầu. Hành động bình thường nhất chính là Phó Thủ tướng Hà sẽ tìm một cơ hội thích hợp, thị sát tỉnh Yến. Đến lúc đó, dưới áp lực của Phó Thủ tướng Hà, Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng sẽ phải đối mặt với vấn đề đứng về phía hàng ngũ nào. Nói là lốc xoáy cũng không có gì quá đáng, sơ suất một chút là tiền đồ có khả năng bị đứt đoạn. Là chấp hành ý chỉ của Phó Thủ tướng, hay là cứ ôm chặt lấy tình hình trước mắt không chịu buông. Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng cũng sẽ phải đối mặt với hai lựa chọn khó. Quán triệt chỉ thị tinh thần của Phó Thủ tướng Hà, đẩy mạnh cải cách, tất thế sẽ phải đấu tranh gian khổ với thế lực bảo thủ ở tỉnh Yến. Thế lực bảo thủ tỉnh Yến luôn luôn là khổng lồ, và cực kỳ ngoan cố, về toàn thể thì chủ yếu là có quan hệ mật thiết với tính cách bảo thủ của người dân tỉnh Yến. Có khả năng sẽ thất thủ trước thế lực bảo thủ, bị thế lực đó chiếm được thượng phong. Còn nữa, trên Bắc Kinh số người ủng hộ phái bảo thủ tỉnh Yến cũng không phải ít. Có thể nói là thúc đẩy điều chỉnh kết cấu sản nghiệp sẽ phải gặp khó khăn trùng trùng điệp điệp, là lựa chọn quan trọng quyết định đến sinh mạng chính trị. Nhưng nếu ngoài mặt thì vâng dạ nhưng lại không làm theo chỉ thị của Phó Thủ tướng, cứ tiếp tục duy trì lối mòn bảo thủ như hiện tại đi một bước dừng ba bước, nếu nhỡ Phó Thủ tướng Hà trong nhiệm kỳ tiếp theo lại gia nhập vụ Việt, Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng vì chính sách bảo thủ của tỉnh Yến, dưới sự chỉ đạo đầy thủ đoạn mạnh mẽ của chính phủ nhiệm kỳ mới của Hà Đông Thần, e là tỉnh Yến sẽ không nhận được chính sách ưu ái và đầu tư của nhà nước chiếu cố tới. Tai họa ngầm lớn nhất chính là con đường chính trị của hai người sẽ phải đặt dấu chấm hết. Đi về phía trước, khả năng sẽ là vực sâu ngàn trượng. Nếu dậm chân tại chỗ, rất có thể đất dưới chân bị sụt thì sẽ rơi vào trong động sâu. Tiến về phía trước nguy hiểm, không tiến về phía trước cũng nguy hiểm. Chắc chắn Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng sẽ phải đau khổ khi đứng trước quyết định lựa chọn lớn này. Nhưng càng lúc nguy hiểm, sẽ luôn luôn có thu hoạch lớn đi kèm. Hạ Tưởng lại một lần nữa phát hiện cơ may cực lớn, hắn quyết tâm thêm lần nữa, không thể rời xa tỉnh Yến. Trước khi lốc xoáy đến phải biết phát hiện ra điểm mấu chốt, phải bơi thành thạo mà chu toàn ở trong đó, từ đó tóm lấy thời cơ vừa chợt lóe qua. Một khi thành công rồi thì sẽ thu hoạch được sự báo đáp cực lớn mà khó có thể tưởng tượng nổi. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình đằng sau, bác chỉ ngồi một chỗ thản nhiên tự đắc, nhìn chim sẻ bắt bọ ngựa đang rình bắt ve. Cuối cùng Hạ Tưởng hiểu được tâm ý của lão cổ, nhưng vẫn không rõ lắm, hỏi. Lão cổ, với địa vị và quyền lực của bác, không cần phải cố sức kéo cháu về chỗ bác, không cần phải tặng cháu món quà lần trước. Lão cổ vẫn không nói gì. Cổ Ngọc lại nhảy ra cướp lời, nói. Ông tôi là do tính trẻ con, quá nhàn rỗi, nói là mỗi lần nhớ đến lúc nói chuyện với anh thì cảm thấy thoải mái, cho nên mới đùa với anh thôi. Tôi nói nhiều rồi, ông đã già, già rồi, thành ra như trẻ con. Ông còn lo anh không chịu đến. Thật ra chỉ cần ông nói một câu thì tỉnh ủy tỉnh Yến chắc chắn sẽ thả người, sau đó sắp xếp cho anh đến cục quản lý sự vụ cơ quan nhà nước, cấp bậc không bị giáng đi, lương thì tăng lên. Sống thoải mái. Hàng ngày chỉ cần nói chuyện với ông tôi, đi bộ, đánh cờ, công việc quá tuyệt rồi. Giống như thư ký sinh hoạt của lão cổ. Hạ Tưởng cũng không lấy làm phản cảm khi làm thư ký đời sống cho lão cổ, tiếp xúc với nhân vật cao cấp như lão cổ một thời gian chắc chắn sẽ được lợi lớn, và mạng lưới quan hệ của hắn sẽ được tăng lên, tốt đẹp hơn. Năm đó Vũ Phái Dũng cũng từng có kinh nghiệm làm thư ký đời sống cho một vị lão tướng quân. Sau khi quay về tỉnh Yến thì việc đó lại trở thành nguồn tài nguyên chính trị giàu có lớn nhất của hắn ta. Bức ảnh chụp chung với mấy vị lãnh đạo cấp trên ở Bắc Kinh được ông ta bày trên bàn làm việc, tạo ảo tưởng nhầm lẫn cho nhiều người, cho rằng hắn ta có hậu đài cứng sau lưng. Và Hạ Tưởng cũng tin rằng lão cổ điều hắn đến bên cạnh cũng là xuất phát từ lòng tốt. Hắn cực kỳ hiểu tâm lý của mấy người cao tuổi, từ sử lão đến cao lão, hắn đều được tiếp xúc qua nhiều nhân vật lừng lẫy một thời. Cho dù năm đó có ở trên đỉnh cao thế nào, thì khi già rồi, tâm tình sẽ tự có sự thay đổi lớn, không còn theo đuổi vinh quang người trước, kẻ sau nữa, mà là khao khát một cuộc sống nhàn hạ, thoải mái, nhẹ nhàng.
Có lẽ chính vì mối duyên tình cờ gặp mặt với lão cổ, cư xử với ông ấy không phải là thái độ cung kính, mà là coi ông ấy như một người già có thể tâm sự, nói chuyện bình thường nên mới nhận được cảm tình của ông ấy. Đối với một người không thiếu cái gì như lão cổ, cái mà ông ấy cần nhất chính là một thư ký đời sống có thể đàm đạo, tâm sự. Không những chăm sóc sinh hoạt cho ông ấy mà quan trọng nhất chính là có một tiếng nói chung với ông, có thể nói chuyện ngang bằng với ông chứ không phải kiểu cảm giác vừa kính vừa sợ như vậy. Kính sợ và tôn kính sẽ làm sản sinh ra khoảng cách giữa người với người. Người già luôn có một trái tim cô đơn, họ khao khát được nói chuyện trao đổi, chứ không phải là câu, thủ trưởng, và người người hành lễ cúi chào. Lão cổ thấy Hạ Tưởng đang do dự, biết là hắn do dự nên cũng không miễn cưỡng, nên ngắt lời cổ ngọc. Với tiểu hạ mà nói, có lẽ cậu ta thích cuộc sống rộng lớn, mạnh mẽ, ngày ngày ở bên cạnh ông già như ông thì quá vô vị và đơn điệu rồi. Ông không bắt ép người ta, dưa hái xanh sẽ không ngọt, cậu ấy không muốn đến thì ông cũng không nói lời khó nghe đâu. Hạ Tưởng hơi hơi xúc động, hắn không dám nói mình có cảm tình sâu sắc như thế nào với lão cổ nhưng qua việc giao tiếp với Sử lão và Cao lão, hắn hiểu là sâu nội tâm của người già là một trái tim cô đơn. Bỗng chốc hắn quyết định, nói. Lão cổ, xin bác cho phép cháu được gọi bác là lão cổ, vì cách gọi này cháu thấy được thân thiết hơn, cho cháu cảm giác giống như lúc trước gặp bác. Xin thứ lỗi cho cháu vì không đáp ứng được yêu cầu của bác. Không phải cháu thấy làm thư ký đời sống của bác là không tốt, mà là cháu mới về tỉnh ủy tỉnh Yến, cảm giác vừa mới bắt đầu ổn định đã đột ngột rời đi không phải là tính cách của cháu. Cháu cũng muốn ở bên cạnh bác để học hỏi nhiều điều, vừa đúng dịp công việc ở phòng tin tức của cháu không nhiều, chỉ bằng mỗi tháng cháu sẽ dành ra mấy ngày đến Bắc Kinh thăm bác thấy thế nào ạ? Miễn phí hoàn toàn, còn mời bác ăn cơm nữa. Lão cổ ngây người. Sau đó cười. Lấy lui làm tiến, được lắm đó tiểu hạ, đầu óc nhanh nhạy lắm. Cậu cũng biết nếu tôi mà cố bắt ép cậu đến bên cạnh thì cậu cũng không thể nào ngăn cản, vì vậy chi bằng nhường một bước trước, để cho tôi không nỡ nhẫn tâm bắt ép cậu có đúng không? Hạ Tưởng cười ha ha. Cháu thấy bác là quân nhân, chắc chắn sẽ không làm những chuyện sau lưng đâu ạ. Một là một, nếu có chuyện gì nhất định sẽ nói trước mặt. Được, tôi đồng ý. Lão cổ bỗng nhiên nghiêm mặt lại, nghiêm túc nói. Nhưng có một điểm thế này, chính là cháu không được vì lo chăm sóc cảm xúc của tôi mà làm ảnh hưởng đến công việc của mình. Công việc bình thường nhất định phải hoàn thành xuất sắc, thừa ra thời gian thì mới có thể đến Bắc Kinh thăm tôi. Vâng, cháu ghi nhớ rồi ạ. Hạ Tưởng làm bộ khiêm tốn, dáng vẻ như đang nghe giáo huấn. Thời gian bình thường bác cũng có thể đến thành phố Yến sống. Sâm Lâm cư ở thành phố Yến có một viện an dưỡng có không gian, điều kiện rất tốt ạ. Bác mà đến đó thì cháu có thể cứ cách 3 cách 5 ngày đến thăm, tìm bác nói chuyện ạ. Hạ Tưởng muốn chốt xong ước hẹn với lão cổ, đỡ phải dây cả dây muối phức tạp. Ông nội, sao ông lại có hứng với anh ta thế? Cổ Ngọc nhìn ra dụng ý của Hạ Tưởng, không vui nói. Cháu thấy anh ta tâm địa quá, nghĩ kế nhanh, nói chuyện thì cẩn thận, chặt chẽ không thể lọt qua. Một chút cũng không thành thật. Cháu không thích anh ta. Hạ Tưởng cũng không phản bác lại, khoát tay về phía Cổ Ngọc. Quá khen rồi. Cổ Ngọc tức giận, giơ nắm đấm tới trước mặt Hạ Tưởng. Đồ mặt dày. Lão cổ cười ha ha. Có biết không, rằng ông chính là thích cái lúc cậu ta bất chợt hài hước như vậy. Tiểu Ngọc, cháu không đấu lại cậu ấy đâu, nên đừng làm khó tiểu hạ nữa. Cổ Ngọc, hừ, một tiếng. Hảo nữ không thèm đấu với nam. Hình như còn một câu tiếp nữa. Hạ Tưởng giả bộ hết sức suy nghĩ. Nghĩ không ra nữa, là cái gì ý nhỉ? Ngốc, là chó khôn không đấu với gà. Cổ Ngọc vậy là đã mắc mưu thốt ra khỏi miệng. Thật là thông minh. Hạ Tưởng khoái chí. Cổ Ngọc tỉnh ra, Hạ Tưởng là đang mượn lời để chửi mình nên tức giận đưa tay ra phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vội nói. Con gái phải ra dáng thục nữ một chút chứ. Không nên động chân động tay như vậy. Cổ Ngọc tưởng thật nên ngoan ngoãn dừng tay lại, còn ra vẻ ngại ngùng chớp chớp mắt, nói. Thật ngại quá, tôi nhất thời kích động thôi, chứ thực ra tôi là cô gái ngoan hiền đấy. Lão cổ vui hết cỡ, nói liên hồi. Hay, hay, xem ra tôi đúng là phải đến thành phố Yến ở một thời gian mất. Dù sao gần đây cũng không có việc gì mấy, mà cũng hơi lạ, mấy người cấp dưới cũng cứ tìm tôi mời đến thành phố Yến ở. Tôi đều ngại đi. Giờ cậu nói một chút thôi thì tôi đã động lòng rồi. Sau ngày 10 năm tháng riêng này tôi sẽ đến.
Như đột nhiên nhớ ra cái gì, lão cổ chuyển sang đề tài khác, hỏi. Tiểu Hạ, tôi cứ thấy cậu nên rời ra tỉnh ủy tỉnh Yến sẽ tốt hơn, công việc bên bộ ngoại thương cũng lớn lắm, Dịch Hướng Sư lại có thủ đoạn. Ông ta sẽ lợi dụng triệt để cơ hội điều cậu vào bộ ngoại thương lần này, sẽ gây sự bất mãn của Hà Đông Thần về kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến. Nếu tôi đoán không lầm thì Hà Đông Thần sẽ lại thị sát tỉnh Yến thêm một lần nữa đó. Quả nhiên sự suy đoán của lão cổ và suy nghĩ của Hạ Tưởng giống nhau. Hạ Tưởng cũng hiểu là lão cổ yêu mến và muốn bảo vệ cho hắn nên cảm kích nói. Cháu cảm ơn bác đã yêu mến và quan tâm tới cháu thấy là khi mình biết có khó khăn mà vẫn tiến tới, thì mới có thể trong tình hình phức tạp phát hiện ra cơ hội mà bình thường không thể xảy ra. Kẻ chủ nghĩa cơ hội mạo hiểm. Cổ Ngọc cười nhạt trước cách nói của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không thèm để ý đến cô, mà chỉ đợi lão cổ mở miệng. Đôi mắt lão cổ hơi hơi nheo lại, sắc mặt không được tốt, nói. Chủ nghĩa mạo hiểm không dễ thực hiện, chủ nghĩa cơ hội cũng không phải con đường chính đạo, nhưng tôi đã thử nghiên cứu qua lý lịch của cậu, phát hiện cậu có con đường chính trị, luôn trong những thời khắc quan trọng nhất lại như được thần giúp đỡ. Tiểu Hạ, cậu hãy nói thật với tôi, có phải cậu đang giấu giếm bí mật lớn nào không? Hạ Tưởng vội lắc đầu. Không có đâu ạ, cháu có xuất thân rất trong sạch, làm gì có bí mật nào ạ? Chắc bác nghĩ nhiều quá lên thôi ạ. Nhiều lúc gặp nguy hiểm cháu cũng cố cắn răng chịu đựng. Đó cũng là xuất phát từ tấm lòng không thể chân thành hơn đối với sự nghiệp chủ nghĩa cộng sản mới có thể chịu đựng qua ải khó khăn ạ. Lão cổ hơi hơi lắc đầu, cổ Ngọc thì lại lộ ra vẻ khinh miệt khi nghe Hạ Tưởng nói suy nghĩ của mình. Hạ Tưởng đương nhiên là có một bí mật mà tất cả mọi người đều không biết, đó là cái gốc rễ để hắn sống yên tâm, tuyệt đối không truyền cho người ngoài. Nếu không sẽ dễ bị ban an toàn bắt lại và biến hắn thành đối tượng để nghiên cứu. Nói chuyện với lão cổ cũng phải mười mấy phút rồi, tiếng chuông điện thoại reo lên, vừa nhìn qua là biết Khâu Tự Phong gọi tới. Biết là người kia đang tưởng mình chơi trò mất tích nên Hạ Tưởng hướng về phía lão cổ, cười xin lỗi, lão cổ rộng lượng khoát tay. Cậu là khách nhà họ Khâu mời tới, nên nể mặt nhà họ Khâu trước quan trọng hơn. Hạ Tưởng và lão cổ vẫy tay chào nhau. Sau khi xuống xe, lão cổ cho lái xe lái rời đi. Cổ Ngọc không hiểu quay sang hỏi ông. Ông à, ông để anh ta làm thư ký đời sống, anh ta còn không chịu, tự cho mình là thanh cao chắc. Ông rõ ràng là nói cho anh ta biết tỉnh Yến sắp có biến động mà anh ta vẫn muốn ở lại tỉnh ủy tỉnh Yến, ông nói xem là anh ta có tích sự hay là không có bản lĩnh. Tiểu Ngọc, lẽ nào cháu không thấy nhà họ Khâu coi trọng cậu ta đến mức nào sao? Và mối quan hệ của cậu ta với nhà họ Mai cũng rất tốt. Nghe nói, cậu ta cũng có quan hệ với nhà họ Ngô nữa. Sao cháu không thử nghĩ sâu hơn một chút, một người không có gốc rễ, cơ bản thì sao lại có được mối quan hệ rộng rãi và được nhiều người yêu mến như vậy? Chính bản thân cậu ta đã có sẵn lực hấp dẫn khiến cho người khác dễ dàng tiếp nhận mình. Lão cổ như đang có suy nghĩ. Ông nghĩ là cậu ta có mắt nhìn, có gan làm, muốn ở trong cái loạn để kiếm lợi. Vậy thì mặc kệ anh ta đi, cháu thấy không nhất thiết phải tìm đến anh ta. Cổ Ngọc vừa nói vừa nghịch nghịch miếng ngọc bội trên cổ mình. Không, ông thì càng ngày càng cảm thấy cậu ta mới là ứng cử viên thích hợp nhất. Lão cổ cười, trong nụ cười bất giác lộ ra khí thế và sự tự tin. Nói tới Hạ Tưởng quay trở lại cửa khách sạn, vừa đúng lúc gặp Khâu Tự Phong vẻ mặt đang sốt ruột hết ngóng đằng Tây rồi ngóng đằng Đông nên tiến về phía trước, nói. Tự Phong. Đừng tìm nữa, tôi ở đây này. Vừa rồi là đi tiễn người khác thôi. Khâu Tự Phong hơi kinh hoàng pha giận dỗi nói. Khiến tôi phải mất công tìm cả buổi, Tiểu Hạ, cậu chẳng biết điều gì cả. Trong ngày vui của tôi lại đi làm quen, lôi kéo quan hệ với người khác, không đúng cho lắm đấy. Hạ Tưởng thấy anh ta có chút ngà ngà say nên cười. Được rồi, anh sắp say rồi kìa, mau mau vào động phòng với cô dâu đi, có chuyện gì ngày mai nói tiếp. Chiều mai tôi mới đi về, thời gian còn dài mà.